Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 1751, đây là nhân mạch 2. Tống Hoài Minh nói, Phó Thủ tướng Văn Vĩnh Viễn là thầy tốt bạn hiền của tôi. Bốn chữ thầy tốt bạn hiền này chính là biểu lộ thái độ của mình. Tống Hoài Minh là đang nói với La Tuệ Ninh rằng mình sẽ không đối địch với Văn Quốc Quyền. Tôi sẽ ủng hộ Văn Quốc Quyền, nhưng sẽ không chọn dùng phương thức đứng vào hàng rõ ràng. Đến loại cấp bậc này của Y, cũng phải trả giá biết bao vất vả và nỗ lực y nên lưu lại đường sống cho mình hai chữ vĩnh viễn đã biểu lộ đầy đủ thành ý của tống hoài minh la tuệ ninh mỉm cười nói anh và quốc quyền vốn là bạn tốt hiện tại chúng ta lại kết thành thân gia thật sự là thân càng thêm thân tống hoài minh cười nói nếu không hai người sao có thể yên tâm gửi con trai tới chỗ tôi nhắc tới văn hạo nam la tuệ ninh không khỏi thở dài đứa bé này luôn khiến tôi lo lắng tống hoài minh cười nói hạo nam rất tốt tôi đã tìm hiểu tình huống của hắn rồi rất cố gắng công tác năng lực nổi bật danh tiếng trong đồng sự cũng rất tốt la tuệ ninh nói hai đứa con này thật sự là khiến tôi phát sầu chúng nếu có được một nửa sự cởi mở của trương dương thì tốt quá tống hoài minh nói người khác nhau thì tính cách tất nhiên khác nhau chị không thể cưỡng cầu nhân sinh của bọn họ phải đi cùng một con đường được la tuệ ninh nghe ra trong lời nói của tống hoài minh có ẩn ý bà ta cười nói, anh và Chu Hưng Dân có vẻ như làm việc với nhau không tồi. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, tác phong trong phương diện cải cách của Hưng Dân rất dứt khoát hẳn hoi, rất quyết đoán. La Tuệ Ninh nói, quyết đoán cũng phải thành lập trên cơ sở chỗ dựa. Tống Hoài Minh lập tức minh bạch La Tuệ Ninh đang ám Chu Hưng Dân đến từ chính Chu gia, có chỗ dựa cường ngạnh, Tống Hoài Minh không nói nhiều, y nheo mắt lại nhìn hiện trường bố trí tiệc cưới, nói khẽ, ngày mai chắc sẽ rất náo nhiệt, Trương Dương buổi chiều dành thời gian gặp mặt Đinh Triệu Dũng, Trần Thiệu Bân, Lương Thành Long, viên ba tất cả đều đi cùng Đinh Triệu Dũng, nhìn thấy Trương Dương, Đinh Triệu Dũng không ngờ có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Thiệu Bân nói, giờ cũng biết lấy lòng anh dễ rồi, anh xem Triệu Dũng cười tươi chưa kìa. Lương Thành Long nói, sao chỉ thấy một chữ tiện thôi. Trương Dương cười mắng, hai người các anh đừng khi dễ người thành thật nói tới tiện thì ai bằng được hai người các anh viên ba nói đúng vậy đừng khi dễ chịu dũng thành thật mấy người ngồi ở quán cà phê ngoài trời đinh triệu dũng gọi một ấm trà uống mấy ngụm rồi nói mấy ngày nay tôi bận tới sắp cục rồi sớm biết rằng kết hôn phiền toái như vậy thì tôi và tiểu tĩnh đã kết hôn lữ hành rồi lương thành long nói hiện tại biết hối hận rồi à tôi đã dừng kinh nghiệm từng trải nói với anh rồi chờ khi anh thành hôn khẳng định sẽ hối hận trương dương chừng mắt lườm hắn một cái anh đúng là miệng chó không mọc được ngà voi trần thiệu bân cười nói tát gãy răng hắn đi miệng lúc nào cũng phạm tiện anh rể của người ta ở đây đây này lương thành long nói chẳng sợ trương dương cười cười lắc đầu nếu không phải bởi vì hai hôm nay có hỷ sự thì tôi đã đập cho anh một trận rồi lương thành long nói đừng mà chúng ta là huynh đệ anh không thể có em rể thì quên huynh đệ được trần thiệu bân gật đầu theo đúng vậy trương dương tung chân đá thằng cha này một cước anh thì tính là cái gì trần thiệu bân cười nói không liên quan tới tôi tôi chỉ là uống rượu thừa thôi viên ba nói này mấy người hôm nay tới chỗ tôi uống rượu đi tôi đặc biệt giữ lại một phòng mở tiệc ba ngày các anh lúc nào tới ăn cũng được trương dương nói đang bận chết đi được làm gì có thời gian mà uống rượu viên ba nói anh có phải là giận tôi không lúc trước anh đâu có nói là mà bày tiệc cưới chuyện tới đít mới nói tôi giờ muốn dựng chỗ cũng không kịp trương dương cười nói tôi có trách anh đâu lương thành long nói trương dương anh bày rượu là có ý gì chỗ triệu dũng chúng tôi đã tặng quà rồi chỗ anh có phải là khỏi phải tặng nữa không trương đại quan nhân chớp mắt nói nói thừa triệu dũng là bạn hiếu của các anh tôi chẳng lẽ không phải là hắn cưới vợ tôi gả em gái anh còn định hợp hai thành một à lương thành long à lương thành long tôi nhìn ra rồi anh kiếm được càng nhiều tiền thì lại càng keo kiệt tiếc mấy đồng tiền mừng phải không lương thành long cười khổ nói trời đất chứng giám tôi không phải quan tâm tới tiền mừng tôi chỉ là đang đau đầu thôi anh nói xem rượu mừng tôi biết uống của bên nào đây trương dương cười nói đương nhiên là phải tới bên triệu dũng rồi chỗ tôi anh có tới hay không cũng không sao người không đến mà có quả là được tấm lòng của anh tôi xin nhận lương thành long chỉ vào trương dương nhìn xem nhìn xem các anh đều thấy rõ rồi đấy nhân cơ hội vơ vét của cải tham quá trần thiệu bân nói mát ai mà không phải vậy chứ vào thời này thứ nên lấy mà anh không lấy thì người khác sẽ nói anh không bình thường viên ba nói rất bình thường mà nhà anh có chuyện gì trương dương triệu dũng người ta đều có mặt nếu nói oan uổng thì tôi mới là oan uống này khi tôi kết hôn không thấy có một ai trong các anh tới hiện tại các anh kết hôn sinh con tôi đều phải có mặt mấy người đồng thời bật cười đương nhiên bọn họ không quan tâm tới chúc tiền mừng giữa bạn bè với nhau cả mà trương dương nói triệu dũng chuyện bên này anh đừng quan tâm anh cứ chiếu cố tốt bên kia là được nói thật tôi mở tiệc cũng không phải là để vơ vét của cải không phải là lấy thể diện mà thật sự là bất đắc dĩ chuyện triệu dũng và tiểu tính kết hôn không biết vì sao lại truyền ra ngoài mấy ngày nay phía tân hải tất cả tổ chức thành đoàn thể tới đây người ta từ xa chạy tới uống rượu mừng tôi không thể không chiêu đãi được đúng không đang nói chuyện thì điện thoại của trương dương lại đổ chuông lần này là lưu kim thành của nhà máy rượu giang thành lưu kim thành trực tiếp nói với trương dương rằng hắn và đám lão đệ huynh của giang thành là như văn cường đỗ vũ phong tần bạch buổi tối sẽ tới đông giang không chỉ như thế hắn còn mang theo cả một xe rượu trương đại quan nhân bất lực nói vào điện thoại đến thì cứ đến không cần phải mang đồ đâu bí thư trương đừng phát tài rồi thì quên đám huynh đệ này đầu kia điện thoại Ngưu Văn Cường hét toáng lên. Trương Dương An bài đám người này tới Tuệ Nguyên nghỉ ngơi, buông điện thoại rồi vẻ mặt đau khổ nói, mẹ ơi, cả một bàn người đến, cứ tiếp tục thế này thì sao được. Viên ba nói, may mắn là anh lựa chọn Tuệ Nguyên đấy, chỗ tôi cho dù giao cả sân thượng cho anh thì cũng không bày được nhiều bàn như vậy. Trần Thiệu bân trợn mắt lên, Trương Dương, chiêu này của anh tên là Mượn Gió Đông phải không? Cao, thật sự rất cao, em gái anh kết hôn, anh mở tiệc lấy tiền, đúng là bí thư thị ủy. Trương đại quan nhân đang thức mà không có chỗ chút, chừng mắt lườm hắn một cái, có tin tôi lát nữa ném anh vào hồ thu hà không? Đông Giang đất tà, trương đại quan nhân vừa mới nhắc tới hồ thu hà thì phía chùa thu hà liền có phản ứng, hòa thượng Tam Bảo không ngờ gọi điện thoại cho Trương Dương, đừng nhìn Tam Bảo là người xuất gia, người ta nói chuyện cũng khá xã hội, bí thư trương, ngài đã quên anh em kết nghĩa này rồi ư, Trương Đại quan nhân thật sự là dở khóc dở cười Tam Bảo, ông là người xuất gia, nên lục thân không nhận mới đúng chứ." Tam Bảo nói, cha mẹ ruột của tôi tôi có thể không nhận, nhưng tôi không thể không nhận bí thư Trương được. Trong lòng tôi, anh là sư phụ tôi, nếu không phải được anh điểm hóa, Tam Bảo tôi cũng sẽ không có thành tựu hôm nay." Trương Đại quan nhân nói, Tam Bảo, ông anh đừng có lòng vòng với tôi, tôi đang bận lắm." Tam Bảo nói, tôi biết anh bận rồi, tôi chỉ là muốn giúp anh thôi. Tôi nghe nói ngày mai em gái anh kết hôn. Trương Đại Quan nhân nhíu mày, gì cơ? Từ lúc nào hắn thân thiết với mình như vậy? Tam Bảo nói, Bần tăng có thể xin chén rượu mừng không? Trương Đại Quan nhân nói, anh là người xuất gia. Tam Bảo nói, người xuất gia thì sao? Người xuất gia cũng là người, giờ là lúc nào rồi, con người bình đẳng, trong mắt người xuất gia chúng tôi, xuất thế không dễ dàng nhưng nhập thế cũng không dễ dàng, vạn sự vạn vật đều là một loại tu hành, Bí thư Trương anh nên cho tôi cơ hội tu hành này, anh cũng nên kết thiện duyên. Trương đại quan nhân bất lực nói, được rồi, ông cứ tới đi, có điều ông có ăn được thịt cá không? Tam bảo niệm Phật hiệu, thiện tai thiện tai, bí thư trương, ngài an bài một bàn tiệc chay cho tôi là được rồi. Trương đại quan nhân thiếu chút nữa thì lồi cả mắt, gì cơ? Chẳng lẽ thằng cha này muốn dẫn một bàn hòa thượng tới đây? Một bàn tiệc chay? Trương đại quan nhân thông chi chuyện này cho Kỳ Sơn, Kỳ Sơn cũng thiếu chút nữa thì cười ra nước mắt, Kỳ Sơn tất nhiên là đáp ứng. Mấy người bọn viên ba bên cạnh Trương Dương thì đã cười tới không thể thẳng người nổi. Lương Thành Long cười đến thở không nổi, dựng thẳng ngón tay cái về phía Trương Dương, không phục không được, người ta đây gọi là nhân mạch, ngay cả hòa thượng cũng chủ động xin uống rượu mừng. Viên ba vừa uống một ngụm trà, cũng không nhịn được quay đầu nhổ ra ngoài. Trương 1752, đây là nhân mạch 2. Tống Hoài Minh nói, "Phó thủ tướng Văn Vĩnh Viễn là thầy tốt bạn hiền của tôi." Bốn chữ thầy tốt bạn hiền này chính là biểu lộ thái độ của mình, Tống Hoài Minh là đang nói với La Tuệ Ninh rằng mình sẽ không đối địch với Văn Quốc Quyền, tôi sẽ ủng hộ Văn Quốc Quyền, nhưng sẽ không chọn dùng phương thức đứng vào hàng rõ ràng, đến loại cấp bậc này của y cũng phải trả giá biết bao vất vả và nỗ lực, y nên lưu lại đường sống cho mình, hai chữ vĩnh viễn đã biểu lộ đầy đủ thành ý của Tống Hoài Minh là Tuệ Ninh mỉm cười nói, anh và Quốc Quyền vốn là bạn tốt, hiện tại chúng ta lại kết thành thân gia, thật sự là thân càng thêm thân. Tống Hoài Minh cười nói, nếu không hai người sao có thể yên tâm gửi con trai tới chỗ tôi? nhắc tới Văn Hạo Nam, là Tuệ Ninh không khỏi thở dài, đứa bé này luôn khiến tôi lo lắng. Tống Hoài Minh cười nói, Hạo Nam rất tốt, tôi đã tìm hiểu tình huống của hắn rồi, rất cố gắng công tác, năng lực nổi bật, danh tiếng trong đồng sự cũng rất tốt. Là Tuệ Ninh nói, hai đứa con này thật sự là khiến tôi phát sầu, chúng nếu có được một nửa sự cởi mở của Trương Dương thì tốt quá. Tống Hoài Minh nói, người khác nhau thì tính cách tất nhiên khác nhau, chị không thể cưỡng cầu nhân sinh của bọn họ phải đi cùng một con đường được. Là Tuệ Ninh nghe ra trong lời nói của Tống Hoài Minh có ẩn ý, bà ta cười nói, anh và Chu Hưng Dân có vẻ như làm việc với nhau không tồi. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, tác phong trong phương diện cải cách của Hưng Dân rất dứt khoát hẳn hoi, rất quyết đoán. La Tuệ Ninh nói, quyết đoán cũng phải thành lập trên cơ sở chỗ dựa. Tống Hoài Minh lập tức minh bạch La Tuệ Ninh đang ám chu hưng dân đến từ chính Chu gia, có chỗ dựa cường ngạnh, Tống Hoài Minh không nói nhiều, y nheo mắt lại nhìn hiện trường bố trí tiệc cưới, nói khẽ ngày mai chắc sẽ rất náo nhiệt. Trương Dương buổi chiều dành thời gian gặp mặt Đinh Triệu Dũng, Trần Thiệu Bân, Lương Thành Long, viên ba tất cả đều đi cùng Đinh Triệu Dũng, nhìn thấy Trương Dương, Đinh Triệu Dũng không ngờ có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc trần thiệu bân nói giờ cũng biết lấy lòng anh rể rồi anh xem triệu dũng cười tươi chưa kìa lương thành long nói sao chỉ thấy một chữ tiện thôi trương dương cười mắng hai người các anh đừng khi dễ người thành thật nói tới tiện thì ai bằng được hai người các anh viên ba nói đúng vậy đừng khi dễ triệu dũng thành thật mấy người ngồi ở quán cà phê ngoài trời đinh triệu dũng gọi một ấm trà uống mấy ngụm rồi nói mấy ngày nay tôi bận tới sắp gục rồi sớm biết rằng kết hôn phiền toái như vậy thì tôi và Tiểu Tĩnh đã kết hôn lữ hành rồi. Lương Thành Long nói, hiện tại biết hối hận rồi à, tôi đã dừng kinh nghiệm từng trải nói với anh rồi, chờ khi anh thành hôn khẳng định sẽ hối hận. Trương Dương chừng mắt lườm hắn một cái, anh đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Trần Thiệu Bân cười nói, tát gãy răng hắn đi, miệng lúc nào cũng phạm tiện, anh rể của người ta ở đây đây này. Lương Thành Long nói, chẳng sợ, trương dương cười cười lắc đầu nếu không phải bởi vì hai hôm nay có hỷ sự thì tôi đã đập cho anh một trận rồi lương thành long nói đừng mà chúng ta là huynh đệ anh không thể có em rể thì quên huynh đệ được trần thiệu bân gật đầu theo đúng vậy trương dương tung chân đá thằng cha này một cước anh thì tính là cái gì trần thiệu bân cười nói không liên quan tới tôi tôi chỉ là uống rượu thừa thôi viên ba nói này mấy người hôm nay tới chỗ tôi uống rượu đi tôi đặc biệt giữ lại một phòng mở tiệc ba ngày các anh lúc nào tới ăn cũng được trương dương nói đang bận chết đi được làm gì có thời gian mà uống rượu viên ba nói anh có phải là giận tôi không lúc trước anh đâu có nói là mà bày tiệc cưới chuyện tới đít mới nói tôi giờ muốn dựng chỗ cũng không kịp trương dương cười nói tôi có trách anh đâu lương thành long nói trương dương anh bày rượu là có ý gì chỗ triệu dũng chúng tôi đã tặng quà rồi chỗ anh có phải là khỏi phải tặng nữa không? Trương đại quan nhân chớp mắt nói, nói thừa, Triệu Dũng là bạn hữu của các anh, tôi chẳng lẽ không phải là. Hắn cưới vợ, tôi gả em gái, anh còn định hợp hai thành một à. Lương Thành Long à Lương Thành Long, tôi nhìn ra rồi. Anh kiếm được càng nhiều tiền thì lại càng keo kiệt, tiếc mấy đồng tiền mừng phải không? Lương Thành Long cười khổ nói, trời đất chứng giám, tôi không phải quan tâm tới tiền mừng, tôi chỉ là đang đau đầu thôi, anh nói xem, rượu mừng tôi biết uống của bên nào đây. Trương Dương cười nói, đương nhiên là phải tới bên Triệu Dũng rồi, chỗ tôi anh có tới hay không cũng không sao, người không đến mà có quả là được, tấm lòng của anh tôi xin nhận. Lương Thành Long chỉ vào Trương Dương, nhìn xem, nhìn xem, các anh đều thấy rõ rồi đấy, nhân cơ hội vơ vét của cải. Tham quá, Trần Thiệu Bân nói mát, ai mà không phải vậy chứ, vào thời này thứ nên lấy mà anh không lấy thì người khác sẽ nói anh không bình thường. Viên ba nói, rất bình thường mà, nhà anh có chuyện gì, Trương Dương Triệu Dũng người ta đều có mặt, nếu nói oan uổng thì tôi mới là oan uống này. Khi tôi kết hôn, không thấy có một ai trong các anh tới, hiện tại các anh kết hôn sinh con tôi đều phải có mặt. Mấy người đồng thời bật cười, đương nhiên, bọn họ không quan tâm tới chút tiền mừng, giữa bạn bè với nhau cả mà. Trương Dương nói, Triệu Dũng, chuyện bên này anh đừng quan tâm, anh cứ chiếu cố tốt bên kia là được. Nói thật, Tôi mở tiệc cũng không phải là để vơ vét của cải, không phải là lấy thể diện, mà thật sự là bất đắc dĩ. Chuyện Triệu Dũng và Tiểu Tính kết hôn không biết vì sao lại truyền ra ngoài. Mấy ngày nay phía Tân Hải tất cả tổ chức thành đoàn thể tới đây, người ta từ xa chạy tới uống rượu mừng, tôi không thể không chiêu đãi được đúng không? Đang nói chuyện thì điện thoại của Trương Dương lại đổ chuông, lần này là Lưu Kim Thành của nhà máy rượu Giang Thành. Lưu Kim Thành trực tiếp nói với Trương Dương rằng, hắn và đám lão đệ huynh của Giang Thành là Ngưu Văn Cường, Đỗ Vũ Phong, Tần Bạch buổi tối sẽ tới Đông Giang, không chỉ như thế, hắn còn mang theo cả một xe rượu. Trương đại quan nhân bất lực, nói vào điện thoại, đến thì cứ đến, không cần phải mang đồ đâu. Bí thư trương, đừng phát tài rồi thì quên đám huynh đệ này. Đầu kia điện thoại Ngưu Văn Cường hét toáng lên. Trương Dương An bài đám người này tới tuệ nguyên nghỉ ngơi, buông điện thoại rồi vẻ mặt đau khổ nói, mẹ ơi, cả một bàn người đến, cứ tiếp tục thế này thì sao được. Viên Ba nói, may mắn là anh lựa chọn Tuệ Nguyên đấy, chỗ tôi cho dù giao cả sân thượng cho anh thì cũng không bày được nhiều bàn như vậy. Trần Thiệu Bân trợn mắt lên, "Trương Dương, chiêu này của anh tên là mượn gió đông phải không?" "Cao, thật sự rất cao, em gái anh kết hôn, anh mở tiệc lấy tiền, đúng là bí thư thị ủy." Trương đại quan nhân đang thức mà không có chỗ chút, trừng mắt lườm hắn một cái, "Có tin tôi lát nữa ném anh vào hồ Thu Hà không?" "Đông Giang đất tà." Trương Đại Quan Nhân vừa mới nhắc tới Hồ Thu Hà thì phía chùa Thu Hà liền có phản ứng. Hòa Thượng Tam Bảo không ngờ gọi điện thoại cho Trương Dương. Đừng nhìn Tam Bảo là người xuất gia, người ta nói chuyện cũng khá xã hội. Bí thư Trương, ngài đã quên anh em kết nghĩa này rồi ư. Trương Đại Quan Nhân thật sự là dở khóc dở cười Tam Bảo. Ông là người xuất gia, nên lục thân không nhận mới đúng chứ. Tam Bảo nói, cha mẹ ruột của tôi tôi có thể không nhận, nhưng tôi không thể không nhận bí thư Trương được. Trong lòng tôi, anh là sư phụ tôi, nếu không phải được anh điểm hóa, tam bảo tôi cũng sẽ không có thành tựu hôm nay." Trương đại quan nhân nói, "Tam bảo, ông anh đừng có lòng vòng với tôi, tôi đang bận lắm." Tam bảo nói, "Tôi biết anh bận rồi, tôi chỉ là muốn giúp anh thôi, tôi nghe nói ngày mai em gái anh kết hôn." Trương đại quan nhân nhíu mày, "Gì cơ? Từ lúc nào hắn thân thiết với mình như vậy?" Tam bảo nói, "Bần tăng có thể xin chén rượu mừng không?" Trương Đại Quan nhân nói, anh là người xuất gia. Tam Bảo nói, người xuất gia thì sao? Người xuất gia cũng là người, giờ là lúc nào rồi, con người bình đẳng, trong mắt người xuất gia chúng tôi, xuất thế không dễ dàng nhưng nhập thế cũng không dễ dàng, vạn sự vạn vật đều là một loại tu hành, bí thư Trương, anh nên cho tôi cơ hội tu hành này, anh cũng nên kết thiện duyên. Trương Đại Quan nhân bất lực nói, được rồi, ông cứ tới đi, có điều ông có ăn được thịt cá không? tam bảo niệm Phật hiệu, thiện tai thiện tai, bí thư trương, ngài an bài một bàn tiệc chay cho tôi là được rồi. Trương đại quan nhân thiếu chút nữa thì lồi cả mắt, gì cơ? Chẳng lẽ thằng cha này muốn dẫn một bàn hòa thượng tới đây? Một bàn tiệc chay. Trương đại quan nhân thông chi chuyện này cho Kỳ Sơn, Kỳ Sơn cũng thiếu chút nữa thì cười ra nước mắt, Kỳ Sơn tất nhiên là đáp ứng. Mấy người bọn viên ba bên cạnh Trương Dương thì đã cười tới không thể thẳng người nổi. Lương Thành Long cười đến thở không nổi, dựng thẳng ngón tay cái về phía Trương Dương, không phục không được, người ta đây gọi là nhân mạch, ngay cả hòa thượng cũng chủ động xin uống rượu mừng. Viên ba vừa uống một ngụm trà, cũng không nhịn được quay đầu nhổ ra ngoài. Trương 1753, đây là nhân mạch ba. Trương đại quan nhân nhìn mấy người bọn họ, tôi nói này, các anh sao lại không biết thông cảm như vậy, tôi đã loạn rồi đây này trần thiệu bân khó khăn lắm mới ngừng cười được trương dương đừng trách mấy anh em không giúp anh mấy ngày hôm nay chúng tôi phải lấy triệu dũng làm trọng lúc nào đưa được hắn và em gái anh lên giường rồi thì nhiệm vụ của chúng tôi mới tính là hoàn thành tới lúc đó chúng tôi sẽ toàn lực giúp anh đinh triệu dũng cười nói trương dương chuyện này tự anh giải quyết đi lương thành long vừa ngừng cười được không bao lâu thì lại bật cười trương dương bất mãn nhìn hắn cẩn thận cười rơi cả răng cửa đấy lương thành long hổn hển nói trương dương tôi hôm nay xem như đã phục anh rồi chờ chờ sang mai xong chuyện của triệu dũng tôi ngay lập tức sẽ chạy đến tuệ nguyên tôi tôi muốn tận mắt nhìn tràng cảnh phía bên anh ha ha viên ba nói trương dương à trương dương tôi thấy anh căn bản không nên tới đông giang trương dương vỗ vỗ gáy hối hận không thôi nói sớm biết rằng như vậy tôi cũng không tới tôi không phải là càng gây thêm loạn ư Trần Thiệu Bân nói, bí thư trương, nhân mạch của ngài đúng là không thầm thường, muôn hình muôn vẻ, tam giáo cửu lưu, kỳ nhân dị sĩ, thượng tới vương hầu, hạ tới tiểu tốt, xin khách của mình, bảo người ta đừng tới đi. Trương đại quan nhân cao ngạo ngẩng đầu lên, sao? Tôi cứ làm vậy đấy, bầy rượu của tôi, mời khách của tôi, ai thích trách thì cứ trách. Trương đại quan nhân bầy rượu vẫn có nguyên tắc, đầu tiên không thể đoạt phong đầu của Đinh ra, nói cách khác, hắn không chủ động mời ai tới uống rượu mừng, phàm là người đến, trên cơ bản đều là chủ động tới, là Tuệ Ninh, Margaret, Hà Trường An, những người này tuy rằng thân phận cao quý, nhưng từ ý nghĩa nghiêm túc mà nói thì bọn họ cũng không phải là người trong quan trường, tới chỗ Trương Dương đa số đều là người cấp bậc khá thấp, lãnh đạo tỉnh Lý, cán bộ cấp thành phố đều là tới bên Đinh Gia, một là Đinh Nguy Phong gửi thiệp mời. Thứ hai Đinh Nguy Phong là bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Bình Hải Đương Nhiệp, địa vị chính trị hơn xa Trương Dương. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Bí thư thị ủy nam tích Lý Trường Vũ tới bên Trương Dương, y là cha nuôi của Triệu Tính, xem như là người nhà gái. Trương Dương và Đinh Triệu Dũng gặp mặt, chủ yếu là là câu thông chi tiết cụ thể hôn lễ một chút. Mấy người bọn họ ở quán cà phê ngoài trời hơn một tiếng đồng hồ, hành trình ngày mai trên cơ bản đã được bàn định. Đinh Triệu Dũng cho mấy anh em châm dự phòng trước, mấy cậu, ngày mai chính là ngày trọng đại trong đời tôi, mong rằng các vị huynh đệ dơ cao đánh khẽ. Dơ gì? Trần Thiệu Bân hỏi trương dương cười nói chính là các anh chú trọng văn minh lễ phép đừng hạ thấp tác phong đều là người trưởng thành rồi phải chú ý tố chất lương thành long nói vì sao khi tôi kết hôn vợ tôi cũng bị trêu không ít đinh triệu dũng nói lương thành long anh nói chuyện bằng lương tâm đi tôi rất thành thực đó lương thành long nói anh thành thực nhưng anh rể của anh không thành thực món nợ này tôi đã sớm muốn trả rồi thằng cha này xoa tay nói tôi nhịn đã rất nhiều năm rồi Trương Dương cười nói, tôi xem các anh dám không. Sau khi bàn xong việc với Đinh Triệu Dũng, Trương Dương chuẩn bị trở về khách sạn Tuệ Nguyên, khi đi qua sông Tương thì bỗng nhiên nhớ tới địa chỉ mà Hà Trường An vừa cho hắn, số 26 đường sông Tương, khi đi qua số 26, Trương Dương không khỏi nhìn lại ven đường, hắn đỗ xe lại, nơi này là một căn nhà nhỏ, bên ngoài đây cây đằng, Trương Dương đi tới trước nhà rồi bấm chuông. Sau khi vài tiếng chuông cửa vang lên, cửa sổ nhỏ trên cửa sắt mở ra, một phụ nữ trung niên nhìn ra ngoài trương đại quan nhân còn chưa kịp lên tiếng thì người đó đã đóng cửa sổ nhỏ lại mở cửa sắt ra phụ nữ trung niên chỉ lên lầu trương đại quan nhân ló ping đầy nghi hoặc đi vào tiểu hà trường an rốt cuộc bày huyền cơ gì ở đây sao lúc ở tuệ nguyên không có nói rõ chẳng lẽ y đang ở nơi này trương dương đi vào phòng khách bên ngoài căn nhà tuy rằng cổ xưa nhưng bên trong lại được sửa sang rất có phẩm vị phi thường trong đại sảnh không có người trương dương không tiếp tục lên lầu nhìn bốn phía chung quanh khi đang muốn lên tiếng hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trương dương ngẩng đầu nhìn liền thấy một nữ lang mặc quần áo thể thao màu đỏ từ bên trên bước xuống da thịt trắng nõn tóc đen như mây mắt sáng trong như nước suối mùa thu nhìn trương dương cười cười trương đại quan nhân thừa nhận nữ lang này cực kỳ xinh đẹp nhưng hắn có nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra mình đã gặp cô ta ở đâu trương dương nói cô là giọng nói của nữ lang trầm thấp thanh tuyến như vậy lộ ra một loại gợi cảm thành thục và chấn định trương tiên sinh chúng ta đã gặp ở đầu rồi phải không trương đại quan nhân nhìn nữ lang từ trên xuống dưới nữ lang đó bật cười tới trước mặt hắn rồi đi quanh một vòng trương đại quan nhân nói cô là cô là hắn tựa hồ nghĩ tới gì đó lại lại không thể tin được vào sự thật trước mắt nữ lang cắn cắn môi nói vẫn không nhận ra à xin cho tôi tự giới thiệu tôi là trợ lý Hà Vũ Mộng của Hà Trường An Tiên Sinh. Trương Đại Quan Nhân gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hắn phá lên cười, Hà Vũ Mộng cũng bật cười. Cô ta nhỏ giọng gọi, đại ca, biệt lai vô dạng. Thì ra nữ lang xinh đẹp này chính là Tần Manh Manh, con gái của Hà Trường An. Lúc trước cô ta bởi vì bị tình nghi dính líu đến ngưu sát Tần Trấn Đông mà bị bắt, Trương Dương xin Quốc An giúp đỡ. Diễn ra một vở cướp ngục, mới thành công đưa được Tần Manh Manh ra nước ngoài, về sau lại tìm cách đưa cả Tần Hoan đi cùng, để mẹ con họ được đoàn tụ. Hà Trường An đổi thân phận cho mẹ con họ, cũng an bài cho bọn họ sống ở Bahamas. Trương Dương không ngờ Tần Manh Manh lại thay hình đổi dạng về nước, Tần Manh Manh chỉ chỉ lên lầu, vào thư phòng nói chuyện. Trương Dương đi theo Tần Manh Manh tới thư phòng, Tần Manh Manh rót trà cho hắn, nói, đại ca, nghe nói anh đã thăng nhiệm lên làm bí thư thị ủy Tân Hải, em phải chúc mừng anh rồi. Trương Dương cười nói, quan bé bằng hạt vừng không đáng nhắc tới, đúng rồi, sao em lại về, Tần Hoan đâu? Tần Manh Manh nói, Tiểu Hoan đã tới nước Mỹ học rồi, mấy ngày trước, phát hiện có người theo dõi chúng em, cho nên để ổn thỏa mới quyết định như vậy. Trương Dương chỉ chỉ vào mặt Tần Manh Manh. Tần Manh Manh nói, em hiện tại là cư dân của Banamers, để phòng ngừa bị người của Tần ra phát hiện, cho nên em dứt khoát làm phẫu thuật chỉnh dung, hình dạng hiện tại ngay cả em cũng không nhận ra. Trương Dương nói, tiểu hoan biết không? Tần manh manh nói, đứa bé này tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nó biết bọn em gặp phiền phức, cho nên không có dị nghị gì về an bài của em. Trương Dương trong lòng có chút kỳ quái, tần manh manh lúc trước khó khăn lắm mới rời khỏi được Trung Quốc, theo lý thì không nên mạo hiểm trở về, lần này trở về không biết là vì gì. Chẳng lẽ là bởi vì hôn sự của Triệu Tính, tần manh manh là con gái nuôi của mẹ, Triệu Tính cũng chính là em gái của cô ta, nhưng cái cớ này hình như hơi gượng ép một chút tần manh manh em lần này trở về là để giúp hà tiên sinh giải quyết một số chuyện trên sinh ý tuy rằng đã nhận cha con với hà trường an nhưng trước mặt người ngoài tần manh manh vẫn quen gọi y là hà tiên sinh trương dương nói sinh ý của chú ấy có phiền toái ư tần manh manh nói ông ấy đã bắt đầu nảy sinh thoái ý rồi cho nên lần này bảo em trở về chuẩn bị giao một số sản nghiệp trong nước cho em rất nhiều chuyện em phải tự mình trình diện ký tên. Trương Dương giờ đã minh bạch mục đích lần này Tần Manh Manh về, tuy rằng hình dạng và giọng nói của Tần Manh Manh đã thay đổi hoàn toàn, nhưng Trương Dương vẫn lo lắng cô ta bại lộ thân phận, dù sao đám người Trương Bích Quân đó cũng không phải là hạng bị thịt, vạn nhất thân phận của Tần Manh Manh bị người khác phát hiện, thế tất sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Trương Dương nhắc nhở cô ta, làm việc gì cũng phải cẩn thận, nếu như không cần thiết thì cố gắng đừng suốt đầu lộ diện tần manh manh nói em biết cô ta mở máy tính ra cho trương dương xem một số ảnh của tần hoan trương dương nhìn thấy bộ dạng của tần hoan thì không khỏi cảm khái đã thành thiếu niên rồi tần manh manh nói nó đã lớn nhiều rồi có thể là vì vấn đề của phương thức giáo dục lòng tự tin của nó hiện tại trở nên rất mạnh thân thể cũng cường tráng hơn rất nhiều trương dương nói nhớ nó quá tần manh manh nói nhớ nó thì có thể ra nước ngoài thăm nó Trương Dương nói, hiện tại là thân bất so kỷ, một đống việc phải làm, cho dù là do nhà nước cử đi nước ngoài thì cũng không có thời gian. Tần manh manh lấy ra một hộp quà, ngày mai tiểu tính kết hôn, em cũng không biết cô ta gì, cho nên mua một đôi đồng hồ, anh giúp em tặng cho hai vợ chồng cô ta. Trương Dương cũng không cự tuyệt, dù sao tần manh manh làm chị gái thì cũng phải biểu đạt một phần tâm ý. Tần manh manh xuất ngoại mấy năm nay, rõ ràng đã thoát khỏi đau khổ khi xưa, nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt cô ta hiện giờ trương dương trương dương cũng cảm thấy vui mừng. Tần manh manh nói anh, có chuyện em muốn thương lượng với anh. Trương dương gật đầu. Tần manh manh nói, em lần này sở dĩ gặp riêng anh, chủ yếu là có một số lời không muốn để Hà Tiên sinh biết. Trương Dương nói, chuyện gì mà phải giấu chú ấy. Trương 1754, đây là nhân mạch 4. Tần manh manh nói, từ lần trước sau khi phát hiện người theo dõi bọn em, tình tự của ông ấy trở nên không tốt, em có thể cảm thấy ông ấy đang rất bất an. Trương Dương nói, chú ấy quan tâm tới hai mẹ con em mà, cảm thấy có người uy hiếp tới sự an toàn của hai mẹ con em, đương nhiên sẽ cảm thấy bất an. Tần Manh Manh nói, không, không chỉ là chuyện này, sau khi nguy cơ được giải trừ, sự sầu lo của ông ấy chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm, em hoài nghi trên sinh ý của ông ấy xảy ra vấn đề. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, nếu hà trường an thực sự là xảy ra vấn đề trên sinh ý mình cũng lực bất tòng tâm dù sao phương diện này cũng không phải là sở trường của mình với nhân mạch và năng lực của hà trường an cho dù là có vấn đề thì chính y cũng có thể giải quyết tần manh manh có thể là lo xa quá rồi trương dương nói em muốn anh làm gì tần manh manh nói ông ấy luôn coi anh là bạn bè thân thiết em nhờ anh tình cơ hội nói chuyện với ông ấy trương dương gật đầu nói được Tần manh manh nói, thật ra tiền không quan trọng, trên đời này không bất kỳ chuyện gì có thể bằng được người nhà ở bên nhau. Trương Dương vỗ vỗ vai tần manh manh, em yên tâm đi, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ông ấy. Trương Dương trở lại tuệ nguyên, nhìn thấy đám người đó Ngưu Văn Cường đều đã đến, Kỳ Sơn đã an bài chỗ ở cho bọn họ, đám lão bằng hiếu đến từ giang thành của trách Trương Dương một hồi. Trương Đại Quan Nhân ứng đối với loại chuyện này chính là há miệng cười ngây ngô, không phải là ngu thật mà là giả ngu, thái độ của thằng cha này tốt như vậy, đám bằng hữu vốn có chút oán khí cũng ngại nhiều lời. Như Văn Cường đưa một sấp tiền lì xì thật dày cho Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân vội vàng xua tay nói, các vị là anh em, tôi đã nói trước rồi, các anh tặng tiền thì tôi không phản đối, nhưng tiền lì xì này tôi không thể nhận, bởi vì đã nói trước tôi kết hôn, là em gái tôi kết hôn, các anh muốn tặng thì cứ trực tiếp tặng cho nó, tôi không chạm vào tiền. Thật ra Trương Dương cũng hiểu rõ, tất cả mọi người là vì hắn mà tới. Đỗ Phú Phong nói, Trương Dương nói đúng, hắn là quan viên, chúng ta tặng tiền lì xì tuy rằng đại biểu cho tình nghĩa huynh đệ, nhưng người hữu tâm sẽ không thấy như vậy, vạn nhất có người bàn lộng thị phi, mượn chuyện này để chế tạo vấn đề, vốn là chuyện tốt chẳng phải là sẽ biến thành chuyện phiền toái ư. Đang nói chuyện thì sở yên nhiên và triệu tính cùng nhau đi tới, đám huynh đệ này của Trương Dương quen nhau đã lâu, tình cảm rất khăng khít, bọn họ đương nhiên biết triệu tính và sở yên nhiên, triệu tĩnh luôn miệng chào các anh đám người này vui sướng cười tươi như hoa lưu kim thành nói tiểu tĩnh em sáng mai kết hôn tuy rằng em không gửi thiệp mời cho đám anh này nhưng bọn anh nghe được tin tức lại không mời mà đến tiền mừng không có bao nhiêu nhưng anh lưu của em có thể tặng một thùng rượu như văn cường nói em gái anh nghiêu của em không nói nhiều chúng ta phải cho đám người tỉnh thành thấy đám anh xuân dương của em tuyệt đối không phải hạng kẹt xỉ triệu tĩnh cảm động đến nỗi mắt đỏ lên cô ta cắn cắn môi nói, cảm ơn các anh, cảm ơn. Cảm ơn. Sở yên nhiên nhìn không nổi, ai, tôi nói này, đám người các anh làm cái gì thế? Anh ấy đều lừa tình, có cần phải vậy không? Chuyện vui lại bị các anh biết thành chuyện buồn, có bệnh à? Như Văn Cường bật cười ha ha, yên nhiên, em khi nào thì có thể dùng một phần sự ôn nhu đối với Trương Dương cho các anh đây? Sở yên nhiên kéo tay Trương Dương nói, Trương Dương, anh nghe thấy không, Ngưu Văn Cường đang ngấm ngầm nói em thô lỗ vô lễ kia. Trương đại quan nhân ôm eo nhỏ của sở yên nhiên rồi cười ha ha nói, em hôn anh một cái đi, cho đám người này ghen đến chết. Sạc, trương đại quan nhân bị đám huynh đệ này khinh bỉ một hồi. Mấy người thương lượng một chút, quyết định tôn trọng ý kiến của Trương Dương, giao tất cả tiền lì xì cho tới sau, do thường lăng phong ghi chép rõ ràng, có những tiền có thể nhận, ví dụ như tiền của đám lão bằng hữu đến từ Giang Thành, mà cũng có một số tiền không thể nhận. Trương Dương bảo Thường Lăng Phong phân loại, chờ sau khi Yến hội chấm dứt thì hắn sẽ thống nhất tiến hành xử lý. Trương Dương đối đãi với tiền biếu cẩn thận như vậy không phải là do Tống Hoài Minh nhắc nhở, thật ra cho dù y không nói, Trương Dương cũng cũng hiểu rõ trong loại chuyện này rất dễ xảy ra vấn đề, thận trọng một chút cũng không thừa, khi mấy người đang nói chuyện phiếm thì Kỳ Sơn tới tìm Trương Dương, đưa hai loại thực đơn cho Trương Dương xem qua, Trương Dương vốn cũng không chú trọng loại chuyện này, Hắn tin Kỳ Sơn nhất định có thể an bài thỏa đáng, nhìn một chút, mấu chốt vẫn là thực đơn tiệc chay. Có chút kinh ngạc nói, sao nhiều thịt như vậy? Kỳ Sơn cười nói, thức ăn chay giả mặn, bàn cơm này tôi đặc biệt mời một đầu bếp chuyên làm đồ chay tới đấy. Trương Dương cảm ơn, Kỳ Sơn, lần này may mà có anh giúp đỡ, nếu không thì tôi thật sự là chẳng biết làm thế nào. Kỳ Sơn cười nói, cũng không phải là đại sự gì, anh cũng từng giúp tôi mà, vả lại, nếu không phải anh bày tiệc ở đây, Tôi làm sao có cơ hội nhìn thấy nhiều nhân vật nổi tiếng xã hội như vậy. Trương Dương cười cười, lần này nhiều khách có địa vị quan trọng, ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Kỳ Sơn nói, chuyện ăn uống của khách trong mấy ngày này tôi cũng đã an bài tốt rồi, anh chỉ cần báo trước cho tôi nhân số là được, phía nhà bếp đã chuẩn bị, tôi để hai đầu bếp trực đêm, thức ăn đêm cũng có thể được giải quyết, còn buổi sáng thì thống nhất là làm buffet đi, tôi sẽ tận lực an bài phong phú một số. Kỳ Sơn khá coi trọng yến hội lần này của Trương Dương, chẳng những phát động toàn bộ khách sạn tuệ nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch, hơn nữa còn tự mình tới chỉ huy bố trí. Phải biết rằng tuệ nguyên tuy rằng là khách sạn 5 sao, nhưng cũng không phải là quan trọng nhất trong sinh ý của Kỳ Sơn. Trương Dương tâm lĩnh phần nhân tình này của Kỳ Sơn, tối hôm đó ở lầu Bích Ba mở tiệc chiêu đãi khách quý từ các nơi tới, khiến Trương Dương không ngờ được là tỉnh trưởng Chu Hương Dân và thính trưởng thính công an tỉnh Cao Trọng Hòa cũng không mời mà đến vốn buổi tối trương dương có mời cao liêm minh bởi vì khách quý tới quá nhiều cho nên trương dương bảo cao liêm minh tới đây trước giúp đỡ ăn bữa cơm với mọi người không ngờ cao liêm minh nói với cha hắn cha hắn cũng bảo sẽ tới hai người tỉnh trưởng chu hưng dân và thính trưởng công an công an cao trọng hòa là tới là vì la tuệ ninh khi bọn họ đến tuệ nguyên vừa hay gặp bí thư thị ủy đông giang lương thiên chính thị trưởng đông giang phương tri đạt cũng tới đón la tuệ ninh mọi người gặp nhau đều biết mục đích của đối phương liền nhìn nhau mỉm cười. Với địa vị và bối cảnh của Chu Hưng Dân, Y cũng không cần thiết tự mình tới đây thỉnh an La Tuệ Ninh. Nhưng đối với một người đặt mục tiêu cao như Y, phải thận trọng mỗi bước đi, xử lý tốt bất kỳ mối quan hệ nào. Chính trị là một môn nghệ thuật cao thâm, xử lý tinh tế quyết định tương lai của anh có thể đi đến độ cao nào. Cao Liêm Minh trước tiên chạy vào bên trong thông chi cho Trương Dương. Buổi tối tổng cộng có ba bàn cơm. Trương Dương đang an bài cho mọi người ngồi vào vị trí nghe nói nghe nói tỉnh trưởng tới. Trương Dương chừng mắt lườm Cao Liêm Minh một cái, anh sao không gọi điện thoại cho tôi sớm một chút. Cao Liêm Minh không ngừng kêu khổ, ban đầu tôi chỉ biết là cha tôi muốn tới, ai ngờ ngay cả tỉnh trưởng Chu cũng tới. Tôi cũng muốn gọi điện thoại, nhưng không kịp. Trương Dương bảo sở yên nhiên thông báo chuyện này với La Tuệ Ninh, mình thì bước nhanh ra đón. Mấy người Chu Hưng Dân nhìn thấy Trương Dương ra đón, trên mặt đều mang theo nụ cười hòa ái, Chu Hưng Dân tất nhiên là đi trước, im mỉm cười nói, Trương Dương, chúng tôi không mời mà đến, hy vọng không làm việc cậu. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Chu, thính trưởng Cao, Bí Thư Lương, thị trưởng Phương, các anh vừa đến, toàn bộ khách sạn Tuệ Nguyên đều sáng rực lên, hạ quan thật sự là rất vinh hạnh và kinh sợ, để tôi vái các vị một cái. Thằng cha này dùng lễ tham bái của cổ nhân, vái trào sát đất, vỗ mông ngựa hơi khoa trương một chút, nhưng ngược lại càng dễ tiếp nhận hơn. Đương nhiên, dạng phương thức này chỉ thích hợp dùng với trương đại quan nhân, đổi thành người khác chỉ sợ vẽ hổ không xong lại thành vẽ chó. Trương đại quan nhân khiến mấy vị lãnh đạo cười ha ha, Trương Dương nói, mời vào, mời vào. Lúc này bên kia đã đặc biệt an bài một phòng, là Tuệ Ninh đi tới, lão thái thái Margaret không hề có hứng thú với quan trường, cho nên lựa chọn lảng tránh, là Tuệ Ninh mời Tạ Trí Quốc đi cùng. Tạ Trí Quốc là cục trưởng cục công an thành phố Kinh Sơn, Đi tới cũng rất thích hợp, hơn nữa tôi cũng muốn mượn cơ hội này để kết bạn với Chu Hưng Dân. Trương Dương cùng bốn vị lãnh đạo vào trong phòng, là Tuệ Ninh đã ở đó, mục đích mấy người này tới đây chính là để gặp La Tuệ Ninh, cho nên an bài như vậy cũng là rất bình thường. La Tuệ Ninh đứng dậy chào, Hưng Dân, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Chương 1755, thành Thạo thượng. Chương 1050, thành Thạo thượng. Mấy người thương lượng một chút quyết định tôn trọng ý kiến của Trương Dương, đem tất cả phong bao đều giao cho Thường Lăng Phong, do Thường Lăng Phong phân chia rõ ràng chi tiết, có chút tiền là có thể thu, ví dụ như đám bạn bè cũ tới từ Giang Thành mà có chút tiền là không thể thu. Trương Dương để cho Thường Lăng Phong phân loại xong, sau khi yến tiệc, hắn thống nhất tiến hành xử lý. Trương Dương đối đãi tiền biếu cẩn thận như vậy cũng không phải là nguyên nhân do Tống Hoài Minh nhắc nhở, kỳ thật cho dù hắn không nói, trương dương cũng hiểu rất rõ trong những chuyện như này là rất dễ dàng xảy ra vấn đề đấy cẩn thận một chút không có chỗ xấu trong khi mấy người đang nói chuyện kỳ sơn đến tìm trương dương đưa hai thực đơn khác nhau cho trương dương xem trương dương đối với loại chuyện này vốn cũng không chú trọng hắn tin tưởng kỳ sơn nhất định có thể an bài thỏa đáng xem thoáng qua chủ yếu nhìn thực đơn của phần tiệc chay có chút kinh ngạc nói sao lại nhiều thịt như này kỳ sơn cười nói làm thức ăn mặn vì bữa cơm này tôi đặc biệt mời một đầu bếp nấu ăn trương dương nói cảm ơn kỳ sơn lần này may mắn mà có anh giúp tôi bằng không thì tôi thật không thể thu xếp tốt kỳ sơn cười nói cũng không phải chuyện gì quan trọng anh cũng đã giúp tôi nhiều hơn nữa nếu như không phải cậu ở nơi này bày rượu thiết yến tôi nào có cơ hội nhìn thấy nhiều người nổi tiếng trong xã hội như này trương dương cười cười lần này khách nhiều thân phận cao cũng khiến hắn bất ngờ đấy Kỳ Sơn nói, vấn đề ẩm thực của khách trong hai ngày tôi đều đã làm xong an bài, cậu chỉ cần sớm báo lượng người cho tôi là được. Bên nhà bếp chuẩn bị kỹ càng, tôi phân hai đầu bếp trực ca đêm, bữa ăn khuya cũng có thể giải quyết. Về phần bữa sáng, thống nhất tiệc đứng, tôi tận lực an bài phong phú một ít. Kỳ Sơn đối với yến hội lần này của trương Dương tương đối coi trọng, chẳng những đã phát động ra toàn bộ khách sạn vệ nguyên trận địa sẵn sàng đón đợi, hơn nữa tự mình tới đây chỉ huy bố trí. Muốn chứng tỏ Tuệ Nguyên mặc dù là khách sạn 5 sao, thế nhưng đối với Kỳ Sơn rất nhiều sinh ý cũng không trọng yếu như lần này. Trương Dương đối với phần nhân tình này của Kỳ Sơn xin lĩnh tấm lòng, đêm đó ngay tại lầu bích Ba mở tiệc chiêu đãi khách quý từ các nơi tới, lại để cho Trương Dương không tưởng được chính là tỉnh trưởng Chu Hưng Dân cùng cục trưởng cao trọng cùng hai người không mời mà tới. Vốn buổi tối Trương Dương mời Cao Liêm Minh, bởi vì khách quý tới quá nhiều, cho nên Trương Dương lại để cho Cao Liêm Minh sớm tới đây hỗ trợ cũng cùng mọi người họp gặp ăn bữa cơm, không nghĩ tới cao liêm minh vừa nói với cha mình, cha hắn tỏ vẻ cũng tới. tỉnh trưởng chu hương dân cùng cục trưởng cao trọng cùng hai người đi về phía la tuệ ninh, bọn họ đến tuệ nguyên thời điểm vừa vặn gặp bí thư thị ủy đông giang lương thiên chính đến đây tiếp la tuệ ninh, thị trưởng đông giang phương chi đạt, mọi người gặp cùng một chỗ, cũng biết mục đích của đối phương, mỉm cười với nhau. dùng chu hương dân địa vị cùng bối cảnh ông cũng không cần phải tự mình tới đây thăm hỏi La Tuệ Ninh. Thế nhưng đối với ông một người định mục tiêu định rất cao, nhất định phải thận trọng đi tốt mỗi một bước, xử lý tốt bất kỳ một quan hệ nào. Chính trị là một nghệ thuật cao thâm, chi tiết xử lý quyết định lấy tương lai có thể đi đến độ cao nào. Cao Liêm Minh chạy vào bên trong thông tri Trương Dương, buổi tối tổng cộng có ba bàn cơm, Trương Dương đang an bài mọi người ngồi vào vị trí. Nghe nói tỉnh trưởng đã đến, Trương Dương chừng mắt nhìn Cao Liêm Minh một cái nói, cậu nha cũng không sớm một chút gọi điện thoại cho tôi. Cao Liêm Minh không ngừng kêu khổ nói, bắt đầu tôi chỉ biết là cha ta muốn đi qua, ai ngờ đến liền chu tỉnh trường cũng đã tới. Tôi ngược lại là muốn gọi điện thoại, cũng không tới kịp Trương Dương lại để cho sở thản nhiên đem chuyện này nói cho La Tuệ Ninh, chính mình tức thì bước nhanh đi ra ngoài đón. Chu Hưng dân mấy người chứng kiến Trương Dương ra đón, trên mặt đều mang theo nụ cười hòa ái, Chu Hưng Dân tự nhiên là đi ở đằng trước, ông mỉm cười nói Trương Dương, chúng tôi không mời mà tới. Hy vọng không có quấy giày đến cậu Trương Dương nói, Chu Tỉnh Trường, Cao Cục Trường, Lương Bí Thư, Phương Thị Trường, mọi người đến lúc này, toàn bộ khách sạn vệ nguyên đều được chiếu sáng, hạ quan vô cùng vinh hạnh, kinh sợ, được, tôi bái chào tất cả các vị đại nhân. Cái thằng này dùng lễ chào hỏi của người xưa, vái chào, hơi chút tầng bốc, khoa trương, ngược lại lại càng dễ tiếp nhận, đương nhiên phương thức như vậy chỉ thích dùng cho trương đại quan nhân đổi thành người khác chỉ sợ muốn vẽ hổ không thành ra vẽ chó trương đại quan nhân khiến mấy vị lãnh đạo cười ha ha trương dương nói mau mời tiến mau mời tiến một chốc lát này bên kia đã chuyên môn sắp xếp xong xuôi một cái gian phòng la tuệ ninh đi qua lão thái thái margaret đối với vãng lai trên quan trường cũng không có bất kỳ hứng thú cho nên lựa chọn lảng tránh la tuệ ninh mời tạ trí quốc cùng tiếp khách Tạ Chí Quốc là cục trưởng thành phố Kinh Sơn, hắn đi qua rất phù hợp, hơn nữa hắn cũng muốn mượn cơ hội này kết bạn với Chu Hưng Dân. Trương Dương cùng bốn vị lãnh đạo đi vào bên trong phòng, La Tuệ Ninh đã ở đó rồi, mấy người kia tới mục đích đúng là tiếp La Tuệ Ninh, cho nên an bài như vậy cũng rất bình thường. La Tuệ Ninh đứng dậy đón chào, mỉm cười nói, Hưng Dân, chúng ta cũng có một thời gian ngắn không gặp mặt rồi. Chu Hưng Dân gật đầu cười, là A Di, đến Đông Giang có lẽ sớm lên tiếng kêu gọi tôi một tiếng. Dương Tinh mới vừa rồi còn lẩm bẩm muốn xin A Di tới nhà ngồi chơi luận bối phận bên trên Chu Hương Dân có lẽ xưng La Tuệ Ninh một tiếng A Di. La Tuệ Ninh cùng mẫu thân ông quan hệ rất tốt, trước mắt mẫu thân Chu Hương Dân cũng ở trong quỹ từ thiện La Tuệ Ninh đảm nhiệm thường vụ xử lý công việc, bình thường cả ngày cùng một chỗ tiến hành hoạt động xã hội. Chu Hương Dân giới thiệu mấy người kia với La Tuệ Ninh, kỳ thật không cần phải giới thiệu, ngoại trừ Phương Chi đạt hơi chút lạ lắm, La Tuệ Ninh đều biết, bà cười nói, ngồi đi, tất cả mọi người là người một nhà, ở chỗ này cũng không có quy củ trên quan trường, nếu dùng chức quan luận, tôi đây một phụ nữ cũng không dám ngồi cùng mọi người, chính giữa đám quan chức này. Tất cả mọi người nở nụ cười, Trương Dương nói, mẹ nuôi, chính thức không dám ngồi ở chỗ này chính là con. Mẹ là cáo mệnh phu nhân, tất cả các vị đại nhân đều là quan to đương triều, còn đây là quan thất phẩm tép siêu chỉ có phần bưng trà rót nước la tuệ ninh cười nói. Con đứa nhỏ này, chỉ nói hưu nói vượn, trước mặt nhiều lãnh đạo như này nói lung tung, không sợ bọn họ cho con là tiểu hài sao. Là tuệ ninh trong miệng trách cứ Trương Dương, thế nhưng tình cảm yêu thương đối với Trương Dương bộc lộ trong lời nói. Bà nói chuyện tương đối có tiêu chuẩn, những lời này tràn đầy ý tứ thương yêu Trương Dương, đồng thời lại nói cho những quan viên này về sau muốn đối xử tử tế với con nuôi của mình. Chu Hưng dân cười nói, là A-di, đứa con trai nuôi này của A-di cũng không sợ làm khó dễ, hắn gan lớn rất. là tuệ ninh mỉm cười nói còn không phải là các người đám lãnh đạo chiếu cố hắn. thế nhưng mọi người cũng không nên quá bận tâm tình cảm. đứa nhỏ này chỗ không đúng, tranh thủ thời gian gõ, bằng không thì hắn sao có thể tiến bộ. là tuệ ninh giới thiệu tạ trí quốc với mấy người. tạ trí quốc cùng cao trọng lúc trước đã gặp mặt nhau, nhưng là hắn và chu hưng dân còn là lần đầu tiên gặp mặt. chu hưng dân nắm tay tạ trí quốc nói tạ cục trưởng, đi qua tôi nghe nói qua uy danh của anh hoan nghênh anh đến Đông Giang đến. Chu Hưng Dân nói lời này tràn đầy khách sáo, thế nhưng ông Bình Dị gần gũi vẫn giành được hảo cảm của Tạ Chí Quốc, dù sao luận cấp bậc người ta cao hơn rất nhiều. Cao Trọng cùng Tạ Chí Quốc nắm tay cười nói, Tạ Cục, lần trước may mắn mà có cảnh sát Kinh Sơn ra sức hiệp trợ, mới giúp chúng tôi bắt được hung thủ sát hại Khương Lược, tôi thậm chí nghĩ khi gặp mặt anh nói mấy câu cảm ơn. Tạ Chí Quốc nhìn Trương Dương liếc, kỳ thật trong chuyện bắt được Lâm Quang Minh người xuất lực nhiều nhất là Trương Dương, chỉ có điều Trương Dương làm chuyện tốt không để lại tên, đem công lao tặng cho hắn. Tạ Chí Quốc cười nói, trừng phạt ác làm thiện là phận sự của chúng ta, loại sự tình này không cần khách khí mọi người ngồi xuống. Cao Liêm Minh thò đầu ra nhìn, lò dò đi đến, cười tùm tìm đi tới bên người cha mình, Cao Trọng nói, con tới làm gì? Cao Liêm Minh nói, Trương Bí Thư để cho con tới đây cùng uống rượu rượu với mọi người hắn lẽ thẳng khí hùng ngữ khí dẫn tới tất cả mọi người đồng thời nở nụ cười. Cao Trọng không chỉ có cười lắc đầu, nói với Chu Hưng Dân, tiểu tử này làm việc ở chỗ Trương Dương. Chu Hưng Dân cười tủm tỉm hướng Cao Liêm Minh vẫy vẫy tay nói, ngồi, Trương Bí Thư có truyền đạt nhiệm vụ nhiệm vụ cụ thể cho cậu không? Cao Liêm Minh gật đầu nói, anh ấy vừa mới nói, để cho cháu hỗ trợ khiến mọi người đều bị hạ gục. Tất cả mọi người cười vui mừng, Trương Đại Quan Nhân trừng lớn hai mắt nói, Cao Liêm Minh, tôi lúc nào đã nói như vậy? Tiểu tử cậu chờ đó cho tôi. Bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính cười nói. Trương Dương, tiểu tử cậu lá gan không nhỏ, muốn khiến chúng ta đều gục xuống, khi dễ chúng ta tuổi lớn sao? Thị trường Đông Giang Phương Chi Đạt nói. Chu tỉnh trường, chúng ta cũng không thể lại để cho đám này tiểu bối xem thường rồi, hôm nay để cho bọn họ mở mang kiến thức tử lượng của chúng ta. Chu Hưng dân cười hỏi Cao Liêm Minh nói, Liêm Minh, lãnh đạo nói chuyện có phải hay không cậu đều được nghe à? Cao Liêm Minh nhẹ gật đầu, Chu Hưng dân nói, ba của cậu nói chuyện có phải cậu cũng phải nghe à? Cao Liêm Minh nói: "Chuyện đó như thế nào, tất cả dùng công tác làm trọng, chuyện gia đình nói sau." Cao Trọng giơ tay phải lên chiếu vỗ một cái vào mông Cao Liêm Minh, "Không có tiền đồ, quan còn không lớn, ngược lại đã học được quân pháp bất vị thân rồi." La Tuệ Ninh cười đến nước mắt chảy ra, bà nhớ tới con của mình. Đáng lẽ để cho hắn qua tới nơi này tham gia, cùng mấy nhân vật vị thực quyền ở Bình Hải làm quen, gây dựng cảm tình. Chu Hưng Dân nói: "Liêm Minh, Trương Dương là lãnh đạo của cậu." đối với chúng ta là lãnh đạo Trương Dương, chúng ta nói chuyện cậu nghe ai? Cao Liêm Minh cười nói, vậy còn phải nói, khẳng định nghe ngài. Bí thư thị ủy cùng tỉnh trưởng, đương nhiên là tỉnh trưởng lớn, ngài là đại lãnh đạo. Ngài đứng trên cao mà nhìn xa, tư tưởng cảnh giới của ngài căn bản cũng không phải chúng tôi những người tuổi trẻ này có thể so sánh thằng nhóc này miệng ngược lại rất ngọt, đứng dậy bắt đầu rót rượu từ chỗ Chu Hưng Dân, cao trọng cùng nhìn qua con trai, lộ ra vẻ tươi cười kín đáo, xem ra chính mình đem con trai mình đến Tân Hải rèn luyện là quyết định chính xác, tiểu tử này đi rất gặp thời. Ở đó tuy không dài, thế nhưng phương diện đối nhân xử thế tiến bộ rõ rệt. Mặc dù là đêm nay ở nơi này vẫn đang không có lộ ra nửa phần sợ hãi, chuyện trò vui vẻ, thành thạo, quả nhiên làm cho người ta vui mừng. Chương 1756, Thành Thạo Trung. Chương 1050, Thành Thạo Trung mấy người chu hương dân sớm tới đây là có nguyên nhân. Ngày mai bốn người bọn họ đều đi tới bên uy danh lễ lừng kia tham gia tiệc cưới, không qua bên này được, chỉ có thể sớm tới gặp mặt La Tuệ Ninh, như vậy không phải tới nghiên cứu thảo luận vấn đề cụ thể. Mọi người có thể nói các loại lời nói cung chúc chúc mừng, Trương Dương lại để cho Cao Liêm Minh tới, ước nguyện ban đầu thì ra là để cho hắn nói mấy câu chọc cười, khiến bầu không khí thoáng trở nên thoải mái, cũng không phải đúng là để cho hắn hạ gục bốn vị quan lớn cho dù bọn hắn có sức lực làm điều này, cũng không có lá gan này. Kỳ thật mặc dù là bọn hắn có lá gan này, người ta không uống, cũng không thể cậy mở miệng rót vào bên trong, đúng không? Chu Hưng Dân, Lương Thiên chính đám người này đều thường thấy tình cảnh này, ứng phó những bọn tiểu bối mời rượu này còn không phải thành thạo sao. Gừng càng già càng cay, đa số rượu đi vào trong bụng Trương Dương cùng Cao Liêm Minh. Trương Đại Quan Nhân có tử lượng, có thể chịu đựng được, nhưng Cao Liêm Minh liền không được, kính một phòng rượu với Chu Hưng Dân, Lương Thiên Chính, Phương Chi đạt ba cái chính trị lão luyện, người ta đều là lướt qua rồi dừng lại, cái thằng này lại uống cạn chén, uống tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Cao trọng đau lòng cho con trai, chứng kiến bộ dáng của hắn, trong nội tâm thầm than, tiểu tử này đúng là vẫn còn quá non, nào có ai uống rượu như vậy. Ông nhắc nhở con trai nói, liêm minh, không thể uống cũng đừng gượng chống rồi, dù thế nào đừng uống nhiều thất thố, Chu Hưng dân mỉm cười nói, người trẻ tuổi cao hứng uống chút cũng không có gì. Lão cao, ông cũng không thể quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì cả đời. Cao liêm mình uống chút rượu lời nói dĩ nhiên nhiều hơn, đúng đấy, cha cháu chuyện gì đều trông coi cháu. Cháu lớn như này, không phải tiểu hài tử. Lương Thiên Chính cười nói, trong mắt những cha mẹ như chúng ta, mọi người vô luận lúc nào đều là trẻ con câu nói này đã chiếm được sự nhất trí của tất cả mọi người. Phương Chi Đạt nói, Liêm Minh bây giờ đang làm cái gì ở Tân Hải? Cao Liêm Minh nói, đã làm mấy tháng ở đồn công an, chờ Trương Bí Thư để bạt. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Trương Dương, Chu Hưng Dân cười nói, Trương Dương à Trương Dương, người rõ ràng lại để cho một vị luật sư du học nước Mỹ về đi làm cảnh sát trang trí ở đồn công an, có phải là hơi lãng phí không? Trương Dương cười nói, Chu tỉnh trường, liêm minh bằng cấp cao, lý luận tri thức phong phú, nhưng mà cậu ấy khiếm khuyết thực tế xã hội, tôi cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới đem hắn đặt ở đồn công an cơ sở tôi luyện. Cán bộ đảng ta phải học hai con đường, kết hợp lý luận cùng thực tế, không thể để cho cậu ấy nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không thể để cho cậu ấy chỉ hiểu được lý luận suông. Cao trọng cùng nói, Trương Dương nói đúng, tiểu tử này khiếm khuyết kinh nghiệm công tác thực tế, cầm cái giấy phép luật sư nước Mỹ trở về, phủ lên trên tường để ngắm nhìn. Chính thức đã đến thời điểm dùng đến căn bản không làm được. Cao Liêm Minh nói cha, cha cũng không có chế nhạo con mình chứ. La Tuệ Ninh cười nói, Liêm Minh còn trẻ như vậy, cũng đã lấy được Mỹ quốc luật sư giấy phép, hay là rất lợi hại đấy, công tác kinh nghiệm ai cũng không phải vừa lên đến thì có. Có nhiều thời gian rèn luyện, tôi tin tưởng Liêm Minh nhất định có thể tại trong thời gian ngắn thành thục đứng lên. Trương Dương nói, kỳ thật tôi cũng không có ý định để cho Liêm Minh ở trong sở công an lâu dài sắp tới sẽ điều cậu ấy đi viện kiểm sát công tác dù sao chỗ đó mới có thể phát huy sở trưởng nghiệp vụ của cậu ấy. Cao Liêm Minh vui mừng nói, thật sự. Cao Trọng cùng nói, Trương Dương, dù thế nào không nên đặc thù chiếu cố nó. Làm như thế nào lấy liền dù thế nào, muốn và những người khác giống nhau đối xử như nhau. Trương Dương cười nói, Liêm Minh gần đây công tác hoàn toàn chính xác rất cố gắng, tôi cũng không có tiến hành đặc thù chiếu cố với cậu ấy. Chu Hưng Dân nói, Trương Dương, Gần đây tôi nghe nói một sự kiện, nói cậu biến Tân Hải khu bảo lưu thuế nhập khẩu, hiện tại có một ý kiến nói rằng cậu biến Tân Hải bảo lưu thuế nhập khẩu thành chuyện đã rồi. Trương đại quan nhân hít một hơi nói, các vị đại nhân, hiện tại mọi người biết rõ khi một quan viên cơ sở rất khó khăn. Tôi ở đó làm con ve tinh kiệt, lo mất ăn mất ngủ xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, có thể vẫn đang có không ít người ở sau lưng ngáng chân. Khu bảo lưu thuế nhập khẩu bắt đầu đi vào khai thác, cần một lượng lớn vật lực tài lực nhân lực trong đó là tối trọng yếu nhất chính là một đội ngũ quản lý có hiệu suất cao, có năng lực có nhiệt tình. Khu bảo lưu thuế nhập khẩu đối với Tân Hải mà nói là lần đầu tiên, đối với toàn bộ Bình Hải mà nói cũng là lần đầu. Trông cậy vào những cán bộ kỳ cựu dựa vào kinh nghiệm làm việc là không thể nào, cho nên tôi mới chiêu hiền nạp sĩ nhiều mặt, Thường Hải Thiên, Kiều Mộng Viện những người này hoàn toàn chính xác có quan hệ với tôi cũng không tệ. Đối với người chọn lựa nhân tài không chọn lựa người chính mình quen thuộc chẳng lẽ còn muốn bắt đầu tìm hiểu người xa lạ sao? Cổ nhân cử hiền tài đều không tránh khỏi thân thích, Chu tỉnh trường, phương diện này ngài là mẫu mực. Chu hưng dân ha ha cười nói, tôi tại sao lại thành mẫu mực rồi hả? Tiểu tử cậu không nên kéo tôi xuống nước. Trương Dương nói, lúc trước nếu không phải ngài lực bài chúng nghị đề cử tôi làm bí thư huyện ủy Tân Hải, nào có hôm nay Tân Hải từ huyện thành công đổi sang thành phố, làm sao có khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Tân Hải loại chuyện tốt này, cho nên ở phương diện này tôi trước là học theo ngài la tuệ ninh cười nói đứa con trai nuôi này của tôi miệng càng ngày càng lợi hại thế nhưng chu tỉnh trường cũng không phải giả chu hưng dân mỉm cười la tuệ ninh trợ giúp rất đúng lúc hôm nay ông nhắc tới chuyện này cũng không phải muốn trách cứ trương dương mà là nhất định phải nói một tiếng chu hưng dân cười nói cũng bởi vì tôi đề cử cậu về sau cậu chọc cái gì tôi đều được ôm lấy thay cậu hả chu hưng dân hỏi lại một câu có thể trương đại quan nhân sửng sốt trở thành khẳng định câu tới nghe hắn vui tươi hớn hở cầm chén rượu lên nói với chu hưng dân chu tỉnh trường cảm ơn những lời này của ngài ngài coi trọng như vậy tôi về sau tôi khẳng định không để cho ngài làm hỏng việc tôi chỉ làm cho ngài tăng thể diện chu hưng dân cười uống một chén này trương dương lại cho hắn đầy vào nói chu tỉnh trường kỳ thật kiều mộng viện cùng thường hải thiên những người này đều thành công trong giới kinh doanh tôi đã từng nói chuyện cùng một vị tinh anh trong giới kinh doanh người ấy nói làm quan cùng kinh thương không có gì khác nhau kinh thương là vì chính mình kinh doanh làm quan là vì dân chúng kinh doanh nói toạc ra chính là cầm tiền của quốc gia cầm tiền của dân chúng buôn bán một quan viên có thành công hay không hợp cách hay không muốn xem hắn có thể vì quốc gia làm lợi nhuận muốn xem hắn có thể vì dân chúng mưu cầu hạnh phúc hay không ngoài miệng nói cho dù tốt giác ngộ chính trị cao lý luận rất hay đời sống dân chúng không đạt được lợi ích thực tế xây dựng thành thị không phát triển cái đó chính là chơi mì tàu, lừa gạt người đấy, cũng không phải một quan viên hợp cách. Lời nói này của Trương Dương là do Tiêu Quốc Thành nói trước đây, thế nhưng Trương Đại Quan Nhân trải qua gia công của chính mình. Chu Hưng Dân cùng Lương Thiên Chính mấy người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều toát ra ánh mắt kinh ngạc. Những lời này của Trương Dương mặc dù nói mộc mạc, tuy nhiên lại nói ra một đạo lý chính thức. Chân lý chưa hẳn hoa lệ, càng là mộc mạc càng là dễ dàng xâm nhập lòng người. Chu Hưng dân chủ động dơ lên chén rượu nói, Trương Dương, vì những lời này của cậu, tôi và cậu uống một chén. Hai người sau khi uống xong, Chu Hưng dân cảm khái nói, làm quan đích thật là một loại kinh doanh, nhưng là muốn xem cậu kinh doanh là cái gì, là vì dân chúng kinh doanh hay là vì chính mình kinh doanh. Cho dù nói tốt, dân chúng không có được lợi ích thực tế, chính là lời nói suông, chính là lời nói dối, cho nên, chúng ta những quan viên nhất định phải cụ thể, muốn làm chuyện tốt, không nên chỉ nói tốt. Lương Thiên Chính gật đầu nói, tôi nhớ cái câu nói này rồi, lần sau thị ủy họp thường ủy tôi đã nói cho bọn họ nghe. Dựa qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, chu hưng dần có cáo từ ý tứ. Bọn họ đã đến loại cấp bậc này, không thể nào như Trương Dương ngồi ăn uống thả cửa. Mỗi sự kiện đều nên nắm chắc đúng mực, mặc dù là ăn cơm uống rượu cũng muốn chính xác khống chế, là Tuệ Ninh nói câu khách khí, đương nhiên cũng không phải thật tâm giữ lại. Người ta đích thân đến đây là cho bà mặt mũi, kinh ý đã biểu đạt xong, không cần phải kéo dài thời gian. Chu Hưng dân cùng cao trọng cùng rời đi, Lương Thiên Chính cũng không theo chân bọn họ cùng đi. Ông ta thông qua loại phương thức này muốn nói với La Tuệ Ninh là mình cùng Chu Hưng dân vô tình gặp gặp nhau, mà không phải cùng đi đến. Trong chính trị dù là một việc nhỏ không có ý nghĩa đều sẽ bị người tiến hành phân tích kỹ lưỡng. Lương Thiên Chính cùng Văn Quốc quyền quan hệ tương đối mật thiết. Có thể nói ông ta có thể có vị trí hôm nay do có quan hệ trực tiếp với Văn Quốc quyền ông ta không muốn làm cho La Tuệ Ninh hiểu lầm mình gặp vấn đề chọn đội ở Bình Hải. Sau khi tiến Chu Hưng Dân, Trương Dương trên đường trở về gặp Kỳ Sơn. Kỳ Sơn đi theo phía sau một gã phục vụ viên, trên khay để hai bình mao đài 30 năm. Trương Dương cười nói, Kỳ Sơn, anh vừa đi đâu vậy? Cậu của anh đã đến, anh cũng không xuất hiện. Kỳ Sơn cười nói, nghe nói Chu tỉnh trường bọn họ chạy tới rồi, tôi một người dân áo phải sợ hãi mất lễ tiết trước mặt lãnh đạo, cho nên dứt khoát trốn đi. Trương Dương nói, Chu tỉnh trường rời đi kỳ sơn nói, cho nên tôi qua đến mời rượu cậu, bằng không thì ông ấy chỉ muốn mắng tôi trong mắt không có bể trên phương chi đạt thấy kỳ sơn tới đây, cười giới thiệu hắn cho La Tuệ Ninh biết. La Tuệ Ninh đã gặp kỳ sơn, chẳng qua là không biết hắn và thị trưởng Đông Giang phương chi đạt còn có tầng quan hệ này, La Tuệ Ninh cười nói, sau khi tới Đông Giang, đều là kỳ sơn bận trước bận sau, Tuệ Nguyên làm ăn coi như không tệ, bà chuyển hướng Lương Thiên Chính nói, "Thiên Chính, chứng kiến những người tuổi trẻ này, chúng ta không già cũng không được rồi." Ông xem bọn hắn làm việc thật là ngay ngắn trật tự, năng lực tổ chức đều rất mạnh. Lương Thiên Chính gật đầu nói, "Thật sự là không tệ, thế nhưng tôi không có cảm giác bản thân mình đã già, chẳng qua là cảm giác được nghiệp lớn kiến thiết tổ quốc có người kế nghiệp." Kỳ Sơn tới đây mời rượu, là Tuệ Ninh đối với Kỳ Sơn ấn tượng vô cùng không tệ cảm giác Kỳ Sơn làm người làm việc vô cùng lão thành, so về Trương Dương lại là một loại phong cách khác, Trương Dương không bị cản trở nhiệt tình, Kỳ Sơn nhưng là thâm trầm nổi liếm, mỗi lần thấy những người tuổi trẻ này, là Tuệ Ninh đều không tự chủ được nghĩ đến con của mình, Hạo Nam cùng những người trẻ tuổi này tựa hồ có chút không hợp nhau. Muốn ở con đường làm quan phát triển đi lên, nhất định phải làm tốt phương phương diện quan hệ. Điểm này ở con trai bà tựa hồ có chút khiếm khuyết, kinh nghiệm của hắn có thừa, nhiệt tình chưa đủ đối với người xung quanh tựa hồ cũng tồn tại một loại cảnh giác, cùng người ở chung giữ khoảng cách nhất định. Ở trong xã hội hiện nay, tính cách này tựa hồ cũng không được hoan nghênh. chương 1757, Thành Thạo Hạ Kỳ Sơn sau khi mời rượu, cùng đám thanh niên Trương Dương, Cao Liêm Minh đứng dậy cáo từ, bọn họ đi gian phòng cách vách, đám bạn xấu kia của Trương Dương mời rượu trong đó. Đêm nay Trương Dương chỉ lo chiêu đãi lãnh đạo, đã khiến đám bạn thân kia của hắn tiếng oán than dậy đất. Trương Dương đi vào trong gian phòng cách phách, vừa hay phát hiện, Tô Cường cũng đã tới. Tô Cường lần này giúp chị mang lời chúc phúc cùng ân cần thăm hỏi đến. Tô Tiểu Hồng vốn định tự mình tới, nhưng mà trước khi khởi hành lại bỏ đi chủ ý. Nguyên nhân là nàng lo lắng đến Phương Văn Nam rất có thể sẽ đi qua tham gia hôn lễ triệu tính, giữa bọn họ vẫn là tránh gặp mặt mới tốt. Trương Đại Quan Nhân mang theo tâm thỉnh tội mời rượu từng anh em, tử lượng của hắn tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, một đám người uống thống khoái, đợi đến khi bàn bọn họ kết thúc, những người khác cũng sớm đã rời khỏi, Trương Dương nhận được điện thoại sở yên nhiên, đêm nay nàng phải bồi bà ngoại, tất nhiên không có cơ hội cùng Trương Dương cùng hưởng ôn nhu hương. Đám người nghiêu văn cường này hào hứng tăng vọt, lại ồn ào đi ca thính ca hát uống rượu, Kỳ Sơn lập tức làm ra an bài, Trương Dương bảo bọn họ cứ đi trước, bản thân trở về xem thử an bài tình huống các mặt rồi đi theo chân bọn họ hội hợp. Hơn nữa, Cao Liêm Minh đã uống nhiều quá, Trương Dương phải trước tiên đem tiểu tử này đưa về gian phòng nghỉ ngơi. Dàn xếp xong Cao Liêm Minh, Trương Dương đi vào biệt thự của người nhà, vội một ngày, hắn còn nói chuyện với em gái, mẹ Từ Lập Hoa đang ở trong phòng Triệu Tĩnh nói chuyện phiếm với nàng, con gái ngày mai sẽ xuất giá, giữa mẹ con tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Trương Dương đẩy cửa phòng khép hờ, đi vào. Từ Lập Hoa thấy hắn tiến vào, cười nói: "Tam Nhi, con tới vừa vặn, mẹ cùng Tiểu Tĩnh đang nói về con." Trương Dương cười nói, nói con cái gì, không phải là nói xấu sau lưng con chứ. Triệu tĩnh kêu một tiếng Anh, kéo cánh tay hắn bảo hắn ngồi xuống ghế, sau đó tự tay rót chén trà cho Trương Dương đưa đến trước mặt của hắn, anh, anh uống trà. Trương Dương cười nói, đây là làm sao vậy, hôm nay sao khách khí với anh vậy. Triệu tĩnh ngồi xuống ở bên cạnh hắn, dịu dàng nói anh, cảm ơn anh. Trương Dương nở nụ cười ha ha, tiểu tĩnh nhà ta có thể đừng nói những lời như vậy không anh là anh của em, giữa chúng ta cần nói cảm ơn sao? Triệu tĩnh nói anh, nếu như không phải nhờ anh, em sẽ không được cử đến học trường Đại học Sư phạm Đông Giang, mỗi khi em gặp phiền toái, đều là anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em, mấy năm này, em lại cho anh thêm nhiều tâm tư, quá khứ em không hiểu chuyện, sau này em sẽ không thế nữa. Trương Dương cười nói, chuyện đâu có gì, em vẫn đều rất nghe lời, chỉ là anh cứ một mực xem em là cô nhóc, thật ra em đã trưởng thành, Bây giờ em cùng Triệu Dũng làm rất tốt, đã đủ chứng minh năng lực của cô nhóc em rồi, anh không có gì tốt tặng em, con gái một khi lập gia đình liền triệt để trưởng thành, sau này em cần sắm vai chính là một con dâu tốt của Đinh Gia, Triệu Dũng là người tốt, cũng bạn than của anh, cố gắng đối đãi với người ta, hiếu kính cha mẹ hắn giống cha mẹ mình, em cho tới bây giờ đều là suy bụng ta ra bụng người. Em tốt với người ta, người ta tất nhiên sẽ tốt với em. Vành mắt Triệu Tính đều đỏ, Nàng liên tục gật đầu, anh, anh yên tâm đi. Từ Lập Hoa nhìn hai đứa con của mình, trong lòng một hồi cảm động, nàng đưa tay phân biệt cầm tay con cùng con gái, khẽ nói, ngày đại hỷ, chúng ta đừng nói chuyện không vui, hôm nay mẹ đặc biệt cao hứng, tiểu Tĩnh tuổi nhỏ nhất, từ nhỏ hơi chút vì hứng, mẹ không hề giúp đỡ con cái gì. Con có thể có hôm nay phần lớn là nhờ anh con. Triệu Tĩnh gật đầu nói, mẹ, con biết, con sẽ vĩnh viễn tốt với anh. Trương Dương cười nói thôi không cho con nói chuyện suốt mướt, mà mẹ lại nói chuyện suốt mướt rồi, cái gì gọi là người một nhà, người một nhà chính là nên giúp đỡ lẫn nhau, con tốt với tiểu tĩnh là nên, ai bảo nó là em gái con. Nếu nói cảm ơn thì chúng con đều nên cảm ơn mẹ, nếu như không phải là mẹ sinh chúng con nuôi chúng con, chúng con căn bản không có cuộc sống tốt hôm nay. Từ lập hoa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc con gái, dịu dàng nói tiểu tĩnh, con nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải mệt mỏi một ngày, lập gia đình chúng ta phải vô cùng cao hứng không được rơi nước mắt mẹ triệu tĩnh đột nhiên có loại xúc động muốn khóc từ lập hoa khẽ cười đứng lên nói tam nhi để em con nghỉ ngơi sớm một chút trương dương đi theo mẹ rời khỏi gian phòng triệu tĩnh từ lập hoa gọi hắn vào phòng khách những người khác đã ngủ chỉ còn lại có hai mẹ con bọn họ từ lập hoa nói tam nhi con đừng đi vội mẹ có chuyện nói với con trương dương nhẹ gật đầu cùng mẹ ngồi xuống ở sofa từ lập hoa nói, Tam Nhi à, hôm nay mẹ cùng bà ngoại yên nhiên trò chuyện về hôn sự của các con, chúng ta đều cảm giác được các người nên mau chóng làm hôn sự. Trương Dương cười nói, mẹ, con liền biết mẹ sẽ sách chuyện này, con dĩ nhiên muốn, nhưng bây giờ công việc của con cùng yên nhiên đều bề bộn, nàng bận về việc. Làm ăn, con lại vừa lên làm bí thư thị ủy Tân Hải, thật sự là rút không ra thời gian chuẩn bị hôn lễ. Từ lập hoa nói, con đều đã 24 tuổi, Trương Dương nói: "Mẹ, trên hộ khẩu con là 27, bây giờ tuổi của con chính là cơ mật quốc gia." Từ Lập Hoa nói: "Cơ mật gì? Con chừng nào thì sinh, làm mẹ còn không rõ bằng con." Trương Dương cười nói: "Đó là đương nhiên." Từ Lập Hoa nói: "Mẹ biết con khiến con gái yêu mến, nhưng cho dù đàn ông hay phụ nữ, nếu quyết định muốn kết hợp với nhau, phải trung thành với người ta, một cái chìa khóa chỉ có thể mở một cái khóa." Nếu như là người khác nói những lời này với Trương Dương, hắn chắc chắn sẽ phản bác nói nếu là chìa khóa vạn năng thì sao mà khi mẹ nói với hắn hắn chỉ có thể thành thành thật thật mà nghe từ lập hoa nói con gái tốt trong thiên hạ còn nhiều rất nhiều nhưng không thể mỗi người đều lấy về nhà làm vợ yên nhiên tài mạo song toàn ra thế lại tốt người ta vừa ý con là phúc khí con tu luyện tám đời mới được lấy được nó là chúng ta trèo cao người ta trương dương nói mẹ đừng dùng quan điểm riêng của mẹ để nhìn vấn đề bọn con là cảm tình cùng ra thế không quan hệ. Từ lập hoa nói, con không lo lắng, chúng ta phải lo lắng, tiểu tĩnh mặc dù là em con, nhưng mà nó ngày mai sẽ kết hôn, con làm anh nhất định phải nắm chặt. Trương Dương nói, được, con đáp ứng mẹ, tí nữa con lại cùng yên nhiên thương lượng một chút, chuyện này không phải cứ một bên là được, phải hai bên nhà tình nguyện, mẹ nói có phải không? Từ lập hoa nói, yên nhiên đối với con tốt vô cùng, chỉ cần con nói ra, nó chắc chắn sẽ không phản đối nếu con có thể sớm thành ra lập nghiệp một chút mẹ coi như là có thể ăn nói với người ba đã mất của con nhắc tới người cha đã mất của mình trương dương nhớ tới một sự kiện hắn thấp giọng nói mẹ quê con có phải là ở tiểu thạch hoa thôn huyện tây sơn không từ lập hoa nghe vậy biến sắc run giọng nói con làm sao mà biết được trương dương nói chuyện này không khó điều tra ra hắn kể ra xảo mộ lúc mình đi tiểu thạch hoa thôn từ lập hoa thở dài nói chuyện này con sớm muộn gì cũng biết. Lúc đầu mẹ sở dĩ không nhắc chuyện này là vì ba con năm đó lúc còn sống không làm bao nhiêu chuyện tốt. Loại thời đại này hắn mở cờ tạo phản làm sằng làm bậy, nói tóm lại đã làm chuyện xấu nhiều lần, mẹ không muốn nói cho con biết những chuyện này. Trương Dương gật đầu nói mẹ chuyện quá khứ qua rồi cũng không cần nhắc lại. Từ lập hoa vỗ mu u bàn tay hắn nói không đề cập tới nữa. Nếu con tìm được mộ hắn rồi hàng năm thanh minh bớt thời giờ đi đốt hóa vàng mã cho hắn đi coi như là cho mộ hắn một ít an ủi trương dương nhớ tới cả đám bạn bè còn đang ở ca thính chờ mình cùng mẹ nói một tiếng đứng dậy rời đi lúc đi ra bên ngoài hắn đột nhiên nhận được điện thoại của tần manh manh giọng nói tần manh manh lộ ra vẻ khẩn trương nàng thấp giọng nói trương dương em vẫn không liên lạc hà tiên sinh được anh có thấy hắn không nội tâm trương dương khẽ giật mình buổi chiều mới thấy qua hà trường an chẳng lẽ Hà Trường An đã xảy ra chuyện gì? Hắn an ủi tần manh manh nói, em không cần khẩn trương, hắn làm việc từ trước đến nay vững vàng, hơn nữa lại có vệ sĩ đi theo hắn, chắc không gặp chuyện không may đâu. Tần manh manh nói, hắn gần đây có chút không ổn, em lo lắng hắn gặp chuyện không may, tối nay hắn đáp ứng cùng em ăn cơm, nhưng mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa tới, hơn nữa ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi lại, em gọi điện thoại cho hắn Thủy chung ở vào trạng thái tắt máy. Trương Dương nói, em không cần phải gấp, có lẽ điện thoại hắn hết pin, có lẽ hắn có việc đặc biệt gì khác cần hoàn thành. Cúp điện thoại, Trương Dương không khỏi nhíu mày, với phong cách làm việc trước sau như một của Hà Trường An, hắn hẳn là sẽ không làm ra hành vi khiến người ta lo lắng, huống chi hắn yêu thương con gái, nếu đã đáp ứng cùng tần manh manh ăn cơm, ứng nên sẽ không nuốt lời, hơn nữa một cú điện thoại cũng không gọi, trong chuyện này cũng có chút thành phần ý vị sâu xa. Trương Dương cho gọi một cú điện thoại Hà Trường An, quả nhiên di động đã đóng, Trương Dương liên lạc không được Hà Trường An, lúc này đã là 11 giờ tối, Trương Dương do dự một chút, vẫn gọi một cú điện thoại cho mẹ nuôi La Tuệ Chữ. Cũng may là Tuệ Chữ chưa nghỉ ngơi, nàng nghe Trương Dương nói không liên lạc được Hà Trường An, cũng cảm thấy ngạc nhiên, không lâu sau La Tuệ Chữ gọi một cú điện thoại cho Trương Dương, bảo hắn đi qua bên mình một chuyến. Trương Dương đi vào biệt thự riêng của La Tuệ Chữ, Lý Vi ở trước cửa chờ hắn, dẫn hắn vào phòng khách trước mặt la tuệ chữ để cái điện thoại vừa rồi nàng lại gọi hai cuộc cho hà trường an trương dương thấp giọng nói mẹ nuôi chú hà sau khi đi khỏi nơi này liền đã mất đi liên lạc la tuệ chữ chỉ chỉ một bên sofa trương dương ngồi xuống đôi mi thanh tú của la tuệ chữ hơi nhíu nói hắn có thể thực đã xảy ra chuyện trương dương ngạc nhiên nói gặp chuyện không may chuyện này thật sự có chút quá đột ngột căn bản không có bất luận dấu hiệu gì La Tuệ Chữ nói, buổi chiều lúc hắn tới, nói cho mẹ biết có người muốn chỉnh hắn. Trương Dương thấp giọng nói, mẹ là nói hắn có thể gặp phải nguy hiểm. La Tuệ Chữ nói, hắn buôn bán nhiều năm như vậy, có thể vẫn sừng sướng không ngã, không chỉ bởi vì hắn khôn khéo, còn bởi vì hắn cẩn thận. Mẹ cùng hắn là bạn thân nhiều năm, nhưng em đối với nội dung kinh doanh cụ thể của hắn cũng không rõ, chỉ biết là hắn làm ăn rất lớn, nguy hiểm cũng càng lớn. Nếu như trong công ty nào đó của hắn đột nhiên xảy ra vấn đề, làm người chịu trách nhiệm pháp luật hắn chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái. Trương Dương có chút minh bạch, mẹ nuôi, mẹ là nói cơ quan kiểm sát theo dõi hắn. La Tuệ chữ nói, mẹ đã bảo người ta đi thăm dò, tình huống cụ thể thế nào mẹ cũng không rõ, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ tin tức, Trương Dương, nhớ kỹ, nếu như hắn quả thật gặp phiền toái, con không nên quá chú ý đối với chuyện này, con là người trong quan trường, phải biết chừng mực nhận rõ tình thế. Trường 1758, 4 về dạy sống thượng. Tâm tình trương đại quan nhân lập tức trầm trọng, từ lời của La Tuệ Chữ đến xem, trước đó Hà Trường An hẳn là tiết lộ cho nàng không ít tin tức, có lẽ Hà Trường An đã sớm biết trước phiền toái, đã hướng La Tuệ Chữ xin giúp đỡ, nếu như Hà Trường An quả thật bị cơ quan kiểm sát khống chế, vậy chắc chắn có quan hệ với hành vi ở mặt buôn bán của hắn, nhắc nhở của La Tuệ Chữ là muốn mình giữ đầu óc thanh tình không nên bị dính liên lụy của Hà Trường An. La Tuệ Chữ thực sự không phải là người tuyệt tình, nhưng thân phận và vị trí của nàng quyết định, nàng phải xuất phát từ ích lợi chính trị của chồng đầu tiên. Chuyện Hà Trường An lần này vô cùng đột ngột, lúc chiều vừa nói với nàng, có thể có người đang điều tra hành vi thương nghiệp của hắn, tối nay liền mất đi liên lạc, với hiểu biết của La Tuệ Chữ với chính trị, nàng làm ra một suy đoán bạo gan, Hà Trường An hẳn đã bị người ta theo dõi một thời gian, rất có thể bị bí mật điều tra một thời gian tương đối dài nếu quả thật chính là cơ quan kiểm sát ra tay đối với hắn, tạo thành mất tích lần này, có thể chứng minh, cơ quan kiểm sát đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Là tuệ chữ hiểu rõ thái độ làm người của Trương Dương, đứa con nuôi này quá coi trọng tình cảm, giao tình giữa hắn và Hà Trường An rất sâu, nếu như Hà Trường An gặp chuyện không may, hắn chắc chắn sẽ chạy vậy vì Hà Trường An. Là tuệ chữ mãi đến bây giờ cũng không rõ chỗ nào của Hà Trường An xảy ra vấn đề, nhưng có một điểm nàng tin tưởng, Vấn đề của Hà Trường An nhất định cùng kinh tế có quan hệ, hành vi thương nghiệp cũng là một chuyện rất có nguy hiểm, nếu như không nắm chắc chừng mực sẽ bị vi phạm. Một khi vi phạm, hậu quả của nó là khá nghiêm trọng. Với địa vị Hà Trường An ở giới thương nghiệp, chỉ cần xảy ra chuyện, tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ. Ở trước khi chưa làm rõ nguyên nhân của sự việc, vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ mới tốt. Trương Dương nói, con ở Đông Giang có chút quan hệ, hay là con tìm người điều tra thêm? La tuệ chữ lắc đầu nói, con tốt nhất xem chuyện này như chưa xảy ra, có tin tức mẹ sẽ nói cho con biết. Trương Dương có chút lo lắng nói, mẹ nuôi, chú Hà có phải thật xảy ra vấn đề không? La tuệ chữ nói, Trương Dương, tình cảm là một chuyện, công việc là một chuyện khác, cha nuôi con ở điểm này trên cho tới bây giờ đều phân chia rất rõ ràng, cho dù quan hệ giữa con và bạn thân mật đến mức nào, chỉ cần con làm quan một ngày, phải chia rõ giới hạn với bạn ở mặt kinh tế, ở trong chuyện Hà Trường An đột một mất đi liên lạc, Trương Đại Quan Nhân có loại cảm giác không biết đường nào mà lần, là tuệ chữ ra mặt tuần tra, tất nhiên hữu hiệu hơn hắn nhiều lắm. Trương Dương đầu tiên an ủi tần manh manh, bảo nàng kiên nhẫn chờ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, bên mình có tin tức lập tức sẽ thông báo cho nàng. Một đêm này với Trương Dương mà nói trôi qua cũng không an tâm, Hà Trường An mặc dù không thiếu tiền cũng không thiếu nhân mạch, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một thương nhân, nếu quả thật xảy ra vấn đề, bình thường những quan hệ kinh doanh kia chưa hẳn có thể phát huy công dụng, từ trên thái độ la tuệ chữ là có thể nhìn ra, văn gia sẽ không vì một thương nhân cam tâm đi mạo hiểm chính trị, thái độ của nàng cũng đại biểu thái độ phổ biến của người trong quan trường. Đây cũng không phải là nhân tình ấm lạnh, mà trong đó tồn tại vấn đề cân nhắc ích lợi. Tin tức rốt cuộc được chứng thực, sáng sớm hôm sau, la tuệ chữ gọi điện thoại cho Trương Dương, nàng đã tra được tung tích của Hà Trường An. Hà Trường An đã bị cơ quan kiểm sát Đông Giang khống chế, tình huống đại khái là Hà Trường An liên quan đến vụ án phạm tội kinh tế nhiều năm trước, ở trong quá trình kinh doanh mấy chục năm của hắn tồn tại một số hành vi lừa gạt kinh doanh như trốn thuế lậu thuế, đút lót cho vay nặng lãi. Cơ quan kiểm sát đã chính thức lập án điều tra đối với hắn. Tin tức này với Trương Dương mà nói cũng không ngoài ý muốn, ở sau khi Hà Trường An đột một mất tích, hắn đã nghĩ đến loại khả năng này, Trương Dương thấp giọng nói, mẹ nuôi, chuyện này nghiêm trọng không? La Tuệ chữ nói: "Theo như mẹ biết, bên kiểm sát đã nắm giữ không ít chứng cứ, rất nhiều chứng cứ đều là một vị trợ lý của hắn cung cấp, độ tin cậy rất cao." Trương Dương: "Con nhớ kỹ lời của mẹ, chuyện Hà Trường An con không thích hợp nhúng tay, con cũng không có năng lực thay đổi cái gì." Lời của La Tuệ chữ khiến tâm tình Trương Dương lập tức trầm trọng, hắn đáp một tiếng, sau khi cúp điện thoại, nghĩ một lát, vẫn cầm lấy điện thoại gọi một cuộc cho bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Bình Hải Đinh Nguy Phong. Đinh Nguy Phong sáng sớm vừa dậy liền bận hôn sự của con, nhận được cú điện thoại này của Trương Dương, vốn tưởng rằng Trương Dương là cùng bản mình thương lượng trình tự hôn lễ, lại không ngờ Trương Dương hỏi chuyện Hà Trường An, Đinh Nguy Phong đối với chuyện này đương nhiên là biết, lời của hắn cùng la tuệ chữ không khác mấy Trương Dương, xem chuyện này như không có quan hệ với cậu đi. Trương Dương nói, chú Đinh, Hà Trường An là khách của cháu, ông ấy đột một mất tích như vậy, cháu dù sao cũng không thể không hỏi đúng không đinh nguy phong trầm mặc một hồi đi sang một bên thấp giọng nói trương dương chuyện này là cấp trên hạ lệch chúng ta chỉ là phối hợp công tác hà trường an ở trong quá trình kinh thương tồn tại nhiều hành vi buôn bán lửa gạt trước mắt bên kiểm sát đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của hắn chú cho rằng cháu không nên đầu nhập quá nhiều chú ý đối với chuyện này trương dương nói chú đinh chuyện chú ấy nghiêm trọng không đinh nguy phong nói chuyện khác chú không rõ lắm chỉ là ở đông giang thôi hắn đã có sự thực hối lộ nhiều quan viên, về phần lợi dụng quan hệ không tuân theo quy định, lợi giấy tờ đất có được để lừa vay, chuyện như vậy cũng có rất nhiều, lần này hắn chỉ sợ phiền toái. Trương Dương cắn cắn môi, Đinh Nguy Phong nói, Trương Dương, trên quan trường nhất định không thể bị cảm tình cá nhân chi phối, dạng thương nhân như Hà Trường An, không thể nào tất cả hành vi kinh doanh đều tuân thủ pháp luật, quá khứ hắn sở dĩ không xảy ra việc gì là vì không bị tra ra, nhưng không có nghĩa là hắn không có vấn đề. Trương Dương nói, cảm ơn chú Đinh, cháu hiểu rồi. Đinh Nguy Phong nói, vui vẻ một chút, hôm nay chính là ngày tốt lành của hai nhà chúng ta. Trương Dương để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời tốt, trời trong nắng ấm, bầu trời quang đãng, nhưng mà Trương Dương lại cảm giác được nội tâm của mình mờ mịt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sở yên nhiên đi vào, thấy Trương Dương vẫn chưa thay tây phục, nàng oán trách nói, anh làm sao vậy? Đến bây giờ Tây Phục còn chưa thay, em gái anh kết hôn, lấy ra chút tích cực có được không? Trương Dương khẽ cười, trong tươi cười tràn đầy chua sót. Sở yên nhiên lập tức ý thức được gì đó, tiến lên cầm bàn tay to của hắn nói, làm sao vậy? Anh không vui. Trương Dương lắc đầu, sau đó lại nhẹ gật đầu. Sở yên nhiên ôm lấy hắn, nói khét ngoan, có chuyện gì không vui nói cho em nghe thử, để em san sẻ giúp anh. Trương Dương thấp giọng đem chuyện xảy ra của Hà Trường An nói cho nàng. Sở Yên Nhiên cũng có chút ngạc nhiên, nàng sau khi nghe xong, chú ý đầu tiên chính là giữa Trương Dương cùng Hà Trường An có lui tới kinh tế gì không, cái này cũng khó trách, nàng quan tâm nhất chính là Trương Dương, đương nhiên không hy vọng Trương Dương bị chuyện Hà Trường An dính vào. Trương Dương nói, em yên tâm đi, anh ở phương diện này từ trước đến nay luôn cẩn thận, giữa chú Hà cùng anh đều là quân tử chi giao, hắn chưa bao giờ thử hối lộ anh sở yên nhiên nói quan hệ của các anh mặc dù rất tốt nhưng cũng không đại biểu hắn ở trong hành vi thương nghiệp có thể giữ trong sạch hoàn cảnh buôn bán trong nước vô cùng phức tạp có đặc sắc riêng biết vì sao ba em kiên quyết phản đối em về nước đầu tư không chính là vì kinh doanh ở trong nước không chỉ đơn thuần là phạm trù thương nghiệp còn là một môn xã hội học một môn chính trị học muốn thành công ở trong nước anh nhất định phải là một cao thủ quan hệ xã hội học muốn thấy rõ hướng đi chính trị phải biết lợi dụng quy tắc quan trường nhiều quan hệ phức tạp như vậy xử lý lên khá phiền toái, hơi không cẩn thận sẽ gặp chuyện không may. Trương Dương nhẹ gật đầu. Sở Yên Nhiên nói, chuyện Hà Trường An nếu kinh động cấp trên, sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa bên kiểm sát không có chứng cứ xác thực cũng sẽ không ra tay đối với hắn. Mẹ nuôi nói đúng, trước mắt cách làm lý trí nhất của anh chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hà Trường An nhận lấy một điếu thuốc kiểm sát trưởng truyền đạt, thái độ của hắn vẫn bình tĩnh, gian phòng không cửa sổ, nhìn không thấy tình cảnh bên ngoài, tất cả di động đồng hồ của Hà Trường An đều bị tịch thu, hắn không biết bây giờ là lúc nào, kẹp thuốc lá lên, đưa vào miệng, kiểm sát trưởng giúp hắn châm thuốc lá. Hà Trường An hít một hơi thuốc lá nói, mấy giờ rồi? 9 giờ sáng, Hà Trường An phun một hơi, nhả ra một đám khói, sau đó tựa ở trên ghế dựa cứng, thấp giọng nói, sớm không tìm tôi, muộn không tìm tôi. Hết lần này tới lần khác cứ ở chính lúc này tìm tôi, các người có biết hôm nay khiến tôi lỡ hẹn hay không? Tôi vốn nên đi tham gia một cuộc hôn lễ, bây giờ tốt lắm, bị các người phá hủy, cuộc đời tôi đây còn chưa từng sai hẹn. Kiểm sát trưởng nở nụ cười, Hà tiên sinh, xảy ra vấn đề nên từ trên người mình tìm nguyên nhân, chứ không phải là trách người khác. Hà Trường An nói, tôi không có vấn đề gì. Không có vấn đề chúng tôi sẽ tìm anh sao? Ngữ khí kiểm sát trưởng đầy khinh thường, nếu như chúng tôi không phải là nắm giữ chứng cứ thiết thực anh phạm tội thương nghiệp, chúng tôi căn bản sẽ không tìm anh, pháp luật là công chính, chúng tôi sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một người xấu nào. Hà Trường An nhìn qua sắp văn kiện dày đặc trên bàn, hắn cười lắc đầu nói, đào được nhiều tư liệu như vậy, xem ra các người điều tra tôi đã được một thời gian tương đối dài. Cho nên anh tốt nhất vẫn nên phối hợp làm việc với chúng tôi, chính sách của đảng chúng tôi là thẳng thắn được khoan từ, kháng cự bị phạt nghiêm. Hà Trường An cười nói, anh bảo tôi thẳng thắn cái gì? thẳng thắn hành vi phạm tội của anh trước kia, anh đã từng đút lót ai? Có quan viên nào từng thu qua hối lộ của anh? Ngữ khí kiểm sát trưởng trở nên nghiêm nghị. Hà Trường An nói, tôi biết anh muốn gì, nhưng tôi làm việc cũng có một nguyên tắc, tôi sẽ không vu hãm bất kỳ một người tốt nào, nếu anh đã nắm giữ hành vi phạm tội của tôi, cần gì phải hỏi nhiều như vậy, trực tiếp khởi tố tôi là được, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, tôi chắc chắn cúi đầu nhận tội. Anh hoài nghi chúng tôi không có chứng cứ, Hà Trường An nói, không có chứng cứ các người sẽ không tìm tôi, là Lý Đông Sơn cung cấp nhiều chứng cứ phạm tội của tôi như vậy hả? Tôi thừa nhận, tôi ở trong quá trình kinh doanh buôn bán đích xác sử dụng qua thủ đoạn không thường quy, nhưng mà cả sấp chứng cứ phạm tội dày cộm như vậy, rất nhiều bộ phận đều là bọn họ tự chủ trương, không có quan hệ gì với tôi, đến độ tuổi tôi rồi, đã là lúc chuẩn bị an hưởng tuổi già, anh cảm thấy tôi sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? chương 1759, bốn bề dậy sóng chung. Anh dám vỗ lương tâm của mình nói, bản thân ở trong quá trình kinh doanh nhiều năm như vậy hết thảy đều hợp pháp không? Hà Trường An nói, tôi không dám, thật ra việc làm ăn ở trong nước, thương nhân chính thức thành công lại có mấy người dám vỗ lương tâm nói, cả đời mình đều đang làm kinh doanh đứng đắn. Tôi làm việc đã rất giảng nguyên tắc, tôi dám vỗ ngực nói, tôi quy củ hơn so với đa số thương nhân, kiểm sát trưởng đem sắp chứng cứ phạm tội dày cộng kiên ném tới trước mặt Hà Trường An, quy củ. Một thương nhân quy củ sẽ hối lộ, sẽ trốn thuế, sẽ lừa vay trái pháp luật, sẽ buôn bán dối trá. Hà Trường An nói, rất nhiều chuyện anh nói đều là chuyện do Trần Cốc Tử chọc bị gạo. Hà Trường An tôi cả đời cũng không sẽ lảng tránh vấn đề. Chuyện tôi đã làm tôi thừa nhận, chuyện tôi chưa làm thì là chưa làm. Nếu truy cứu lên người của tôi, tôi liền sẽ gánh vác trách nhiệm tương ứng của bản thân. Tôi hiểu pháp luật, với tình huống trước mắt của tôi, còn không đến mức ngồi tù chung thân đi. Vậy phải xem thái độ của anh, xem anh có phối hợp với công việc của chúng tôi hay không. Hà Trường An mỉm cười nói, thủ pháp làm việc của các anh tôi rất quen thuộc, tiến hành theo trình tự, làm gì chắc đó, đánh trước một điểm, sau đó sẽ mở cả phòng tuyến tâm lý. Tôi bây giờ có thể nói cho anh biết, tôi phụ trách đối với hết thảy hành vi của tôi, chuyện các người muốn biết thì các người cũng đã biết, về phần chuyện khác tôi một mực không biết lúc Hà Trường An tiếp nhận thẩm vấn, khách sạn Tuệ Nguyên pháo nổ vang, 6 cỗ xe màu đen nối đuôi nhau trên đường đi vào trước biệt thự của Triệu Tĩnh. chú rể Đinh Triệu Dũng mặc tây trang màu trắng, mặt đầy vẻ vui mừng đi xuống ô tô, ở trong hoan hô ủng hộ mọi người đi vào biệt thự. lúc này Trương Dương lại một mình đứng ở chỗ cách xa đám người, lặng lặng ngắm nhìn hiện trường, trong đầu cũng đang thay nhau nhớ về hình ảnh quá khứ chung đụng cùng Hà Trường An. với tình trạng hôm nay của Hà Trường An, Trương Dương chỉ có đồng tình, lại lực bất tòng tâm. Đinh Nguy Phong đã chứng minh Hà Trường An đích xác tồn tại nhiều hành vi phạm tội kinh doanh, là tuệ chữ cũng nói rõ cho hắn biết không nên nhúng tay, hắn cũng không có năng lực nhúng tay. Trương Dương chỉ là cảm thấy thật đáng buồn, Hà Trường An sắp về hưu, hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị, lần này về nước tiến hành giao tiếp tài sản, sau khi hoàn thành chuyện này hắn liền định cư lâu dài ở hải ngoại, cùng người nhà đầm ấm yên vui, nhưng không thể tưởng được ở lúc cuối cùng lại xảy ra vấn đề, người đã làm sai chuyện, cho dù sớm hay muộn đều bị sai lầm của mình tố giác. Trương Dương cũng biết Hà Trường An tồn tại vấn đề, nhưng hắn luôn cảm giác kết cục này có chút đột ngột, với Hà Trường An mà nói không khỏi hơi tàn nhẫn. Tần manh manh sau khi biết chuyện này ngược lại lộ ra bình tĩnh khác thường, nàng cũng không yêu cầu Trương Dương chạy vậy vì ba, chỉ nói khẽ em biết rồi, chuyện này cảm ơn anh. Trương Dương nói, em không nên lo lắng, pháp luật là công chính, nếu như có thể chứng minh trong sạch của chú ấy, rất nhanh là chú ấy có thể trở về. Tần manh manh nói, bà đã nói với em, quá khứ đã làm rất nhiều chuyện sai, có lẽ có một ngày, ông ấy sẽ vì sai lầm của mình mà bị chôn vùi. Trương Dương, anh yên tâm đi, bất cứ chuyện gì em đều có thể thản nhiên đón nhận, bây giờ chuyện em cần làm chính là mời một vị luật sư tốt nhất cho ông ấy. Sự trầm tư của Trương Dương bị tiếng hoan hô xa xa cắt đứt, hắn hít vào một hơi, đang chuẩn bị đi qua, lại phát hiện cách đó không xa một cặp nam nữ đang đi về phía mình, lại nói tiếp cũng là một người bạn cũ của hắn chủ tịch tinh toản cha Tấn Bắc, người còn lại là người hợp tác với hắn Khâu Phượng Tiên. Trương Dương mỉm cười nghinh đón, cha Tổng, Khâu Tiểu Thư, ngọn gió nào thổi các người tới. Cha Tấn Bắc vui tươi hớn hở bắt với Trương Dương nói, chúng tôi vốn là không biết, sáng sớm mới đến Đông Giang, chợt nghe nói con của bí thư ủy ban chính pháp kết hôn, vốn tôi cùng đinh bí thư không biết, nhưng vừa nghe cô dâu lại là em của cậu cho nên chúng tôi liền mạo muội đến nhà trương dương cậu sẽ không không chào đón chúng tôi chứ trương dương cười nói hoan nghênh đã tới khâu phượng tiên cười nói tí nữa lại trò chuyện cô dâu hình như được đưa ra rồi ba người bọn họ cùng nhau đi vào trong đám người đinh triệu dũng triệu tĩnh ôm mặc áo cưới màu trắng từ trong biệt thự đi ra mọi người ở trong tiếng hoan hô lần lượt gửi lời chúc phúc triệu tĩnh ôm cổ đinh triệu dũng trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Khâu Phượng Tiên đi tới ở trước khi Triệu Tính lên xe, đem một hộp lễ đưa cho nàng. Triệu Tính cầm hộp lễ tìm khuôn mặt Trương Dương trong đám người, rốt cuộc tìm được hắn, nàng vẫy vẫy tay anh, em đi đây. Lúc nói ra những lời này, chẳng biết tại sao trong lòng có chút chua sót. Trương Dương cười nói, tiểu tính, vui vẻ một chút, cười một cái. Triệu tính nở nụ cười. Trương Dương lại nói với Đinh Triệu Dũng, sau này tốt với em tớ một chút, nếu không tớ không tha cho cậu. Đinh Triệu Dũng cười nói, nhất định, tớ đối với nàng nhất định tốt hơn cậu. Người chung quanh đều nở nụ cười. Trong tiếng pháo nổ, xe ben lại chở một đôi tân nhân đi xa. Từ Lập Hoa nhìn qua ô tô đi xa, trong lòng buồn bã mất mát, Sở Yên Nhiên ở bên cạnh nàng, khoác cánh tay của nàng nói, "Gì, chúng ta đi vào thôi." Từ Lập Hoa nhẹ gật đầu nhìn qua sở yên nhiên, trong lòng lại cảm giác một trận ấm áp. Cảm xúc của Trương Dương rõ ràng chịu ảnh hưởng, có điều cũng may có nhiều bạn bè như vậy giúp hắn, chuyện yến hội căn bản không cần hắn hỏi đến. Đám người sau khi tản đi, hắn và cha tấn bắc khâu, Phượng Tiên cùng ở ngồi xuống trên ghế dài bên ngoài, cha tấn bắc nhìn qua cảnh bận rộn bố trí không khỏi cười nói, giàn dựng không nhỏ nha, Trương Dương, cậu sau khi trở thành bí thư thị ủy nhân mạch so với trước kia càng rộng. Trương Dương nói, Nguyên tắc làm người của tôi chính là giúp mọi người làm điều tốt, cho nên bạn bè tương đối nhiều. Cha Tấn Bắc nghe ra trong những lời này của hắn giống như có ý chào phúng mình, hắn khẽ cười, nói khẽ Trương Dương, cậu nghe nói chuyện của Hà Trường An chưa? Trương Dương nghe hắn nhắc tới Hà Trường An, trong nội tâm không khỏi cảnh giác lên, nhưng biểu tình trên mặt lại vẫn giữ bình thản như thường, gật đầu nói, có nghe qua một ít, tình huống cụ thể tôi không rõ lắm, đang tìm người nghe ngóng đây. Cha Tấn Bắc nói, chuyện này tôi lại hơi hiểu rõ, Hà Trường An quá khứ có vị thân tín gọi Lý Đông Sơn, Hà Trường An với Lý Đông Sơn khá tín nhiệm, hai năm qua cơ hồ mấy sự vụ trong nước đều giao cho hắn phụ trách, theo trọng tâm buôn bán của Hà Trường An rời ra hải ngoại, Lý Đông Sơn có thể cảm nhận được một ít nguy cơ, cho nên hắn ở hai năm này tích cực chuẩn bị, cũng coi là phòng ngừa chu đáo, làm chuẩn bị để tương lai hắn tự lập môn hộ, chính thức khiến hắn xảy ra chuyện chính là khối đất Vân An hắn hối lộ quan viên thành phố Nam Vũ, dùng giá vô cùng thấp lấy được miếng đất, sau đó dùng miếng đất thế chấp lừa vay, đáng tiếc miếng đất kia ở trong quá trình phá bỏ và di rời đã xảy ra vấn đề. Trương Dương cũng không rõ nội tình, nghe cha Tấn bắc nói như vậy, tất nhiên rất cảm thấy hứng thú, hắn truy hỏi xảy ra vấn đề gì. Cha Tấn Bác nhấp một ngụm trà nói chết người. Trương Dương nhíu mày, nếu quả thật như lời cha Tấn bắc nói, chuyện liền phiền toái. Cha Tấn Bắc nói, người sau khi chết, chính phủ địa phương định che lấp chuyện này, nhưng mà người nhà người chết không ngừng ẩm ý, chuyện này cuối cùng bị phía trên biết, vì tính chất cực kỳ ác liệt, tiếng vọng rất lớn, cho nên cấp trên làm ra chỉ thị, lập tức xử lý, đối với nhân viên có liên quan vụ án, cho dù dính đến ai đều tuyệt không nuông chiều, Lý Đông Sơn sau khi bị bắt, nếu như hắn gánh hết trách nhiệm, cũng sẽ không liên lụy rộng như vậy, đáng tiếc người này là loại nhu nhược, sau khi bị bắt, chẳng những không kiêng rẻ thú nhận chuyện phá bỏ và di rời, hơn nữa đem tất cả chuyện không tuân theo quy định, lừa vay đều khai ra ngoài, cơ quan kiểm sát tìm hiểu nguồn gốc, từ chỗ của hắn mở ra lỗ hổng, Lý Đông Sơn tưởng rằng khai càng nhiều tội lỗi của mình sẽ càng nhẹ, cho nên liền liều mạng cung cấp tình báo cho bên kiểm sát, con người thường là như vậy, càng vội thanh minh cho bản thân, ngược lại càng dễ phạm sai lầm, có thể nói khốn cảnh trước mắt của Hà Trường An tất cả đều là chính bản thân hắn một tay tạo thành. Dùng người không kỹ, quen người không tốt. Trương Dương nói, cha tổng, theo ý anh, lần này Hà Tiên Sinh có phải rất phiền toái không? Cha Tấn Bắc nói, phiền toái là nhất định, có điều phiền toái lớn nhỏ còn phải xem chính hắn. Nếu như hắn cũng giống như Lý Đông Sơn, xảy ra chuyện liền liều mạng thanh minh cho bản thân, hận không thể đem tất cả mọi người kéo vào làm đá kê chân, như vậy chuyện chỉ biết càng quậy càng lớn. Vĩnh viễn không nên tin cái gì mà thẳng thắn được khoan từ kháng cự bị phạt nghiêm anh phạm pháp, sẽ phải gánh trách nhiệm pháp luật, pháp luật quốc gia sẽ không bởi vì anh có hành vi thẳng thắn mà khoan thứ anh. Ở trong mắt Trương Dương, cha Tấn Bắc cùng Hà Trường An là lão đối thủ trên thương trường, Hà Trường An gặp rủi ro, cha Tấn Bắc nên cao hứng mới đúng, nhưng mà cha Tấn Bắc cũng không nhìn ra có bất kỳ bộ dạng hả hê gì. Hắn thở dài nói, tôi cùng lão Hà đấu lâu như vậy, Thủy chung đều là tôi ở Hạ Phong, lão Hà người này khôn khéo, đáng tiếc hắn dùng người không xem kỹ, thông minh cả đời hồ đồ nhất thời bị phá hủy ở trong một nhân vật nhỏ không đáng kể. Trương Dương nói, theo như tôi biết chú ấy ở trên mặt kinh doanh đích xác tồn tại một vài vấn đề. Cha Tấn Bắc nói, ai không có vấn đề, việc làm ăn ở trong nước, mọi việc cậu đều tuân theo nguyên tắc, như vậy kết quả tất nhiên là đụng đến đầu rơi máu chảy, người chung quanh đều đang làm bừa làm dối, một mình cậu dựa theo lẽ thường ra bài, cậu muốn thành công, muốn phát đạt, nằm mơ đi thôi, có lẽ rất nhiều người đều cho rằng tôi ở trong chuyện lão Hà sẽ nhìn có chút hả hê. Cha Tấn Bắc lắc đầu nói, tôi không thế, tôi có loại cảm giác thỏ chết hổ buồn, chúng tôi những người gọi là tinh anh giới thương nghiệp, lúc chính thức gặp phải phiền toái lại yếu ớt như thế, không chịu nổi một kích như thế. Từ trong ánh mắt cha Tấn Bắc, Trương Dương tìm được một chút chân thành, lời này của cha Tấn Bắc hẳn không phải là ngôn từ dối trá, hắn không cần phải ở trước mặt Trương Dương ngụy trang cái gì trương dương thở dài nói hy vọng chú ấy có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này lúc hắn nói lời này trong lòng cũng hiểu rõ khả năng hà trường an bình an vô sự cực kỳ bé nhỏ khâu phượng tiên nói hà tiên sinh nhìn quen sóng gió lần này chưa chắc sẽ có việc cha tấn bắc nói với hiểu biết của tôi đối với hắn điều tra đến chỗ hắn thì trên cơ bản liền đã xong trí tuệ của hắn là dạng chuột nhất như lý đông sơn không cách nào sánh bằng ý tứ cha tấn bắc rất rõ ràng Hà Trường An mặc dù là tồn tại hành vi phạm tội kinh tế, hắn cũng sẽ gánh vác toàn bộ, sẽ không liên lụy đến nhiều người thêm. Một người sáng suốt tuyệt đối sẽ làm ra lựa chọn như vậy, cũng chỉ như vậy mới có thể tránh cho càng lún càng sâu. chương 1760, Bốn Bể Dậy Sóng Trương Dương không muốn tiếp tục tham thảo xuống ở trên vấn đề này, hắn khẽ cười, thấy xa xa kỳ sơn cùng mấy anh em viên ra đi về phía hắn, hắn nói một tiếng với cha Tấn Bắc, đứng dậy nghênh đón anh em viên gia tới bốn người, viên hiếu công, viên hiếu nông, viên hiếu binh, viên hiếu thương, có thể nói là cho Trương Dương đủ mặt mũi, viên hiếu nông mặc dù không muốn đến, nhưng mà anh cả lên tiếng, hắn không dám cãi lời, cũng chỉ có thể kiên trì tới tham gia tiệc cưới em gái Trương Dương. Trương Dương mỉm cười vươn tay ra, cùng anh em viên ra lần lượt bắt tay, viên hiếu công nói, Trương Bí Thư, chúng tôi là trùng hợp, vừa hay dịp một phần năm mang người nhà đến Đông Giang du ngoạn, nghe nói em gái anh kết hôn, cho nên mới tới đòi uống rượu mừng. Trương Dương cười nói, đa tả thịnh tình của viên cục, mau, mau ngồi vào. Trương Dương đem anh em viên ra giao cho kỳ sơn chiêu đãi, bên này phó bí thư thị ủy Bắc Cảng Tương Hồng Cương cùng thương vụ hàng mậu Đinh Cao Sơn cũng đến, cùng bọn họ đi đến còn có mấy vị nòng cốt thương hội Bắc Cảng. Tương Hồng Cương cười nói, Trương Dương, tôi bảo cậu chuẩn bị một bàn tiệc rượu đã sắp xếp xong xuôi chưa? Trương Dương cười nói, sắp xếp xong rồi, Tương Bí Thư, Hôm nay tôi nhất định phải cùng anh uống nhiều mấy chén." Tương Hồng Cương cười nói, tôi tới chính là uống rượu. Trương Dương cùng Đinh Cao Sơn bắt tay, vỗ vỗ mở u bàn tay Đinh Cao Sơn nói, "Đinh tổng đặc biệt chạy đến, thật là khiến tôi cảm động." Đinh Cao Sơn nói, "Không đến thật phi lễ. Trước kia Trương bí thư tham gia hôn lễ tiểu nữ, tôi về tình về lý đều nên tới trả nhân tình này." Hắn đem mấy người bạn sau lưng giới thiệu cho Trương Dương, Trương Dương lần lượt bắt tay đám người này phần lớn là thương hội Bắc Cảng, muốn mượn cơ hội này kết bạn với hắn, trương đại quan nhân sáng mắt sáng lòng, đem đám người kia giao cho tạ trí quốc chiêu đãi. Khách quý tiến đến núi liền không dứt xa xa đám sở yên nhiên cùng Tần Thanh cũng đã tới, Tần Thanh cùng đám cố nhân của bộ chỉ huy kiến thiết Tân Thành cùng tiến đến, hai ngày này mặc dù Tần Thanh biết Trương Dương đi vào Đông Giang, nhưng nàng hiểu Trương Dương nhiều việc bận rộn, cho nên không chủ động cùng hắn liên lạc. Mãi đến ngày triệu tính kết hôn mới cùng đồng sự tới, Đi vào chỗ yến hội đầu tiên liền gặp Sở Yên Nhiên phụ trách tiếp khách, phải nói giữa Sở Yên Nhiên cùng Tần Thanh đã có một ít ăn ý. Hai người bọn họ biểu hiện vô cùng tự nhiên, trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, Trương Đại quan nhân thấy tràng diện hài hòa như thế, trong nội tâm tất nhiên vui vẻ không thôi. Tần Thanh nói, Trương Dương, hôm nay tôi mang đồng nghiệp cùng tới ủng hộ anh. Trương Dương cười nói, đa tạ Tần Bí thư nể tình, đa tạ Lưu chủ nhiệm nể tình. Chủ nhiệm hội quản ủy tân khu lưu bảo toàn cười nói, Trương Bí Thư, hôm nay tôi tới không chỉ là để uống rượu mừng, còn là để nhắc nhở anh một chuyện. Trương Dương thấy Lưu Hy Đình bên cạnh Lưu Bảo Toàn liền hiểu, hắn cười nói, Hy Đình tốt nghiệp chưa? Lưu Hy Đình gật đầu nói, vẫn chưa tốt nghiệp, có điều em đã chuẩn bị thực tập. Trương Dương cười nói, phải đi Tân Hải thực tập đó, khu bảo Lưu Thuế nhập khẩu bọn anh trước mắt thiếu người nhất. Lưu Hy Đình hớn hở gật đầu nói, cảm ơn anh Trương. Lưu Bảo Toàn cố ý nghiêm mặt nói, không có quy củ, phải gọi là Trương Bí Thư. Trương Dương cười nói, thân thiết gọi như vậy, khoan hãy nói điểm này thì hy đình mạnh hơn nhiều so với hổ tử, biết quan hệ gần hơn với lãnh đạo. Người chung quanh đều vì lời của Trương Dương mà nở nụ cười. Chu Sơn Hổ lúc này cũng chạy đến, ở trước mặt Lưu Bảo Toàn, hắn có vẻ xấu hổ, thấp giọng kêu lên, chú Lưu. Tất cả mọi người lại nở nụ cười, Tần Thanh trêu gẹo nói, ai nói hổ tử không biết quan hệ gần hơn với lãnh đạo. Sở yên nhiên cười nói, hắn đi chính là lộ tuyến nhạc phụ. Trương Dương bảo đám người sở yên nhiên và Chu Sơn Hổ cùng Tần Thanh ngồi trước. Bí thư thị ủy nam tích lý trường vũ sáng sớm liền tới đây đưa con gái nuôi triệu tính xuất giá, có điều hắn vẫn không có thời gian rảnh cùng Trương Dương nói chuyện, lúc này mới có thời gian, lý trường vũ đi tới bên người Trương Dương nói, bọn Ngọc Vũ đã tới chưa? Trương Dương vừa nghe có chút sửng sốt, cái gì? Hắn biết phó thị trường thường vụ Tân Hải Đồng Ngọc Vũ là bạn học cũ Lý Trường Vũ, nhưng mà hắn cũng không biết Đồng Ngọc Vũ muốn tới tham gia hôn lễ em gái, hơn nữa mình cũng không hề báo cho hắn mà. Nhưng Trương Dương lập tức đã nghĩ minh bạch, mình là bí thư thị ủy Tân Hải, mặc dù không có hạ thiếp mời cho đồng sự Tân Hải, những người có tâm vẫn sẽ đi qua. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền thấy Đồng Ngọc Vũ, Vương Quân Cường, Từ Thắng, Trình Diễm Đông kết bạn tiến đến, Mấy vị này đều là thường ủy thành phố Tân Hải, cũng là người giữ nhất trí trên mặt chính trị với Trương Dương. Có điều mấy người đến cũng không khiến có chấn động quá lớn, chủ yếu là có một đám tân khách đặc thù cơ hồ cùng bọn họ đến đồng thời, tam bảo hòa thượng mặc áo cà sa đỏ thẫm, xuất lĩnh tám vị cao tăng tiến đến chúc mừng, trang phục như vậy, mở trận như vậy, vừa xuất hiện ở tiệc cưới liền đem danh tiếng những người khác đoạt mất. Trương Dương đem đám người đồng ngọc giao cho Lý Trường Vũ chiếu cố, bản thân đi tới trước mặt tam bảo cả đám hòa thượng đồng thời hai tay hợp thành chữ thập, tuyên đọc Phật hiệu. A-di-đà Phật, chúc mừng, chúc mừng. Trương đại quan nhân thật là có chút giờ khóc giờ cười, hắn đem Tam Bảo gọi tới một bên, Tam Bảo, đệ tử cửa Phật các người có thể trầm thấp một chút không? Tam Bảo cười nói, ở trong mắt Phật vốn không có phân chia cao thấp. Trương đại quan nhân thở dài nói, tôi nói không lại anh, thấy không, tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh một bàn tiệc chay. Tam Bảo cười nói, sáng sớm hôm nay chúng tôi ngay ở chùa Thu Hà cầu phúc cho em gái chúng tôi, không thể tưởng được đã tới chậm, không có đưa em gái chúng tôi xuất giá. Trương Đại Quan Nhân kháng nghị nói, anh là người xuất gia, đó là em gái tôi, không phải là em gái các người. Tam Bảo nói, trong mắt Phật, tất cả mọi người là người một nhà. Trương Dương biết người này am hiểu nhất chính là cố ý làm lệch, hắn vỗ vỗ bả vai Tam Bảo nói, được, chính các người tự chiếu cố mình, tôi đang vội. Tam Bảo cười nói, nếu cần tôi giúp, chỉ cần nói thẳng. Trương Dương nói, uống rượu anh uống được không? Tam Bảo nói, tôi mặc dù không uống, nhưng tôi giúp mời rượu. Trương Dương quả thật phục người này, Sở Yên Nhiên thấy Tam Bảo, chủ động đi tới, ngoắc hắn nói, Tam Bảo, bà ngoại tôi gọi anh tới đây. Tam Bảo vội vã đi đến, má cách lệ đặc là gọi hắn đi giảng kinh. Sắp xếp xong xuôi đám hòa thượng này, cũng đã sắp đến thời gian mở tiệc khách quý tiến đến vẫn đang nối liền không dứt, sớm đặt 30 bàn, lại tăng thêm 15 bàn, nhưng nhìn bây giờ chỉ sợ sẽ hơn 50 bàn rồi. Kỳ Sơn tới nói sơ qua tình huống sắp xếp mới nhất với Trương Dương, Trương Dương nói, đúng 12 giờ giờ mở tiệc, hôm nay dù sao là tới nhiều ít cứ tới bao nhiêu chúng ta sắp xếp bấy nhiêu. Kỳ Sơn cười nói, anh quen biết thật không ít. Trên sâu khấu dựng lên tạm thời vang tiếng nhạc, đoàn nhạc giao hưởng tỉnh bắt đầu biểu diễn, Lâm Tuyết Quyên trái ngược hình tượng văn tĩnh ngày xưa, mặc trang phục cao bồi màu đen, ở trên sân khấu dùng viêu lông điện kéo khúc hỏa vũ đầy nhiệt tình, tiết tấu âm thanh khúc nhạc thanh thoát lưu loát không bị cản trở trong nháy mắt đốt lên tất cả nhiệt tình của mọi người, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm dậy. Bắt đầu từ lúc Lâm Tuyết Quyên đi lên sân khấu, ánh mắt Kỳ Sơn chưa từng rời khỏi nàng, Trương Dương lấy tay huyết hắn một cái, Kỳ Sơn mới ý thức tới thất thố của mình, xấu hổ ho khan một tiếng nói tôi vẫn chưa bao giờ thấy nàng từng biểu diễn như vậy. Trương Dương cười nói, mỗi người đều có mặt khác không để người ta biết, anh cho rằng rất hiểu nàng, nhưng mà anh cũng không hiểu rõ toàn bộ của nàng. Kỳ Sơn vì những lời này của Trương Dương mà lâm vào trong trầm tư ngắn ngủi. Một cỗ Porsche màu vàng đi vào hiện trường, sau khi cửa xe mở ra, Tiết Vĩ Đồng là người đầu tiên từ trên xe đi xuống, sau đó xuống chính là Chu Hưng Quốc cùng từ kiến cơ. Ba người này chính là anh em kết nghĩa của Trương Đại Quan Nhân, Trương Dương thấy ba người bọn họ trong lòng thầm kêu hỏng bét, mình tại sao lại quên bọn họ chứ, lần này không thể thiếu sẽ bị chỉ trích một trận. Quả nhiên, Tiết Vĩ Nồng là người đầu tiên hưng sư vấn tội, anh ba, anh quá vô tâm rồi, em gái kết hôn, ngay cả an hem kết nghĩa cũng không thông báo, sao nào, trở thành bí thư thị ủy liền xem thường người khác. Trương đại quan nhân cuống quyết nói, tiết ra, tiết ra, các người chứa ồn ào, lớn giọng như vậy, cậu muốn dẫn sói tới à? Từ kiến cơ cười lạnh hắc hắc, lão tam à lão tam hôm nay anh không bênh chú được chú nhìn thử xem bản thân làm được chuyện này đáy lòng anh đây thật lạnh đó trương đại quan nhân nói anh hai em sai rồi em chu hưng quốc tiến lên vỗ vỗ bả vai trương dương thở dài một tiếng nói lão tam à làm khó anh phải giúp chú giải thích tôi theo chân bọn họ nói lão tam không phải là loại người này chúng ta đều là an hem kết nghĩa em gái hắn kết hôn là chuyện lớn như vậy không thể có lý do không cho bọn anh biết anh bảo bọn họ kiên nhẫn chờ, chú nhất định sẽ mở miệng mời. Em, nhưng đợi một ngày không đến, hai ngày không đến, vĩ đồng thiếu kiên nhẫn, nàng muốn điện thoại cho ngươi, anh vẫn cứ khuyến bọn họ, anh nói chú vội, chú nhất định là không để ý, chắc chắn trước hôn lễ sẽ gọi điện thoại cho bọn anh thông báo một tiếng, an hem nhà mình có cho thiệp mời hay không đều giống nhau, nhưng lại tính sai với chú. Lão Tam à lão Tam, đúng là biết người biết mặt không biết lòng, vẽ hổ vẽ ra khó vẽ cốt, Chú đúng là quá khiến anh thất vọng rồi." Trương đại quan nhân cười khổ nói, "Anh cả, anh hai, em gái, em sai rồi, em đáng chết, các người đừng nói nữa, nói nữa em liền ấy náy muốn chết, đúng là bận quá, đầu em liền hôn mê rồi." Tiết Vĩ Đồng nói, "Anh đừng giả bộ đáng thương kiếm đồng tình, bận ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có à?" Lừa gạt ai chứ? Từ Kiến Cơ gật đầu theo nói, "Đúng đấy." Chu Hưng Quốc nói, "Anh vẫn luôn rất tin tưởng chú." làm nửa ngày, bọn anh xem chú trở thành anh em, chú lại ngay từ đầu không hề xem chúng ta là người một nhà. Trương đại quan nhân vái sâu, các anh em, các vị xin bất giận, đi vào ngồi bên trong trước, tí nữa em kính rượu bồi tội với các người, nếu không thì lát nữa em gọi cả em dâu của các người lên, bọn em dập đầu bồi tội với các người được chưa? Sau lưng vang lên thanh âm sở yên nhiên nói, chính anh làm việc không chu toàn, dựa vào cái gì lôi cả em vào. Nàng cười dịu dàng đi tới bên người tiết vĩ đồng, kêu một tiếng vĩ đồng. Thấy sở yên nhiên tới, bọn chu hưng quốc tạm thời buông tha Trương Dương, từ kiến cơ đá một cước ở trên mông Trương Dương nói, tạm thời ghi nợ cho chú, xem biểu hiện của chú sau này, để làm tiếp xử lý. Trương Đại Quan Nhân cười nói cảm ơn ân không giết của anh hai. chương 1761, cái gọi nguyên tắc thưởng. Chu Hưng dân cười ha hả, bần, anh há mồm liền đòi thưởng, làm giống như bọn em thiếu nợ anh, đi, bọn anh đi uống rượu, yên nhiên, chồng sai vợ đền, hôm nay em phải uống thêm mấy chén với bọn anh. Sở yên nhiên sảng khoái đáp ứng. Tiệc rượu lần này làm vội vàng, trường đại quan nhân dù có khả năng thông thiên cũng không thể mỗi chuyện đều suy nghĩ chu toàn, ngày đó tổng cộng đặt 53 bàn, có thể nói là khách quý trật nhà, khách quý tập hợp, bầu không khí yến hội náo nhiệt, hoàn thành tiếu ngữ chưa từng gián đoạn. trương đại quan nhân mang theo sở yên nhiên cùng mời rượu khắp nơi, bận đến phi thường cao hứng, cũng may nhờ tử lượng hắn cao, đổi thành người bình thường đã sớm uống đến gục, mặc dù biết Trương Dương có thể uống, Sở Yên Nhiên vẫn có chút bận tâm hắn, nhỏ giọng nói anh uống rượu đừng uống thật tình như vậy, đổi chút nước ấm đi, dù sao người ta cũng không nhìn ra. Trương Dương cười nói, anh không sao, hiện tại cũng đã thành mục tiêu công kích, nếu thật để người ta phát hiện anh uống nước ấm, bọn họ sẽ ăn thịt anh. Sở Yên Nhiên nói, thân thể quan trọng. Trương Dương nói, không sao cùng lắm thì anh dùng nội lực bước ra. Sau tiệc vui, Kỳ Sơn bảo người ta dọn bàn tròn, xếp trái cây cùng rượu ở hiện trường, ánh nắng tươi sáng, xuân ý giạt rào, thời tiết như vậy tổ chức một vũ hội lộ thiên, vừa hay đẩy bầu không khí lên cao trào. Ở sự suối bẩy của mọi người, Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên đi ra khiêu vũ, ôm eo nhỏ nhắn mảnh khảnh của Sở Yên Nhiên, Trương Đại Quan Nhân thấp giọng nói yên tâm. Sở Yên Nhiên nhìn hắn nồng nàn, nói yên tâm gì. Trương Dương nói, "Ôm em, cảm giác được trong nội tâm đặc biệt yên tâm." Sở Yên Nhiên cười dịu dàng, nói khẽ anh miệng ngọt, luôn biết lừa gạt cô gái ngốc như em. Trương Dương nói, "Trời đất chứng giám." Sở Yên Nhiên nói, "Anh còn có lương tâm à?" "Đương nhiên là có, không tin em sờ thử." Sở Yên Nhiên nói, "Không tin, anh có lương tâm cũng thế, không có lương tâm cũng thế, em dù sao cũng hết thuốc chữa rồi." Sở Yên Nhiên chậm rãi úp mặt vào đầu vai của Trương Dương ánh mắt trương đại quan nhân đảo qua đám người, lại phát hiện bóng dáng Tần Thanh đã sớm không thấy. Nhắc tới, Tần Thanh là người duy nhất công khai lộ diệt, thường hải tâm mặc dù đến đây, nhưng nàng cũng không xuất hiện ở trong tiệc cưới bên này, mà lại lựa chọn cùng ba đi bên đinh Gia, về phần hồ nhân như, hải lan, hà sáp nhan, an ngữ thần tất cả các nàng đều lựa chọn làng tránh tiệc cưới. Trong lòng trương đại quan nhân có chút áy náy, hắn không khỏi nghĩ đến nếu có một ngày chân chính nghênh đón hôn lễ mình và sở yên nhiên những hồng nhan chi kỷ này sẽ có cảm thụ như thế nào nhân như thế nào quả như thế nào trương đại quan nhân biết rõ cuối cùng có một ngày mình sẽ gặp phải cảnh rối rắm này ở dưới sự hướng dẫn của trương dương cùng sở yên nhiên mọi người đều đi lên mặt cỏ khiêu vũ kỳ sơn đi tới trước mặt lâm tuyết quyên vươn tay ra với nàng làm ra tư thế mời kỳ sơn khiêu vũ rất khá hai người đã thật lâu chưa từng khiêu vũ như vậy lâm tuyết quyên dường như có hơi không thích ứng tiếp xúc khoảng cách gần như vậy Khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, lông mi đen tuyền rủ xuống, đa số thời gian đều nhìn chằm chằm chỗ trước ngực Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nói: "Cảm ơn sự giúp đỡ của em." Lâm Tuyết Quyên cười hờ hững nói: "Trương Dương cũng đã giúp em, giúp hắn là nên thôi." Những lời này tỏ rõ lập trường rất xảo diệu, mình cũng không phải là giúp Kỳ Sơn, mà là giúp Trương Dương. Kỳ Sơn nói: "Còn nhớ rõ lần trước chúng ta khiêu vũ là lúc nào không?" Lâm Tuyết Quyên lắc đầu, anh hẳn là hiểu em em rất ít nghĩ tới quá khứ từng xảy ra cái gì, ba em nói em là người thực tế, mẹ em lại nói em tầm nhìn hạn hẹp. Kỳ Sơn nở nụ cười, Tuyết Quyên, em là người thiện lương. Lâm Tuyết Quyên nói, trong xã hội hiện giờ, thiện lương thường liên tưởng tới kẻ ngốc. Nàng ngước mắt lên nhìn Kỳ Sơn một cái, lập tức cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Kỳ Sơn, lại vội vàng cục mắt xuống, em không có lý tưởng gì, cũng không khát vọng quá lớn, em chỉ muốn ở trên cương vị của mình làm ra một ít thành tích, thật ra em rất may mắn tìm được một nghề nghiệp mà mình thích kỳ sơn nói trong mắt anh em là yêu tinh trên sân khấu không ai có thể vượt mị lực của em trên sân khấu lâm tuyết quyên cười nói ánh mắt của anh có phải có vấn đề không em nhiều nhất chỉ là nhạc thủ hạng ba nào có mị lực gì đáng nói kỳ sơn nói người khác nhau tiêu chuẩn thưởng thức cũng khác nhau lâm tuyết quyên cười lắc đầu nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát ở lúc này Thanh âm như vậy hiển nhiên tràn đầy không hài hòa, cực giết tâm tình. Ba cỗ xe cảnh sát đi tới hiện trường, hơn 10 cảnh sát phó trang đầy đủ từ trên xe bước xuống, người dẫn đội chính là cục trưởng phân cục Tây Thành Hoắc Vân Trung, sắc mặt Hoắc Vân Trung không tốt, không nói không cười, khi hắn thấy vợ Lâm Tuyết Quyên cùng Kỳ Sơn ôm nhau khiêu vũ, sắc mặt càng trở nên khó coi. Kỳ Sơn thả Lâm Tuyết Quyên đang chuẩn bị đi tới, Trương Dương đã đi tới trước, hôm nay là hắn ở chỗ này xếp đặt tiệc rượu. Hoắc Vân Trung dẫn đầu hơn 10 cấp dưới võ trang đầy đủ tới đây, hơn nữa còi cảnh sát in ỏi, rõ ràng là không nể mặt hắn, trong lòng Trương Đại Quan Nhân bừng bừng lửa giận. Thoáng cái bốc lên, Trương Dương chặn đường đám người Hoắc Vân Trung, lạnh lùng nói, Hoắc Cục, hôm nay là em gái tôi kết hôn, tôi dường như cũng không mời anh. Vẻ tươi cười trên mặt Hoắc Vân Trung đều không có, hắn nói với Trương Dương, Trương Bí Thư, xin không nên gây trở ngại tôi chấp hành công vụ. Trương Dương nói, chấp hành công vụ, làm rầm rộ như vậy, để làm gì? Tôi là chủ nhân yến hội, có lời gì cứ nói với tôi. Hoác Vân Trung lạnh lùng nói, chỉ sợ anh gánh không nổi trách nhiệm này. Chu Hưng Quốc cùng Thiết Vĩ Đồng cùng đi tới, gặp chuyện Thiết Vĩ Đồng luôn vào tới đầu, Chu Hưng Quốc thì sợ nàng xúc động gây chuyện, vội đi lên theo, Tiết Vĩ Đồng chỉ vào Hoác Vân Trung nói, anh là người ngành nào, làm cái gì? Không có mắt à, anh có biết đây là chỗ nào không? chạy đến nơi đây bắt người lá gan anh không nhỏ nha hoắc vân trung nói nơi này là đông giang vừa hay tuệ nguyên là khu trực thuộc của tôi chẳng lẽ tôi không thể tới nơi này chu hưng quốc cũng cảm giác được bầu không khí không ổn hắn giữ chặt tiết vĩ đồng cười hờ hững nói vị đồng chí này cho dù có chuyện cũng không cần trình ra toàn bộ vai phụ chứ chúng tôi đang làm hỉ sự anh trình diễn như vậy chẳng lẽ là định bắt tất cả chúng tôi về hay là chúng tôi đều phạm pháp Trương Đại Quan Nhân tiến về phía trước một bước, cố gắng bước lui Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân đã sớm giận, một tay đẩy Hoắc Vân Trung loạn choạng, Cảnh sát sau lưng Hoắc Vân Trung đồng thời sờ vào súng. Tạ Chí Quốc kịp thời xuất hiện ở hiện trường, lớn tiếng nói tất cả đều bình tĩnh cho tôi. Hoắc Vân Trung cũng ra hiệu, ý bảo đám thuộc hạ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phải là hai người Chu Hưng Quốc cùng từ kiến cơ giữ chặt Tiết Phí Đồng, lúc này Tiết Phí Đồng đã sớm nhảy ra ngoài một quyền đập bẹp mũi Hoắc Vân Trung. Nàng cả giận nói, họ hoắc, anh nghe cho tôi, hôm nay tôi liền cách trước anh. Tiết Vĩ Đồng cũng là tính tình không sợ trời không sợ đất, hôm nay hoắc vân trung gây khó dễ cho Trương Dương, chính là gây khó dễ cho nàng. Sở yên nhiên tiến lên khuyên Tiết Vĩ Đồng. Lúc này Kỳ Sơn đã đi tới, bình tĩnh nói, hoắc cục, tôi là người phụ trách nơi này, có chuyện gì, chúng ta đi văn phòng nói. Hoắc Vân Trung vẻ mặt tối tăm nhìn thẳng Kỳ Sơn nói, tìm chính là anh, hắn đánh mắt một cái, hai gã cảnh sát xông lên bắt lấy cánh tay kỳ sơn một người trong đó gọn gàng linh hoạt mang còng tay lên cho kỳ sơn vẻ mặt kỳ sơn vẫn thong dong như cũ hắn lạnh nhạt nói hoác cục anh có ý gì hoác vân trung nói theo chúng tôi trở về anh sẽ biết chu hưng quốc đi tới bên cạnh trương dương bắt lấy cánh tay của hắn nhắc nhở hắn phải tỉnh táo trương dương lúc này ngược lại nén cơn tức xuống hoác vân trung hiển nhiên đến có chuẩn bị từ sự phát triển của sự tình để xem hắn hẳn không phải cố ý nhằm vào mình, nhưng mà việc làm của Hoác Vân Trung đã đảo loạn bữa tiệc vui này của hắn, cơn tức này trương đại quan nhân cho dù như thế nào cũng núi không trôi. Lâm Tuyết Quyên thấy Kỳ Sơn bị bắt, lúc này đối phương mới lấy hết dũng khí đi tới trung tâm hai bên rằng co, nàng lớn tiếng nói, Vân Trung, anh có ý gì? Sao tùy tiện bắt người? Anh giải thích rõ ràng cho em. Hoác Vân Trung không để ý đến nàng, ý bảo bọn thủ hạ mang Kỳ Sơn đi. Lâm Tuyết Quyên xông tới, bắt lấy hắn nói, anh phải nói rõ ràng. Lâm Tuyết Quyên lầm tưởng cục diện trước mắt là bởi vì nàng mà nên, cho nên mới biểu hiện kích động như thế. Môi Hoác Vân Trung run rẩy một chút, lửa giận của hắn rốt cuộc áp chế không nổi, trở tay cho Lâm Tuyết Quyên một cái tát vang dội một tát này đánh Lâm Tuyết Quyên té lăn trên đất, cũng chấn trụ tất cả mọi người ở đây, ai cũng không ngờ người này lại ở trước công chúng đánh vợ. Chán kỳ sơn nổi gân xanh, hắn vốn tao nhã lúc này tựa như một con sư tử được bị chọc giận, hắn liều lĩnh dẫy thoát hai gã cảnh sát đầu húc lên mặt hoắc vân trung nghiến răng nghiến lợi gầm rú nói xúc sinh sao mày phải tổn thương nàng cảnh sát xông lên một loạt bắt lấy kỳ sơn hiện trường loạn thành nhất đoàn lỗ mũi hoắc vân trung bị kỳ sơn đánh vỡ máu chảy như rót chật vật không chịu nổi lúc này một cú điện thoại của trương dương đã tới chỗ vinh bằng phi hắn phải giải thích nếu hôm nay hoắc vân trung chỉ là hành vi cá nhân mượn chuyện này để thiết hận thù cá nhân như vậy trương dương sẽ không bỏ qua hắn hắn nhất định phải làm rõ nguyên nhân gây ra chuyện này vinh bằng phi nghe được hiện trường xảy ra chuyện xung đột cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên hắn thấp giọng nói chuyện này tôi giao cho hạo nam đi làm bảo hắn lặng lẽ mang kỳ sơn đến cố gắng không nên kinh động tân khách hiện trường trương dương cả giận nói vinh thính à vinh thính các người đúng là biết suy xét cảm thụ tân khách ở đây vinh bằng phi nói tôi lập tức tìm hạo nam để tìm hiểu tình huống thử lúc Văn Hạo Nam dẫn đội đến hiện trường, Kỳ Sơn đã bị khống chế, máu mũi hoắc vân trung còn chưa ngừng, may nhờ tân khách bên kia đều giữ khắc chế, không thì diễn biến sẽ càng xung đột kịch liệt. Văn Hạo Nam bảo người mang Kỳ Sơn lên xe cảnh sát, đầu tiên nhìn thoáng qua thương thế hoắc vân trung, sau đó trở về trước mặt Trương Dương, có chút áy náy cười nói tôi đã bảo hắn xử lý lặng lẽ. Tân khách hầu hết đã tản đi, đối mặt Văn Hạo Nam, Trương Dương không có bất kỳ vui vẻ gì, xử lý lặng lẽ, đây chính là cái anh gọi là lặng lẽ. chương 1762, cái gọi nguyên tắc hạ. Văn hạo Nam nói, cấp trên giao vụ án chế tạo băng phiến cho tôi, hôm nay tôi nhận được tuyến báo, nói có người có giấy hàng loạt băng phiến, cho nên mới triển khai hành động. Thật ra ở lúc Hoác Vân Trung tới Bắc Kỳ Sơn, một đội nhân mã khác đã lục soát lượng lớn bột phấn màu trắng trong kho hàng tuệ nguyên, số lượng cao gần 2 tấn trương dương nói anh hoài nghi tôi sao văn hạo nam vỗ vai hắn nói tôi làm sao có thể hoài nghi anh mẹ tôi ở chỗ này uống rượu mừng tôi căn bản không có ý nhiễu loạn bữa tiệc của các người cho nên chính mình cũng không có ra mặt bảo đồng chí phân cục công an tây thành phối hợp làm việc tôi cũng đặc biệt cường điệu bảo hắn lặng lẽ mang kỳ sơn đến phối hợp tình huống điều tra nhưng sự phát triển của chuyện vượt ra khỏi phạm vi khống chế của tôi trương dương gật đầu nói trên đời này rất nhiều chuyện đều là anh không thể khống chế Lúc này một gã nhân viên cảnh sát đi tới bên cạnh Văn Hạo Nam dì tai mấy câu với hắn, vẻ mặt Văn Hạo Nam hiện ra sự đắc ý. Hắn nhếch miệng, xoay người nhìn lại, Kỳ Sơn đã bị mang đi trước. Văn Hạo Nam thấp giọng nói, "Chuyện hôm nay, tôi thật xin lỗi, tôi đi trước, chờ xong chuyện này tôi lại giải thích với anh." Lúc Văn Hạo Nam đang chuẩn bị rời đi, lại nhận được điện thoại của mẹ, lời của La Tuệ chữ không nhiều lắm, nhưng đầy giọng điệu không thể kháng cự, "Hạo Nam, bây giờ con liền tới đây cho mẹ." la tuệ chữ ngồi trong phòng sắc mặt tái nhợt ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cửa ở sau khi con đi vào gian phòng ánh mắt của nàng liền chưa từng rời khỏi hắn cũng chưa từng mềm hóa văn hạo nam từ trong ánh mắt của mẹ cảm nhận được phẫn nộ của nàng văn hạo nam cười cười nói mẹ chuyện hôm nay la tuệ chữ xen lời hắn con có biết hôm nay là ngày gì không văn hạo nam nói biết nhưng mà con cũng không biết chuyện sẽ ẩm ý đến mức này la tuệ chữ nói con thi hành công vụ mẹ không trách con nhưng ở trước mặt nhiều tân khách như vậy con quét sạch mặt mũi trương dương như thế con có xem nó là anh em của con không văn hạo nam nói mẹ chuyện này con thật không ngờ sẽ thành như vậy la tuệ chữ nói con bao lớn trước kia mẹ vẫn cho là con đã trưởng thành làm việc vững vàng nhưng hành động của con hôm nay thật sự khiến mẹ quá thất vọng rồi văn hạo nam nói mẹ chuyện này con sẽ giải thích rõ với trương dương con thật không có ý nhắm vào hắn, Hoắc Vân Chung làm như vậy, thật là con không ngờ tới. Điện thoại di động của hắn vang lên không ngừng, có người đang thúc giục hắn mau về đơn vị, Văn Hạo Nam ấy nấy cười nói, "Mẹ, tất cả mọi người đang đợi con đó, mẹ xem." Là Tuệ chữ khoát tay áo nói, "Con đi đi, chuyện này con mau giải thích rõ ràng với Trương Dương." Văn Hạo Nam nghe được câu này không khỏi nhíu mày, nhưng hắn không có phản bác ý của mẹ, nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi một bữa tiệc cưới tốt đẹp để hành động đột ngột của công an lần này làm lộn xộn trên mặt trương đại quan nhân tất nhiên rất khó coi Tạ quốc trung là lão hồ ly căn cứ kinh nghiệm của lão mà xem hôm nay hẳn không phải là một hồi hành động mưu đồ đã lâu bỏ đi quan hệ tốt đẹp giữa vinh bằng phi và trương dương không bàn cho dù là văn hạo nam cũng không có lý do nhằm vào trương dương Tạ quốc trung cho rằng nhất định là một khâu ở giữa xảy ra vấn đề an ủi trương dương nói tổng thể tiệc cưới hôm nay làm cũng không tệ lắm cũng chỉ là cuối cùng đã xảy ra một ít vấn đề, không ảnh hưởng toàn cục. Chu Hưng Quốc cũng nói, trên đời này không có chuyện thập toàn thập mỹ, không thể nào phong quang gì cũng để chú chiếm hết. Từ kiến cơ nói, đây gọi là trời cao đố kỵ anh tài. Ai cũng đang an ủi Trương Dương. Mấy người đều nở nụ cười, phải kể tới cao liêm minh cười vang nhất. Trương đại quan nhân trừng mắt liếc hắn một cái nói, anh nha còn cười, có tin em đánh anh không? Cao liêm minh nói, đánh tôi cái rắm. Trương Bí Thư, chú không thể tức khí mượn lính quèn anh chút giận, anh chọc giận chú à. Tiết Vĩ Đồng nói, lão gia tử nhà anh không phải là cục trưởng phòng công an sao? Chuyện như vậy ông ấy lại không biết. Cao Liêm Minh đầu lắc giống chống bỏi, anh đã hỏi ông, ông không biết. Tiết Phí Đồng nói, cho dù ông ấy không biết, cũng là dung túng cấp dưới, quản giáo không nghiêm, anh mau nói với ông ấy, lập tức cho phân cục trưởng họ hó hoác kia về vườn đi. Cao Liêm Minh cười khổ nói, anh ở trước mặt ba anh một chút địa vị đều không có, anh nói gì, ông ấy chỉ cho là gió thoảng bên tai. Tạ Quốc Trung nói, các người đừng làm khó Liêm Minh, chuyện này không liên quan đến hắn, anh thấy quan hệ cùng Cao Cục Trưởng không lớn, nghe nói có liên quan với vụ án chế tạo băng phiến ở Đông Giang, vụ án này luôn là vinh thính đang theo. Tiết Vĩ Đồng nói, bất kể là ai, dù sao em không tha cho họ hó hóc kia, là cái quái gì chứ, chạy đến nơi này để diễu võ dương oai, không ngờ còn đánh vợ, quả thật không phải là người. Chu Hưng Quốc nói, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ mang Kỳ Sơn đi, chẳng lẽ nói Kỳ Sơn quả thật có quan hệ với vụ án chế tạo băng phiến. Trương Dương không nói chuyện, một đôi mày kiếm nhíu lại. Hắn đối với điều này cũng sinh ra hoài nghi, thật ra lúc ở Kinh Sơn bắt lấy Lâm Quang Minh, hắn đã khai ra Kỳ Sơn cùng vụ án thuốc viện có liên quan, có điều Lâm Quang Minh cung cấp không ra chứng cứ cụ thể. Trương Dương từ khi đó đã bắt đầu hoài nghi Kỳ Sơn, Lần này hành động bên cảnh sát có lẽ là quả thật tìm được chứng cứ rồi. Đây là lần đầu tiên Kỳ Sơn trực tiếp đối mặt Văn Hạo Nam, rời khỏi Tuệ Nguyên, hắn dường như hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói, "Văn cảnh quan, các người mang tôi đến đây vì cái gì?" Văn Hạo Nam nói, "Kỳ Sơn, anh đã làm chuyện gì bản thân không rõ ràng." Kỳ Sơn cười nói, "Chuyện gì? Tôi trong kinh doanh nhiều năm như vậy vẫn luôn tuân theo pháp luật, bổn phận kinh doanh, không thể tưởng được công thương không cha tôi." thuế vụ không cha tôi, không ngờ đến phiên công an các người cha tôi, tôi năm nay có phải có chút xui rủi năm xưa. Văn Hạo Nam cười lạnh nói, Kỳ Sơn, tôi nhận được tuyến báo, trong kho hàng khách sạn Tuệ Nguyên có dấu đại lượng thuốc phiện. Kỳ Sơn nói, cho nên anh liền còng tôi, không cần tôi nhắc nhở anh nhỉ, Trung Quốc là một xã hội pháp chế, anh không có chứng cứ, sao có thể tùy tùy tiện tiện bắt người. Văn Hạo Nam nói, "Chúng tôi ở trong kho hàng khách sạn lục soát đại lượng vật chất dạng tinh thể màu trắng." Hắn lấy ra một bao ném ở trước mặt Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nhìn qua bao đồ kia, nở nụ cười, "Chính là vì thứ này, anh liền bắt tôi." Văn Hạo Nam tràn đầy trào phúng nói, "Anh rất nhanh liền sẽ cười không nổi." Kỳ Sơn nói, "Văn cảnh quan, anh trước khi làm việc cho tới bây giờ đều không đi điều tra sao?" Văn Hạo Nam nhíu mày, lúc này một gã nhân viên cảnh sát đi vào trong phòng thẩm vấn ghé vào bên tai văn hạo nam thấp giọng nói câu gì đó sắc mặt văn hạo nam trong nháy mắt thay đổi kết quả xét nghiệm đã có hai tấn bột phấn màu trắng bọn họ tìm được ở tuệ nguyên không ngờ là vị tinh kỳ sơn nhìn hắn khinh thường văn cảnh quan hóa ra vị tinh bây giờ đã bị liệt vào thuốc phiện nếu quả thật như vậy gần như mỗi gia đình trong nước mỗi ngày đều đang sử dụng thuốc phiện văn hạo nam nhìn bao tinh thể màu trắng trên bàn trong nội tâm phảng phất bị người ta quất một roi thật mạnh. Kỳ Sơn nói, tôi nghĩ, tôi không cần phải tìm luật sư nữa. Kỳ Sơn đi ra cửa chính phân cục Tây Thành, cỗ xe kia của hắn đang chờ ở ngoài cửa, ngũ ca đứng ở trước xe, sớm kéo ra cửa xe, cung kính đón hắn vào trong xe. Sau khi xe hơi khởi động, ngũ ca thấp giọng nói, tìm được nội gian rồi. Kỳ Sơn cười nhạt một tiếng, hắn đóng cửa sổ xe lại, tìm một vị trí thoải mái nhất nằm xuống, bình tĩnh nói, bọn họ theo dõi chặt như vậy, cho rằng có thể bắt lấy nhược điểm của tôi, bầy bố của Vinh bằng phi mặc dù đẹp, đáng tiếc người làm việc dưới tay lại tuổi còn rất trẻ. Bản thân Kỳ Sơn thật ra cũng không lớn hơn Văn Hạo Nam mấy tuổi. Ngũ ca nói, Văn Hạo Nam là con của Phó Thủ tướng Văn, đây mới là nguyên nhân Vinh bằng phi trọng dụng hắn. Kỳ Sơn nói, người không phạm ta ta không phạm người, tôi mặc dù tiếp xúc với hắn không nhiều lắm, cũng đã nhìn ra, người này là dạng chó điên, một khi bị hắn nhìn chằm chằm, nhất định sẽ phiền toái không ngừng. Ngũ ca nói, hắn có thể hiểu rõ kế hoạch của anh không? Kỳ Sơn lắc đầu nói, hắn không có đầu óc kia, hơn nữa, trên đời này nào có đạo lý tự mình tố cáo mình. Nói đến đây, khóe môi Kỳ Sơn lộ ra mỉm cười đắc ý, chuyện hôm nay, người bố cục chân chính là bản thân hắn, bữa tiệc vui này của Trương Dương tập hợp khách quý, nhân vật quan trọng hai giới chính thương đều đến đây chúc mừng, lựa chọn ở thời khắc này làm việc, Tất nhiên liền có được hiệu ứng mang tính chấn động, đoạn thời gian gần đây, Kỳ Sơn bị bên cảnh sát theo dõi đến có loại cảm giác không thở nổi, hắn một mực cẩn thận hành động, biết nội bộ mình nhất định đã xảy ra vấn đề, hắn thả ra tin tức trước. Sau đó tự mình tố cáo, bên cảnh sát quả nhiên trúng kế, Kỳ Sơn thông qua hành động lần này, chứng thật bên cảnh sát chút xuống lực lượng rất lớn ở trên người mình, lộ lưới điều tra của bên cảnh sát ở trước mặt tin tức hắn cố ý thả ra cũng là đối với bọn thủ hạ tiến hành một lần khảo sát, ngũ ca đã thành công khóa kẻ nằm vùng tiềm phục ở nội bộ bọn họ. Đồng thời, trên hôn lễ hôm nay, hành vi của bên cảnh sát lại khơi màu mâu thuẫn giữa Trương Dương cùng giới cảnh sát, chính là cái gọi là một hòn đá trúng ba con chim. Phản kích có rất nhiều loại, thủ pháp sống lại sau khi đưa vào tử địa là cao minh nhất. Ngũ ca nói, chuyện hoác vân chung thì sao? Kỳ Sơn cười nói, không làm gì được, hắn không có chứng cớ đã bắt người tôi lại nghi có dính đến đánh lén cảnh sát nên ai cũng không tìm ai làm phiền được ngũ ca thấp giọng nói không cần thiết kỳ sơn biết ý tứ của ngũ ca lúc ấy hắn lao ra húc hoác vân chung kia đúng là không cần thiết gì nhưng hắn ức chế không nổi xúc động trong lòng khi hắn thấy hoác vân chung dám công khai thương tổn lâm tuyết quyên hắn đã không cách nào khống chế được bản thân cho nên mới làm ra hành vi xúc động như vậy kỳ sơn thấp giọng nói thật ra tôi rất áy náy tôi lợi dụng nàng Ngũ ca nói, anh đã không thể lựa chọn. Sắc mặt Vinh Bằng Phi cũng không dễ coi, hắn chỉ vào bao đồ trước mặt, đây chính là thuốc phiện các người thu được, đây chính là phát hiện trọng đại của các người. Nhân chứng tang vật đều thu được, hắn nắm bao đồ lên ném mạnh xuống đất. Văn Hạo Nam cùng Hoác Vân Trung liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều lộ ra sự xấu hổ. Văn Hạo Nam nói, Vinh Thính, chuyện này trách tôi, là tôi không điều tra rõ ràng đã chọn lựa hành động vinh bằng phi nói, "Tuyến này tôi theo dõi lâu như vậy, các người tùy tiện liền đã chọn lựa hành động, các người tưởng rằng Kỳ Sơn sẽ chất đống thuốc phiện trắng trơn ở trong kho hàng, chờ các người đi thu sao? Các người cho rằng thông qua hành động lần này liền có thể một kích phá tan đại án sản xuất thuốc phiện này." Chương 1763, chúng ta sớm xa lạ thượng. Văn Hạo Nam nói, "Trên người Kỳ Sơn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng tôi theo dõi hắn đã lâu." Hơn nữa căn cư tuyến báo của chúng tôi, đúng là có băng phiến được lưu giữ trong kho hàng của Tuệ Nguyên, nếu không chúng tôi sẽ không lựa chọn hành động. Vinh Bằng Phi nói, hai loại khả năng, một là tuyến báo của các người sai lầm, hai là chúng ta trúng kế rồi, người ta cố ý thả ra tin tức như vậy, mục đích chính là cho chúng ta lựa chọn hành động, bởi như vậy, chẳng những chuyện chúng ta điều tra hắn bại lộ toàn bộ, chỉ sợ ngay cả thân phận đồng chí mai phục trong bọn họ cũng bị bại lộ. Sắc mặt Văn Hạo Nam thay đổi, hắn là người kiêu ngạo kể từ khi tình cảm thất bại vì tần manh manh đã từng một lần trầm luân thời gian chữa khỏi vết thương lòng của hắn kể từ sau khi hắn dưới cơn nóng giận diệt trừ tần chấn đông hắn phát hiện mình lại không phải là văn hạo nam ngày xưa nữa hắn trở nên đạm mạc với tình cảm hắn khôi phục kiêu ngạo ngày xưa hắn cho rằng trí tuệ của mình là siêu nhân nhất đẳng không thể tưởng được lần này sẽ trúng cái bẫy của kỳ sơn nội tâm văn hạo nam tựa như bị ngàn vạn độc trùng cắn nuốt khổ sở dị thường đây là một loại cảm giác bị thất bại trước nay chưa có, ở mặt công việc vẫn là lần đầu tiên. Hoắc Vân Trung nói, "Vinh cục, trong chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, là tôi làm lớn chuyện này, thật xin lỗi." Vinh Bằng Phi bất mãn nhìn Hoắc Vân Trung một cái nói, "Không cần anh nói tôi cũng biết, từ hôm nay trở đi, người bị tạm thời cách chức." Hoắc Vân Trung không thể tưởng được Vinh Bằng Phi lại vô tình như thế, mặc dù là hành vi hôm nay của mình có chút xúc động. Nhưng hắn không cho là mình phạt phải sai lầm có tính nguyên tắc gì, không nên gặp chừng phạt nghiêm khắc như vậy. Văn Hạo Nam cũng cho rằng Vinh Bằng Phi xử phạt Hoắc Vân Trung quá nặng, hắn cuống quyết nói, "Vinh Thính, hành động lần này là tôi chỉ huy, tôi." Vinh Bằng Phi nhìn hầm hầm Văn Hạo Nam ý bảo hắn không nên nói tiếp. Hoắc Vân Trung lúc này mặt như màu đất, quả thật là nản lòng thoái chí chính mình chỉ là một người chấp hành mệnh lệnh, không thể tưởng được xảy ra vấn đề, tất cả trách nhiệm đều để hắn gánh vác hắn hiểu được Vinh Bằng Phi là không thể nào đổ lỗi cho Văn Hạo Nam, người ta là con ruột phó thủ tướng Văn, còn mình, ở trong mắt Vinh Bằng Phi chẳng qua là một lính tôm tướng cua có cũng được mà không có cũng không sao, hắn gật đầu nói, Vinh Thính, tôi đi trước. Hoác Vân Trung lão đảo rời khỏi văn phòng của Vinh Bằng Phi, hắn cảm giác được hai chân mình như nhũn ra, nếu không phải là tựa ở vách tường có thể sẽ lập tức ngã xuống đất, sự áp bách tàn khốc của thực tế khiến hắn thở không nổi dụng ý chân chính vinh bằng phi tạm thời cách chức hoác vân trung cũng không phải là muốn cho hắn gánh vác trách nhiệm mọi chuyện. Văn hạo nam đối với điều này cũng khó hiểu, sau khi hoác vân trung lớn tiếng nói, vinh thính, phải xử lý cũng nên xử lý tôi, tôi mới là người chỉ huy hành động lần này. Vinh bằng phi nói, anh núp ở sau lưng, hắn là người chấp hành trực tiếp, tôi đã hiểu chuyện này vô cùng rõ, anh bảo hắn cố gắng lặng lẽ hành động, mang kỳ sơn đến hỏi, là hắn tự chủ trương mang theo hơn 10 cảnh sát đến bắt kỳ sơn văn hạo nam nói vinh thính cho dù hắn áp dụng phương thức có chút quá kích nhưng mà anh xử lý hắn có phải là quá nặng không vinh bằng phi mặt không chút thay đổi nói nên xử lý như thế nào tôi không cần sự chỉ điểm của anh hắn rõ ràng có chút không vui văn hạo nam lúng túng nói vinh thính tôi cũng không phải là ý tứ này tôi chỉ cảm thấy hoác vân trung cũng không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc mục đích của hắn cũng là vì phá án vinh bằng phi khoát tay áo nói anh đi đi trở về viết báo cáo đầy đủ nhanh cho tôi, chuyện hôm nay anh phải kiểm điểm thật sâu, còn nữa, lập tức rút về nội tuyến chúng ta, thân phận của hắn hẳn là đã bại lộ, vô cùng nguy hiểm. Văn Hạo Nam yên lặng rời khỏi văn phòng của Vinh Bằng Phi. Đã đến giờ tan sở, Vinh Bằng Phi vào lúc này nhận được điện thoại của Cục trưởng Cao Trọng Hòa, Vinh Bằng Phi để điện thoại xuống, đi tới trong văn phòng Cao Trọng Hòa, báo cáo chuyện hôm nay với hắn. Cao Trọng Hòa khá bực chuyện xảy ra ở khách sạn Tuệ Nguyên hôm nay bên cảnh sát áp dụng hành động quy mô lớn như vậy đến cuối cùng không thu hoạch được gì cái gọi là thuốc phiện chẳng qua là vị tinh chuyện này đã trở thành một chuyện cười không bao lâu nữa sẽ truyền khắp toàn bộ hệ thống công an cao trọng hòa nói bằng phi à bằng phi các người đang làm cái gì vậy chúng ta có quyền lợi lúc nào không có nắm giữ chứng cớ là có thể tùy tiện bắt người sao vinh bằng phi thành khẩn nói cao cục trưởng ở trong chuyện này tôi thừa nhận chỉ huy sai lầm Cao Trọng Hòa nói, tôi nghe nói cậu cách chức Hoắc Vân Trung phân cục Tây Thành. Vinh Bằng Phi cũng không ngờ tin tức truyền tới lỗ tai Cao Trọng Hòa nhanh như vậy, xem ra Hoác Vân Trung cũng có chút quan hệ ở nội bộ phòng công an. Vinh Bằng Phi nói, tôi cách chức hắn là vì bảo vệ hắn, hơn nữa trong chuyện ở khách sạn Vệ Nguyên Hoắc Vân Trung đúng là không thể trốn tránh trách nhiệm, Hạo Nam phụ trách chỉ huy hành động lần này, hắn lo lắng đến quan hệ của mình và Trương Dương, cho nên không tiện trực tiếp ra mặt, bảo phân cục Tây Thành phối hợp Hoắc Vân Trung vốn có thể chọn dùng cách âm thầm tìm người hiểm nghi đến hỏi. Nhưng hắn lại áp dụng phương thức quá kích tiến. Cao Trọng Hòa nói, tôi còn nghe nói Hoắc Vân Trung này ở trước công chúng tát vợ hắn một cái, thật là uy phong sát khí, hình tượng giới cảnh sát bình hải chúng ta đều bị một tát này của hắn hủy sạch. Từ những lời này của Cao Trọng Hòa có thể nghe ra, hắn cũng không phải là nói chuyện hộ cho Hoắc Vân Trung, Vinh Bằng Phi gật đầu nói, lúc ấy hắn vừa vặn thấy được vợ hắn cùng Kỳ Sơn khiêu vũ, tôi đã điều tra, Trước kia Kỳ Sơn cùng vợ Hoắc Vân Trung Lâm Tuyết Quyên đã từng là một gặp, có thể chính là cảnh tượng ngay lúc đó kích thích hắn, cho nên mới khiến mâu thuẫn đột nhiên trở nên gay gắt, khiến cho Dương Cung Bạt Kiếm, hết thảy việc này đều vượt ra khỏi phạm vi dự đoán kế hoạch của chúng ta, chờ lúc Hạo Nam chạy tới. Hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Trong câu chữ của Vinh bằng phi rõ ràng đang giải thích cho Văn Hạo Nam. Cao trọng hòa thở dài nói, công và tư không phân biệt người như vậy đặt hắn ở trên vị trí lãnh đạo thủy chung đều là một tai họa ngầm, xử lý của ngươi rất thỏa đáng. Vinh Bằng Phi nhận được nhận đồng của Cao Trọng Hòa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. thật ra Cao Trọng Hòa có chuyện cũng không làm rõ, bây giờ cơn tức của Trương Dương cùng đám bạn kia rất lớn, năng lượng đám người trẻ tuổi này không thể khinh thường, Chu Hưng Quốc, Từ Kiến Cơ, Tiết Vĩ Đồng bất kỳ một người nào đều là nhân vật bối cảnh tránh trị thâm hậu, bây giờ lửa giận của bọn họ tất cả đều chỉ hướng hoắc vân Trung. Nếu bọn họ không làm ra phản ứng kịp thời, chuyện này chỉ sợ không dễ cho qua như vậy. Hoắc Vân Trung ngoài mặt bị tạm thời cách chức, thật ra cũng là một loại bảo vệ đối với người của mình, bọn họ trừng phạt Hoắc Vân Trung trước, có tác dụng làm tức giận bên Trương Dương lắng xuống, có lẽ bọn họ sẽ bỏ qua ý nghĩ tiếp tục đối phó với Hoắc Vân Trung. Cao Trọng Hòa lại nói, cần cho người trẻ tuổi một nhắc nhở, làm việc không thể quá vội vàng. Cao Trọng Hòa mặc dù không nói rõ là ai, nhưng trong lòng Vinh Bằng Phi đã hiểu theo lời cao trọng hòa chính là Văn Hạo Nam. Thật ra phái Văn Hạo Nam đến ngành hắn khiến Vinh Bằng Phi khá đau đầu, hắn thừa nhận Văn Hạo Nam có chút năng lực, nhưng trên người Văn Hạo Nam cũng có tật xấu của con cháu cán bộ cao cấp, ra thế bối cảnh của hắn đã định tính tình của hắn có chút cao ngạo, hơn nữa sức mạnh 10 phần, làm việc sấm rền gió cuốn, có lẽ những con cháu cán bộ cấp cao này cho rằng, cho dù mình đút vễu như thế nào, đều có người nhà giúp hắn thu thập tàn cuộc. Vinh Bằng Phi nói, tôi đã nói hắn rồi, có điều ca tính hạo nam rất mạnh, chưa chắc sẽ làm ra thay đổi. Vinh Bằng Phi uyển chuyển biểu đạt với Cao Trọng Hòa, đầu của văn hạo nam cũng không dễ cạo như vậy. Cao Trọng Hòa có thể thông cảm được nỗi khổ tâm của Vinh Bằng Phi, ban đầu mục đích hắn giao văn hạo nam cho hắn chính là sợ đặt ở chỗ khác càng nhiều phiền toái. Cao Trọng Hòa nói, Phó Thủ tướng Văn đặt hắn ở bên chúng ta mục đích chính là muốn rèn luyện hắn thêm. Bằng Phi, cậu cũng không cần cố kỵ quá nhiều trong lòng Vinh Bằng Phi âm thầm cười khổ, nếu anh không cố kỵ, anh đi nói, đối với Văn Hảo Nam nói nhẹ vô dụng, nói nặng chỉ sợ sẽ đắc tội người ta, sớm biết như thế mình ban đầu cũng không nên đáp ứng thu thái tử gia này vào dưới trướng. Cao Trọng Hòa nói, Kỳ Sơn rốt cuộc có vấn đề không? Vinh Bằng Phi nói, người này vô cùng khả nghi, có điều lại vô cùng giảo hoạt, chúng ta đến bây giờ đều không bắt được bất kỳ chứng cứ phạm tội nào của hắn, nhưng mà tôi tin chắc hắn sẽ không trong sạch như vậy. Cao Trọng Hòa nói, chúng ta là cần nhờ chứng cứ sự thật nói chuyện, không thể bằng ước đoán chủ quan để làm việc, chuyện xấu như hôm nay, tôi hy vọng không nên xảy ra lần thứ hai. Vinh Bằng Phi nói, Cao Thính yên tâm, tôi sẽ ước thúc tốt bọn họ. Cao Trọng Hòa thở dài một tiếng nói, chuyện hôm nay khiến cho tất cả mọi người mặt xám mày cho, tôi cũng không dễ nói chuyện ở trước mặt Tống Bí Thư, đúng rồi, cậu dành thì giờ tìm Trương Dương nói chuyện một chút, tranh thủ đạt được thông cảm của người ta. Vinh Bằng Phi có chút bất đắc dĩ, bọn cấp dưới đút phếu, lại cần hắn ăn nói khép nép bồi người ta sao, mặc dù Trương Dương cùng hắn là bạn cũ, nhưng chuyện hôm nay đúng là khiến cho Trương Dương không có mặt mũi trước mặt người khác, hắn cũng có chút áy náy với Trương Dương. Vinh Bằng Phi suy nghĩ mãi, vẫn là tự mình đi khách sạn Vệ Nguyên một chuyến, lúc hắn đi vào Tuệ Nguyên, thấy hai cán bộ ban kỷ luật thanh tra tỉnh đã ở đây, Vinh Bằng Phi còn tưởng rằng lại xảy ra vấn đề gì, sau khi hiểu rõ mới biết được Trương Dương báo cáo danh sách thu lễ của mình cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh, dù sao cũng đã trở thành người bí thư thị ủy, bây giờ làm việc chu đáo chặt chẽ hơn rất nhiều. Trương Dương đang cùng sở yên nhiên bồi mã cách lệ đặc nói chuyện, lão thái thái bởi vì chuyện hôm nay sao sao đi vào hiện trường hôn lễ nên cũng có chút bất an, Trương Dương giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả mọi chuyện cho bà. Nghe nói Vinh Bằng Phi đã tới, Trương Dương không khỏi nhíu mày, nếu nói không có chút ý kiến gì với Vinh Bằng Phi thì là gạt người, Chuyện hôm nay khiến cho Trương Dương khá không thoải mái, nhưng giao tình mọi người qua lại còn ở đó, hơn nữa Trương Dương vẫn vô cùng rõ ràng thái độ làm người của Vinh Bằng Phi, tất nhiên không thể tránh mà không gặp. Hai người sau khi gặp nhau, câu nói đầu tiên của Vinh Bằng Phi là: "Trương Dương, không giận anh chứ?" Trương Dương nói: "Anh là lãnh đạo, em không dám tức giận." "Vậy còn tức giận?" Vinh Bằng Phi cười vỗ vỗ vai của Trương Dương, hai người tới bên cạnh cái bàn đá trong viện ngồi xuống. Vinh Bằng Phi nói, hành động hôm nay cũng không phải là nhầm vào em, là anh phỏng đoán tình thế sai lầm, cho nên ở trong quá trình hành động cụ thể xuất hiện lệch lạc. Trương Dương nói, Kỳ Sơn có vấn đề không? Vinh Bằng Phi lắc đầu, Thành Thành thật thật nói, bọn anh không tra được. Trương 1764, chúng ta sớm xa lạ hạ. Trương Dương thở dài nói, huy động nhân lực, võ trang đầy đủ, hùng hổ, kết quả lại mặt xám mày cho, Năng lực làm việc bên cảnh sát các anh đúng là kém. Trên mặt Vinh bằng Phi cũng có chút không nén được giận, hắn thở dài nói, anh đã tạm thời cách chức Hoắc Vân Trung. Trương Dương nhìn rất thấu triệt đối với chuyện này, hắn lạnh nhạt nói, dù sao cũng phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm, em không lừa anh, ban đầu em rất giận, nhưng về sau ngẫm lại, chuyện này không cần phải tức giận, các anh cũng là muốn phá án, không phải là muốn gây phiền toái cho em. Lúc này bọn họ thấy Kỳ Sơn chậm rãi đi tới bên này, vẻ mặt kỳ sơn thong dong chấn định, cho dù là đã trải qua trận khúc chiết hôm nay, cảm xúc kỳ sơn cũng không có gặp bất kỳ ảnh hưởng nào. Đối mặt Vinh bằng phi hắn vẫn chào hỏi lễ phép, Vinh thính, có phải là còn muốn tìm tôi điều tra tình huống không? Vinh bằng phi lẳng lặng nhìn kỳ sơn, người thanh niên trước mắt này quả thật không đơn giản, ép Vinh bằng phi đã nghĩ thấu mấu chốt trong đó. Một màn này hôm nay có lẽ chính là kỳ sơn một tay đạo diễn, thả ra tin tức, để cho bọn họ triển khai hành động đưa bọn họ Lâm vào trong cục diện khó xử trước mắt, chẳng lẽ đây chính là hiệu quả kỳ sơn muốn. Vinh bằng phi mỉm cười nói, Kỳ tổng, chuyện hôm nay là một cuộc hiểu lầm, tôi lần này đến đây là đặc biệt biểu đạt ái náy với Trương Dương. Hắn chỉ nói biểu đạt ái náy với Trương Dương chứ không phải là tính cả Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nói, xem ra mục đích của chúng ta giống nhau, tôi cũng đặc biệt tới đây biểu đạt ái náy với Trương bí thư, bởi vì chuyện tôi nhiễu loạn bữa tiệc vui này, đúng là xấu hổ. Nghiệm Kỳ Sơn nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt lại nhìn Vinh Bằng Phi, rõ ràng đang ám chỉ, đầu sỏ gây nên chuyện hôm nay là bên cảnh sát. Vinh Bằng Phi nói, có lẽ đây chính là câu khác đường cùng đích người ta hay nói. Kỳ Sơn cười nói, con đường bất đồng, mục đích nhưng giống nhau, lời Vinh Thính nói luôn khiến người ta tỉnh mộ như vậy. Vinh Bằng Phi mỉm cười đứng dậy, các người trò chuyện, tôi còn có chuyện khác cần làm. Kỳ Sơn giữ lại nói, Vinh Thính, không bằng lưu lại uống mấy chén. Vinh Bằng Phi lắc đầu nói, hôm nào đi, hôm nay thật sự có rất nhiều chuyện. Tiến Vinh Bằng Phi đi rồi, Trương Dương chuyển hướng Kỳ Sơn nói, không thể tưởng được anh đi ra nhanh như vậy. Kỳ Sơn cười nói, sao? Anh nghĩ tôi vừa đi liền không quay lại à? Trương Dương cực kỳ tò mò hết thảy xảy ra sau khi Kỳ Sơn bị bên cảnh sát mang đi, có điều hắn cũng không nóng lòng hỏi, hắn biết Kỳ Sơn nhất định sẽ cho ra đáp án, cười nói tôi đang chuẩn bị đi đưa cơm cho anh đấy. Kỳ Sơn nở nụ cười ha ha, giọng nói hắn thoải mái, cơm tù không dễ ăn như vậy, bọn họ lấy đi hơn 2 tấn vị tinh dùng ăn trong kho hàng tôi, sau khi xét nghiệm chứng thật mới nói với tôi là một sự hiểu lầm. Trương Dương nói, vận khí của anh đúng là không tệ. Kỳ Sơn cười nói, tôi cũng không phạm pháp, lời này sao nghe không được tự nhiên như vậy. Mặc dù là hai câu đối thoại đơn giản, Trương Dương đã làm rõ chuyện này. Hóa ra thứ văn hạo nam lấy từ nơi này toàn là vị tinh, hành động lần này của bên cảnh sát không công mà lui, chuyện này truyền đi chỉ sợ sẽ thành một trò cười lớn trong hệ thống công an. Trương Dương nói, không sao là tốt rồi. Kỳ Sơn nói, tối nay cùng uống vài chén đi, liền tính là tôi biểu đạt ấy nấy chuyện hôm nay với anh, coi như là giúp tôi đỡ sợ đi. Trương Dương gật đầu nói, được, tối nay sợ yên nhiên phải bồi bà ngoại đi ở nhà Tống Hoài Minh mấy ngày, mấy người Lương Thành Long, Trần Thiệu Bân viên ba buổi trưa đều đi đinh ra chúc mừng, buổi tối cũng qua bên này náo nhiệt. Sở yên nhiên đặc biệt thả tự do hai ngày cho Trương Dương, hai ngày này hắn chỉ để ý cùng bạn bè ăn chơi thác loạn, nhưng ngày mốt phải cùng nàng và bà ngoại đi Bắc Cảng, theo bà cụ thả lòng. Kỳ Sơn đi ăn bài tiệc rượu buổi tối, thoạt nhìn như người không có việc gì, nhưng đại quan nhân lại cảm giác chuyện này vô cùng kỳ quặc, hết thảy xảy ra đều vô cùng đột ngột, bên cảnh sát xuất động, Kỳ Sơn được tha, căn bản không để cho người ta thời gian phản ứng quá nhiều. Từ tình hình bây giờ mà xem, Kỳ Sơn cũng không tổn thất quá lớn, ngược lại bên cảnh sát lại có vẻ mặt xám mày cho. Văn Hạo Nam chủ động gọi điện thoại tới, hắn mời Trương Dương buổi tối đi ra cùng uống hai chén. Trương Dương căn bản không cần suy nghĩ liền cự tuyệt hắn, đương nhiên giọng nói của hắn cũng không đông cứng. Nhẹ nhàng nói, Hạo Nam, hôm nay tớ còn có nhiều bạn bè cần chiêu đãi như vậy, thật không rút ra được thời gian cùng cậu, văn hạo nam cũng không miễn cưỡng hắn từ trong lời nói trương dương vẫn nhấm nuốt ra hương vị dị thường trương dương dường như đang cho thấy mình cũng không phải bạn của hắn la tuệ chữ không lựa chọn tiếp tục lưu lại ở đông giang đêm đó nàng đón xe đi về quê thăm cô trước khi đi đặc biệt gọi trương dương tới cạnh nắm tay của hắn nói chuyện hôm nay ngàn vạn lần không nên ghi hận anh hạo nam của con lúc nói lời này trong lòng la tuệ chữ mơ hồ có chút khổ sở nàng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì Trương Dương cùng con gái ruột của nàng Thủy Trung khó có thể đến gần, mặc dù La Tuệ Chữ rất muốn để cho bọn họ ở chung giống anh em ruột, nhưng mà nàng phát hiện giữa mấy đứa con vẫn không thể như nàng mong muốn, nếu không thành bạn được, La Tuệ Chữ cũng không hy vọng bọn họ trở thành cư nhân, hết thảy xảy ra hôm nay khiến nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Trương Dương mỉm cười nói, mẹ nuôi, mẹ yên tâm, chuyện đã làm rõ, đều là hoác vân chung kia tự chủ trương, hơn nữa hạo nam cũng không phải là nhầm vào con, con sao có thể ghi hận anh ấy chứ?" La Tuệ chữ lắc lắc tay Trương Dương, thở dài nói, "Hạo Nam vừa tới Bình Hải không lâu, quá gấp biểu hiện mình, mẹ lo lắng hắn làm việc vội vàng như vậy, dễ đắc tội với người." Trương Dương nói, "Hẳn là không nghiêm trọng như vậy đâu, anh ấy làm việc cũng không phải là vội vàng, chỉ là phong cách làm việc như vậy, không giống với người khác, mẹ cũng không thể cưỡng cầu đều dựa theo khuôn mẫu của mẹ đi làm việc được." La Tuệ chữ nói, "Trương Dương trong lòng mẹ lúc này không thoải mái, mẹ luôn cảm giác hạo nam thay đổi, trở nên không lo lắng đến cảm thụ của người khác, mẹ đã mắng nó, nhưng mẹ cảm thấy có lỗi với con. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, sau này mẹ cũng đừng quan tâm những chuyện này nữa, thế hệ bọn con đã lớn, cũng có đủ năng lực đi xử lý vấn đề của mình. La tuệ chữ nhẹ gật đầu. Trương Dương lại nói, nếu lần này con không phải là không thể phân thân, con sẽ cùng mẹ về với ông bà một chuyến. La tuệ chữ nói, yên nhiên thật vất vả mới trở về một chuyến, con vẫn nên rút thời gian bồi nó nhiều một chút, cô gái tốt như vậy, con không thể ủy khuất người ta. Trương Dương liên tục gật đầu, do dự một chút, rốt cục vẫn phải hỏi, mẹ nuôi, chuyện chú hà. La tuệ chữ nói, hắn trước mắt ở trong tay cơ quan kiểm sát đã nắm giữ một số chứng cứ buôn bán phạm tội của hắn, hắn cũng không kiêng kỵ thú nhận một phần hành vi phạm tội trong đó, con không giúp được hắn, bất luận kẻ nào cũng không giúp được hắn. Trương Dương nói có phải rất nghiêm trọng không? La Tuệ Chữ lắc đầu nói có lẽ cũng không quá nghiêm trọng, còn yên tâm đi, hắn là bạn nhiều năm với cha nuôi con, chúng ta sẽ cố gắng, việc con cần phải làm là đợi tin tức, ngàn vạn lần không nên tham dự vào trong việc này. Tiến La Tuệ Chữ đi, Trương Dương gọi một cú điện thoại cho Tần Manh Manh, nói lời La Tuệ Chữ vừa nói với mình cho nàng nghe, Tần Manh Manh biết bà đã bị cơ quan kiểm sát khống chế, ngược lại bình tĩnh lại, ít nhất đã biết tung tích của ông. Trương Dương bảo Tần Manh Manh không nên quá mức khẩn trương, tối nay sẽ giúp thì gian đi chỗ nàng một chuyến. Chuyện xảy ra ở Tuệ Nguyên hiển nhiên dẫn nên hiệu ứng tin tức mang tính oanh động ở Đông Giang, đêm đó lúc bọn Lương Thành Long, Trần Thiệu Bân tới, cũng nhắc tới chuyện này. Mặc dù Kỳ Sơn An bài tiệc tối nhưng hắn ở sau khi bữa tiệc bắt đầu không lâu liền vội vã rời đi. Chỗ Kỳ Sơn đi là bệnh viện nhân dân Bạch Sa, nguyên nhân có thể làm cho hắn bỏ hết thảy mọi chuyện, vội vã đi chỉ có một, chính là Lâm Tuyết Quyên, Hoắc Vân Trung ở trước công chúng tát một cái, xóa sạch tự tôn cùng kiêu ngạo của Lâm Tuyết Quyên, sau khi về nhà nàng không ngờ nuốt vào cả bình thuốc ngủ, may nhờ mẹ của nàng tới thăm phát hiện, kịp thời đưa đến bệnh viện. Hoắc Vân Trung cũng ở lúc này mất đi liên lạc, ai cũng không liên lạc hắn được, điều này làm cho người Lâm gia càng đau xót, trong lòng lạnh lẽo. Kỳ Sơn ngồi ở trong ô tô, sắc mặt tái nhợt, trong bóng tối thân thể của hắn đang khẽ run, ngũ ca cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, an ủi hắn, vừa rồi tôi đã hỏi qua bệnh viện, không nguy hiểm tánh mạng. Kỳ Sơn nắm chặt hai đấm, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay của hắn, thanh âm trầm thấp run rẩy. nếu tuyết quyên có gì không hay xảy ra, ta sẽ khiến Hoác Vân chung chết không có chỗ chôn. Ngũ ca thở dài một hơi, tình cảm thống khổ như vậy, cậu cần gì phải cố chấp như thế, có đôi khi, tôi thậm chí hoài nghi, cậu có phải là một người thích chịu ngược trời sinh không? kỳ sơn nói nàng so với tánh mạng của tôi càng thêm quan trọng ngũ ca thấp giọng nói một khi đã như vậy sao cậu không thẳng thắn với nàng sao không can đảm theo đuổi hạnh phúc của cậu kỳ sơn lắc đầu nói tôi không xứng với nàng trước kia tôi không xứng bởi vì tôi nghèo cho nên tôi liều mạng thay đổi bản thân nhưng khi tôi có được tài phú lại phát hiện mình càng thêm không xứng với nàng ngũ ca nói thật ra vấn đề của bản thân cậu cậu không qua được cửa ải của mình Chán kỳ sơn tựa ở trên cửa kính xe lạnh như băng, tôi có phải là một người nhu nhược không? Ngũ ca không cấp ra đáp án, theo bóng tối cùng lâm vào trầm mặc. Lâm tuyết quyên nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt của nàng tái nhợt mà không có chút huyết sắc nào, ánh mắt ngốc trệ nhìn trần nhà, chất lỏng trong suốt trong bình truyền dịch, từng giọt rót vào trong cơ thể nàng, tựa như mưa xuân làm dịu đất đai khô cạn, cố gắng gọi về sinh mạng của nàng từng chút một. Kỳ sơn cầm một bó hoa tươi chậm rãi đi vào trong phòng bệnh đặt bó hoa tươi kia ở đầu giường. Ánh mắt Lâm Tuyết Quyên vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, thế giới bệnh viện trắng noãn đơn thuần, nàng vốn khát vọng tìm được một thế giới đơn thuần, nhưng mà thực tế lại không phải như vậy. Kỳ Sơn thấy được cổ tay của nàng, thấy băng vải trên cổ tay Lâm Tuyết Quyên, lòng của hắn đang dỉ máu, trước khi Lâm Tuyết Quyên uống thuốc đã từng cắt cổ tay, chứng tỏ ý nguyện nàng muốn tự sát vô cùng kiên quyết, Kỳ Sơn yên lặng ngồi ở bên giường, hắn thấp giọng hỏi, này, cố gắng khiến cho Lâm Tuyết Quyên chú ý. Lâm Tuyết Quyên vẫn không nhìn hắn một cái, suy yếu nói, thật ra anh không cần tới đây. Kỳ Sơn nói, thật xin lỗi. Anh không có lỗi với em, cho tới nay có lỗi với em chính là bản thân em, em không nên miễn cưỡng bản thân, em lần lượt thử nghiệm thay đổi, dùng thay đổi của mình để thích ứng thế giới này, nhưng mà cuối cùng em vẫn không thích ứng được với thế giới này, lại trở thành người ngay cả bản thân em cũng không biết hai hàng nước mắt trong suốt từ khuôn mặt Lâm Tuyết Quyên trượt xuống. Kỳ Sơn nói: Tuyết Quyên, ở trong lòng anh, em chưa từng thay đổi. Nếu em chịu cho anh cơ hội, anh, anh sẽ cùng em đi qua cuộc sống sau này. Lâm Tuyết Quyên lắc đầu, rốt cuộc nhìn Kỳ Sơn một cái, nói khẽ thứ mất đi, vĩnh viễn không thể nào trở lại. Chúng ta đều đã không còn là trẻ con, em cũng không phải là em trước kia, anh cũng không phải là anh trước kia, chúng ta đã sớm xa lạ chương 1765, mỗi người bay một nơi, một. Kỳ Sơn ở trong phòng cấp cứu đã nói rằng thề không tha cho hoắc Vân Trung, cử nhân gặp lại là đỏ mắt, Hoác Vân Trung tức giận lường Kỳ Sơn, từ trong tư thế đi đường của hoắc Vân Trung Kỳ Sơn đã cảm thấy được hắn đã uống rượu, Hoác Vân Trung nhìn thấy Kỳ Sơn liền lao tới, ngũ ca kịp thời chắn trước mặt Kỳ Sơn, Kỳ Sơn lạnh lùng nói, tránh ra. Ngũ ca do dự một chút, vẫn tránh ra. Hoác Vân Trung vùng quyền đánh tới Kỳ Sơn, Kỳ Sơn lách người, rồi chuẩn xác đấm một cú trúng cầm Hoắc Vân Trung, khiến cho Hoắc Vân Trung lảo đảo rồi ngã xuống đất. Kỳ Sơn không hề thừa thắng xông lên, chỉ vào Hoắc Vân Trung rồi nói: "Anh nếu còn là một người đàn ông thì phải nói xin lỗi với Tuyết Quyên. Tôi và cô ta rất thanh bạch, đừng có dùng cái suy nghĩ dơ bẩn của anh để nghĩ về quan hệ của chúng tôi." Kỳ Sơn nói xong thì xoay người rời khỏi. Hoắc Vân Trung ngồi dưới đất, một quyền này của Kỳ Sơn khiến đầu óc đang mờ mịt của hắn tỉnh táo hơn một chút, hắn ôm đầu có chút đam chiêu suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới mục đích mình tới đây hắn vịn vào tưởng rồi lảo đảo đứng đậy đi về phía phòng cấp cứu hoác vân trung ở trước cửa phòng cấp cứu gặp mẹ của lâm tuyết quyên hắn khẩn trương nói mẹ tuyết quyên lâm mẫu vung tay tát cho hoác vân trung một cái xúc sinh mày còn có nhân tính không bà ta đánh hoác vân trung xong thì cũng không khống chế được mà bật khóc cha của lâm tuyết quyên thì vẫn bình tĩnh khuyên bảo vợ đừng kích động Hoắc Vân Trung ôm mặt, xấu hổ đứng đó, cha. Tuyết Quyên thế nào rồi? Lâm Phụ lạnh lùng nói, cục trưởng Hoắc, anh đừng gọi như vậy. Tôi không dám nhận. Hoắc Vân Trung nói, cha, con, ánh mắt hắn nhìn xung quanh phòng cấp cứu. Lâm mẫu khóc cút, anh cút đi cho tôi. Lâm ra chúng tôi nợ anh cái gì hả? Mà sao anh lại hại con gái của chúng tôi như vậy? Hoắc Vân Trung ủ rũ chuẩn bị đi thì nghe thấy trong phòng quan sát truyền đến giọng nói suy yếu của Lâm Tuyết Quyên, để anh ta vào đi. Hoắc Vân Trung vào trong phòng quan sát, sau khi bị Lâm mấu tát một cái, đầu óc của Hoắc Vân Trung đã triệt để tỉnh táo lại, nhìn bộ dạng tiêu tụy của vợ. Hoắc Vân Trung trên mặt hiện ra một tia ái náy, yết hầu của hắn giật giật, vươn tay ra muốn nắm lấy tay Lâm Tuyết Quyên. Giọng nói của Lâm Tuyết Quyên lộ ra vẻ xa lạ trước giờ chưa từng có, đừng có chạm vào tôi tay hoác vân trung cứng đờ ra đó, hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, nói khẽ tuyết quyên. Xin lỗi, anh, anh, quá yêu em, cho nên anh không thể nhịn nổi khi em ở cạnh hắn, anh ghen đến phát cuồng, không khống chế được tình tự, cho nên mới ở trước mặt nhiều người như vậy đánh em. Anh sai rồi, em cứ đánh cứ chửi anh đi. Lâm tuyết quyên bình tĩnh tới kỳ lạ, hoác vân trung, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, tôi không muốn nói những lời làm thương tổn anh, thôi thì cứ để chúng ta đến với nhau trong vui vẻ và chia tay trong vui vẻ đi, sau khi tôi xuất viện chúng ta sẽ ly hôn. Vì sao, Tuyết Quyên, anh biết anh sai rồi, anh có thể sửa chữa, anh xin thề với trời. Anh về sau sẽ không bao giờ đánh em nữa, nếu anh còn làm như vậy thì anh sẽ không được chết tử tế. Hoặc Vân Trung, anh không cần phải tự thề những lời ác độc như vậy, tôi kết hôn với anh trong mấy năm nay, anh chưa bao giờ được thực sự vui vẻ cả. Tôi cũng vậy, nếu hôn nhân của chúng ta đã trở thành tra tấn lẫn nhau. Vậy thì cớ sao cứ phải ở với nhau nữa? Thôi thì coi như tôi xin anh, buông tha cho tôi, cũng chính là buông tha cho chính anh. Hoác Vân Trung ra sức lắc đầu, không, anh hạnh phúc, mất đi em anh sẽ không còn hạnh phúc nữa. Đừng tự lừa mình dối người nữa, Hoác Vân Trung, không muốn không muốn sống như vậy. Hoác Vân Trung giận dữ hét lên, có phải vì hắn hay không? Nhiều năm như vậy rồi, cô chưa bao giờ quên được hắn. Lâm Tuyết Quyên nhắm mắt lại, tôi quyết định ly hôn không liên quan tới bất kỳ ai cả. Hoác Vân Trung, anh là nam nhân, xin anh đừng để tôi khinh bỉ anh. Hoác Vân Trung đứng dậy, hắn vừa lắc đầu vừa lùi ra ngoài cửa, tôi sẽ không ly hôn, cô muốn song túc song tê với hắn ư, nằm mơ đi. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi cũng sẽ không để cho hai người được như ý nguyện. Hoác Vân Trung xoay người chạy ra ngoài. Trong đôi mắt đang nhắm chặt của Lâm Tuyết Quyên chảy ra hai hàng lệ nóng, tình cảm đối với cô ta mà nói chỉ là một loại tra tấn tàn khốc. Bởi vì chuyện xảy ra ban ngày, tối hôm đó hưng trí của mọi người đều nị ảnh hưởng, Trương Dương và đám bạn hữu của hắn kết thúc tiệc rượu thì ai về nhà nấy. Sau khi Trương Dương tiến đám bạn về thì mới lái xe tới đường tiêu tương, nghĩ đến Hà Trường An gặp nhiều phiền toái như vậy, Trương Dương vẫn là phi thường cẩn thận, xác định không có ai theo dõi mình thì hắn mới chậm rãi tới số 26 đường tiêu tương. Nghe theo đề nghị của Trương Dương, Tần manh manh cả ngày cũng không ra khỏi cửa, Hà Trường An bị viện kiểm sát khống chế, trước mắt người ngoài căn bản không thể tiếp cận y, thân phận hiện tại của cô ta là trợ lý Hà Vũ Mông của Hà Trường An. Trương Dương vào tiểu lâu, nhìn thấy tần manh manh bình an thì mới thoáng yên lòng, tần manh manh mời hắn ngồi xuống sofa rồi rót cho hắn một ly cà phê. Trương Dương uống một ngụm cà phê rồi nói, thủ hạ của chú Hà có phải có một người tên là Đông Sơn phải không? tần manh manh gật đầu nói đại bộ phận nghiệp vụ trong nước hiện tại của hà tiên sinh đều là giao cho hắn phụ trách trương dương nói đông sơn lấy đất ở nam võ đút lót quan viên dùng thủ đoạn bất chính để giành được một khối đất sau đó dùng đất để mang đi vay tiền kiếm được một khoản lớn từ ngân hàng nếu chỉ là vì chuyện này thì vẫn không bị bại lộ sớm như vậy hắn trong vấn đề di rời chọn dùng thủ đoạn bạo lực làm cho khiến cho một cư dân địa phương tử vong Tần Manh Manh nói, em có thể cam đoan Hà Tiên Sinh hoàn toàn không biết gì cả về chuyện ở Nam Võ, căn bản chính là Đông Sơn tự chủ trương. Trương Dương nói, cho dù là Đông Sơn tự chủ trương thì trong quá trình hắn lấy đất cũng là hành vi của công ty, hiện tại lại một mực nói rằng tất cả những gì mà hắn làm đều là nhận được lệnh từ chú Hà. Hơn nữa hắn đi theo chú Hà nhiều năm, nắm giữ rất nhiều chuyện cơ mật của công ty, cũng đã khai không ít chuyện trái pháp luật cho cơ quan kiểm sát, chuyện giờ đã vô cùng phiền toái rồi tần manh manh cũng bất lực cô ta tràn ngập lo lắng nói đại ca em nên làm gì bây giờ trương dương nói theo tình huống trước mắt mà anh biết được chú hà có thể đã thừa nhận một việc hắn khả năng lần này chú ấy muốn được thả vô tội là rất nhỏ tần manh manh nói liệu có nghiêm trọng lắm không trương dương nói kết quả có lẽ sẽ không quá xấu thật ra hắn cũng không biết chuyện sẽ phát triển đến mức nào trước mắt chỉ có la tuệ ninh nói qua với hắn văn quốc quyền cũng đã hỏi tới chuyện này nhưng chưa nói chắc chắn là liệu có giúp Hà Trường An hay không. Tần manh manh nói, tốn bao nhiêu tiền em cũng chịu. Trương Dương nói, em trước mắt cũng không thích hợp ra mặt, trừ anh ra, không ai biết quan hệ giữa hai người, nếu quan hệ của hai người một khi bại lộ thì chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Tần manh manh nước mắt lưng chồng nói, đại ca, nhưng em không thể nhìn ông ấy gặp chuyện mà dửng dưng như không thấy. Trương Dương nói, anh sẽ cố gắng tìm cơ hội, xem xem có thể gặp mặt chú ấy hay không, trước khi chuyện này có manh mối gì, em nhất định phải giữ kín hành tung. Trừ anh ra, em đã liên hệ với ai chưa? Tần manh manh nói, luật sư của Hà Tiên Sinh, Vũ Đông Xuyên, hắn lần này giúp làm thủ tục giao nhận công việc của công ty. Trương Dương nói khẽ trước mắt thủ tục giao nhận tài sản của Hà Tiên Sinh đã hoàn thành được bao nhiêu rồi. Tần manh manh nói, tài sản ở tài sản đã toàn bộ chuyển nhượng sang tên em, tài sản và vật nghiệp trong nước chiếm một phần ba tổng tài sản của ông ấy, cũng chính là bộ phận tài sản này chưa làm xong thủ tục. Trương Dương nói, Vu Đông Xuyên biết chuyện chú Hà bị cơ quan kiểm sát khống chế chưa? Tần manh manh đang muốn trả lời thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Người phụ nữ trung niên đi cùng tần manh manh tiến vào thì thầm vài câu với cô ta, tần manh manh nói khẽ, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Chính là luật sư Vu Đông Xuyên của luật sư tới tìm cô ta. Trương Dương ra hiệu cho tần manh manh, Tần manh manh lập tức minh bạch ý tứ của hắn, nói với người phụ nữ trung niên đó, bảo hắn vào thư phòng gặp tôi. Trương Dương trốn ở bức màn sau thư phòng, không gian giữa bức màn và cửa sổ đủ để hắn giấu mình. Bên cạnh Hà Trường An còn có một vài thân tín, Vũ Đông Xuyên là luật sư của Y, đi theo Hà Trường An đã được 15 năm. Hà Trường An từng nói với Tần Manh Manh, người đáng tín nhiệm bên cạnh bên cạnh Y chính là Vũ Đông Xuyên. Cho dù là như vậy, Vũ Đông Xuyên cũng không biết thân phận thực sự của Tần Manh Manh trong lòng tần manh manh trên đời ở ngoài cha và con trai ra thì người đáng tin nhất chính là Trương Dương. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 202